Chương 61 nhìn Nhiếp Ly rời đi cùng Dương Hân, đám người Nhiếp Vĩ, Nhiếp Ân vẻ mặt khác nhau, bọn họ cũng đều biết, từ lúc này, địa vị Nhiếp Ly tại Thiên Ngân thế gia đã hoàn toàn thay đổi. Về phần Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật hai người, hai mặt nhìn nhau mắt choáng váng, về sau bọn họ tại bên trong Thiên Ngân thế gia phải cục đuôi mà sống. Bên trong biệt viện Dương Hân cởi áo khoác, lộ ra bên trong áo tơ mỏng manh bó sát người, lười biếng duỗi lưng, nàng hoàn toàn triển hiện ra dáng người tuyệt vời động nhân, nàng không ngại nhiếp ly tồn tại, không hề có phòng bị, chung quy nhiếp ly mới là một hài từ 13 tuổi mà thôi. Nàng cũng không biết là, nhiếp ly thể sắc 13 tuổi, lại ẩn ẩn một nội tâm thành thục, Nhấp ly đánh giá Dương Hân, không thể không nói, giờ phút này Dương Hân phi thường gợi cảm, kia áo tơ mỏng manh ẩn hiện ra thịt màu trắng mơ hồ có thể thấy được, chỗ áo ngực căn bản che lấp được bộ ngực bò sữa cực đại và đầy đặn, có thể nhìn thấy thâm thâm khe rãnh cùng một mảng lớn trắng nõn kia. Bất quá Nhấp ly chỉ mang theo một loại ánh mắt thưởng thức, hắn không có quá nhiều ý tưởng đối với Dương Hân. Ba người của Hắc Ám Công Hội kia là vì ngươi mà tới. Dương Hân hơi hơi cúi người nhìn Nhấp ly hỏi. Nhiếp Ly vừa nhấc đầu liền có thể nhìn thấy ngực Dương Hân, hai đại phiến trắng nõn nhũ nhục, hình dạng tròn trĩnh, một bàn tay căn bản nắm hết, một cỗ hương vị nữ nhân thành thục hữu đập vào mặt, làm Nhiếp Ly không khỏi thoáng có chút xấu hổ. Đúng vậy, Nhiếp Ly hơi hơi gật đầu nói. Dương Hân hồn nhiên như chưa thấy ánh mắt Nhiếp Ly, chân mày hơi nhíu nói, nếu ngươi bị Hắc Ám Công hội theo dõi, Thiên Ngân Thế gia đã không an toàn, không bằng ngươi chuyển đến Hiệp hội Luyện Đan sư ở đi, Dương Hân không biết vì cái gì nhiếp ly bị hắc ám công hội nhằm vào, chẳng lẽ tin tức nhiếp ly đem vài loại bí điển điều chế giao cho hiệp hội luyện đan sư bị tiết lộ. Người biết chuyện này, chỉ có nàng cùng hội trưởng mà thôi, không có người khác biết. Nhiếp ly lắc lắc đầu nói, chuyện này có nguyên nhân khác, ngươi cảm giác hắc ám, công hội nếu biết các loại bí điển điều chế đan dược là ta giao cho ngươi, bọn họ sẽ chỉ phái ba bạch ngân cấp đến đây ám sát ta sao? Phòng trừng sẽ cố hết thảy bắt cóc ta đi, Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Dương Hân gật gật đầu, xác thật như thế, Nhiếp Ly thâm tư thục lự, quả là không quá giống 13 tuổi thiếu niên, nghĩ đến thiên phú đáng sợ của Nhiếp Ly vượt qua người bình thường, Dương Hân liền bình thường trở lại, dù sao sự tình kỳ quái phát sinh xung quanh Nhiếp Ly liền trở nên bình thường. Người cùng bọn họ từng có xích mích, dương hân ngồi ở trên ghế hỏi nếu chỉ là bình thường gây chuyện kia nàng cũng không quá mức lo lắng dưới tình huống bình thường hắc ám công hội sẽ không mạo hiểm đem hoàng kim cấp cường giả vào quang huy chi thành nếu chỉ là bạch ngân cấp lại tìm nhiếp ly gây phiền toái tùy tiện một hai võ giả hoàng kim cấp hoặc là yêu linh sư là có thể bảo đảm an toàn cho nhiếp ly ta cùng người của hắc ám công hội không có bất cứ xung đột gì Nhiếp Ly lắc lắc đầu, lần đó tao ngộ tại cổ lan thành Nhiếp Ly không có nhìn thấy mặt Vân Hoa chấp sự, Vân Hoa chấp sự phỏng trừng cũng không nhận được hắn, Vân Hoa chấp sự hoàn toàn không mạo hiểm như vậy đến thiên ngân thế gia ám sát hắn, duy nhất khả năng, chuyện này là do thần thánh thế gia thao túng, nói, nếu nói có đắc tội với người nào, ta phía trước đắc tội qua thần thánh thế gia, duy nhất chỉ có thần thánh thế gia mới có động cơ, Nghe được Nhiếp Ly nói, Dương Hân kia con ngươi xinh đẹp chợt lóe hàn quang, nếu thật sự là như vậy, kia chẳng phải là thần thánh thế gia cùng Hắc Ám công hội ngầm cấu kết. Hắc Ám công hội là địch nhân của toàn bộ Quang Huy Chi thành, cùng Hắc Ám công hội cấu kết loại chuyện này là tuyệt đối không thể tha thứ được. Ta phái người tra xét, nếu thần thánh thế gia xác thật cùng Hắc Ám công hội có liên hệ, thành chủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dương Hân lời nói nóng này, trong lời nói còn lộ ra một tia hàn ý, phản bội Quang Huy Chi thành loại chuyện này, quyết không thể tha thứ lần này để bọn họ chạy mất một những người đó xưng hô hắn là vân hoa chấp sự ta vẽ một bức họa cho ngươi nhiếp ly từ bên cạnh trên giá sách rút ra một tờ giấy chỉ vài bút liền phát thảo ra hình tượng một người chính là vân hoa chấp sự kỹ xảo vẽ lên bức họa đều là như vậy thành thạo thiếu niên này đến tột cùng là tồn tại yêu nghiệt cỡ nào dương hân âm thầm kinh hãi chỉ là kỹ xảo bức tranh này không có vài năm luyện tập chỉ sợ cũng không thể đạt tới trình độ thành thục như nhiếp ly vậy họa hình có thể cho nội tâm bình tĩnh đối với tu luyện cũng có chỗ tốt cho nên nhiếp ly kiếp trước tại cũng nghiên cứu kỹ thuật hội họa vài chục năm thập niên phương diện kỹ xảo đã đạt tới thuần thục kinh người hảo nhiếp ly đem bức họa đưa cho dương hân ân dương hân tiếp nhận bức họa cúi đầu cẩn thận nhìn nhìn không khỏi sợ hãi than nhiếp ly bút phong lão đạo nàng đối nhiếp ly tràn ngập hiếu kỳ này thiếu niên thần bí này đến cùng còn có thứ gì là nàng còn không biết Dương Hân thời điểm cúi đầu, xuyên thấu qua cổ áo Dương Hân, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dạng hai bán cầu, Nhiếp Ly không khỏi hơi hơi mặt đỏ, không thể không nói, dáng người Dương Hân thật đúng là vưu vật, đổi lại là nam nhân khác thấy một màn như vậy sợ là khó có thể tự giữ mình. Nhiếp Ly hai kiếp làm người, định lực được cho là phi thường kinh người dương hân ngẩng đầu nhìn thấy má nhiếp ly hơi hơi nóng lên bỗng nhiên ý thức được cái gì trong lòng không khỏi có chút buồn cười nhiếp ly trí lực vô cùng cao minh chẳng lẽ ở phương diện này cũng hiểu được so với người khác sớm hơn hai tử mới như vậy tuổi đại có thể nào lại có suy nghĩ này sao bên ngoài vẫn đồn đãi, Dương Hân dựa vào Mỹ sắc thượng vị là có thể giết người, nhưng trên thực tế lại không là như thế. Dương Hân tuy rằng thích bận các loại quần áo khêu gợi, nhưng đến nay chưa lập gia đình, cũng không có bất luận kẻ nào có thể lọt vào ánh mắt của mình, là bởi vì không có một nam nhân có thể khiến nàng nhìn hợp mắt. Nàng nữ nhân loại này thân phận cùng địa vị tồn tại cao cao, tuyệt đại bộ phận nam nhân hướng đến đều là có dạ không. Cho nên Dương Hân tình nguyện biến mình trở thành một người phụ nữ phóng đãng, cũng không nguyện ý cho các số nam nhân đụng tới thân thể hoàn mỹ của nàng trên thực tế, dương hân là một yêu mỹ nữ nhân đến tận trong xương, cho nên tuy rằng nhiếp ly thấy được nàng phong tình xinh đẹp, nàng cũng hoàn toàn không thèm để ý, tại nàng xem nhiếp ly bất quá là một hài tử trai trai mà thôi, mặc dù có điểm trưởng thành sớm, nhưng cũng có sao đâu. khiêu khích nhiếp ly ngược lại có cảm giác kích thích, tiểu đệ đệ, ngươi muốn sờ một chút sao? dương hân mỉm cười nhìn nhiếp ly, khiêu khích nói. Nghe được Dương Hân nói, Nhiếp Ly nao nao, ánh mắt có chút xấu hổ thu hồi, Dương Hân nữ nhân này cũng quá lớn mật, lại còn nói như vậy, Dương Hân bộ dáng xinh đẹp, phối hợp với lời nói đưa đẩy như vậy, nam nhân bình thường chỉ sợ đều khó lòng kìm nổi. Tuy rằng chỉ 13 tuổi, Nhiếp Ly thể xác bên trong còn non nớt, lại giấu kín một linh hồn già cõi, hắn cười khổ nói, "Tỷ tỷ không cần đem ta vui đùa." "Tỷ tỷ không có nói đùa với người a, sờ một chút cũng sẽ không rất khối thịt nào." Với đệ một tiểu thiên tài, tỷ tỷ một điểm cũng không để ý nga. Dương Hân nắm tay nhiếp ly, đặt ở trên ngực chính mình, nàng ngược lại còn có vài phần buồn cười, một hài tử nhỏ như vậy, cũng sinh ra cái loại này ý tưởng này đối với nàng sao nhiếp ly tiểu đệ đệ, có cảm giác gì. Nhiếp ly tay phải đụng đến cái kia đầy đặn cùng mềm mại kinh người, chỗ lồi ra một điểm, âm thầm kinh hãi không thôi, nữ nhân này phát dục thật đúng là hoàn hảo, nhìn thấy Dương Hân chiêu thức biểu tình, nhiếp ly biết Dương Hân đây là cố ý đùa dẫn hắn, nữ nhân này sợ là nghĩ mình chỉ là một tiểu hài tử 13 tuổi, nhìn thấy bộ dáng dương hân như vậy nhiếp ly lông mi hơi hơi nhú nhíu nữ nhân này khinh thường hắn như vậy là mười phần sai tuy rằng kiếp trước nhiếp ly yêu nhất là diệp tử vân nhưng mấy trăm năm thời gian lâu dài sau đó nhiếp ly vẫn không tiếp xúc với phụ dương hân này rõ ràng là khiêu khích Nhiếp Ly cứ thế tiếp tục cảm thụ một cảm giác mềm mại, bộ ngực đầy đặn của Dương Cứ Thế mà xoa mà nắn, khiến nó ở trong lòng bàn tay biến hóa hình dạng một chút, sau đó chăm chú biểu tình nói, "Dương Hân tỷ tỷ có thể nếm thử tử lam thảo cùng hồ mục thảo sắc uống, có thể chúng làm cho hai trái bưởi này thêm to." Dương Hân mắt choáng váng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Ly lại không có một điểm xấu hổ cùng ngượng ngùng, ngược lại bóp mấy cái, lại nghe được Nhiếp Ly nói, Dương Hân hoảng một chút, mặt cười đỏ bừng, nàng hoàn toàn chưa cùng bất cứ nam nhân nào tiếp xúc qua, sở dĩ để Nhiếp Ly sờ ngực nàng, là vì nàng xem Nhiếp Ly là hài tử 13 tuổi, trong lòng hoàn toàn không có đề phòng. Có như vậy, Dương Hân hoàn toàn quên tuổi Nhiếp Ly, đem Nhiếp Ly trở thành một cùng nam nhân tương đương tuổi mình nhưng là nhìn thấy kia thần tình chăm chú cùng với lời nói non nớt của nhiếp ly dương hân lại cảm giác giật mình nhiếp ly chỉ là một tiểu hài tử mà thôi loại ảo giác kỳ quái này làm dương hân vẻ mặt có chút hoảng hốt nhìn thấy dương hân ngây người nhiếp ly bàn tay đang đùa dai tại chỗ lồi ra kia trên tay liền nhéo một cái rồi dừng lại đem tay lấy trở về ân Dương Hân không khỏi ư một tiếng, trong nháy mắt, toàn thân nàng phẳng phất có một đạo điện chảy qua, làm nàng cả người giật mình một cái, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dương Hân đột nhiên ý thức được chính mình sai lầm, ma ửng hồng giống như uống say vậy, nàng vội vàng đứng lên, che giấu thân thể chính mình trong cảm giác kỳ dị kia, thanh âm có chút phát run nói, tiểu đệ đệ, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta ngày mai lại trò chuyện. Ân, Dương Hân tỉ tỉ ngủ sớm đi nhé. Nhấp ly nãi thanh nãi khí nói, lộ ra dáng vẻ ta ta tươi cười, từ trong phòng Dương Hân đi ra, Nữ nhân này dám đem hắn đùa giỡn như một tiểu nam 23 tuổi, kết quả bị hắn đùa giỡn lại, không thể không nói xúc cảm kia thật đúng là không sai vào đâu. Nhìn nhiếp ly đi ra ngoài, Dương Hân vẫn còn sừng sốt thất thần, nàng dứt khoát tinh thần đều thác loạn. Tiểu tử này thật chỉ mới 13 tuổi sao? Dương Hân có điểm phát điên gãi gãi tóc, nhiếp ly đến cùng có phải hay không cố ý, trên bộ ngực ẩn ẩn truyền đến một tia đau đớn nhưng là vì cái gì tâm lý của nàng có một loại hưng phấn cùng kích thích cái loại cảm giác này khiến dương hân trong lòng giống như là bị miêu trào cào vậy đã rất lâu dương hân thở dài ra một hơi rốt cuộc không lại nghĩ nữa vẫn là trước tắm rửa một cái áo tơ trắng nõn chậm rãi rơi xuống, Dương Hân chậm rãi đi tới thùng tắm chứa đầy nước ấm, chân ngọc chậm rãi bước vào thùng gỗ, thân thể mềm mại hoàn toàn không tì vết tầm ở trong bên nước ấm, hai tay nàng không tự giác vuốt về ở bộ ngực thượng ngạo kia, lúc này trong đầu nàng không tự chủ được hiện ra một thân ảnh, là Nhiếp Ly. Ta suy nghĩ cái gì thế, hắn nhỏ như vậy, ta so với hắn lớn hơn 10 tuổi, Dương Hân lắc lắc đầu, muốn đem tạp niệm trong đầu khu trục ra, thế nhưng thân ảnh nhiếp ly vẫn được hiện lên, kia bị nhiếp ly nhéo qua địa phương kia, tự hồ mơ hồ còn có một tia nóng bỏng. Dương Hân không tự chủ được tay phải chậm rãi rời xuống, thò đến giữa hai chân. Nga! Một tiếng sảng khoái lâu dài, xinh đẹp vô cùng rên rỉ vang lên, Dương Hân ngồi phịch ở bên trong thùng tắm, cả người da thịt nổi lên một tia ửng đỏ. Chương 62 bạn đang nghe chuyện trên halazy com hiệp hội luyện đan sư rất nhanh phái một vài yêu linh sư hoàng kim cùng võ giả hoàng kim tiến trú tại thiên ngân thế gia phòng bị thiên ngân thế gia lập tức trở nên sấm nghiêm vài gia tộc chung quanh thiên ngân thế gia đều buồn bực thiên ngân thế gia tại nhất bên trong cũng là tồn tại như đá lót đường tự nhiên lại có thể được hiệp hội luyện đan sư chú ý bọn họ vừa hâm mộ lại ghen tị có hiệp hội luyện đan sư chăm sóc địa vị thiên ngân thế gia lập tức bay lên một tầng cao mới phía trước cùng thiên ngân thế gia có chút quan hệ đối địch một đám hoảng loạn bất an sợ bị thiên ngân thế gia trả thù vài gia tộc bất hòa cùng thiên ngân thế gia một đám đều phái người tiến đến giao hảo hiệp hội luyện đan sư lực uy hiếp thật sự quá lớn huống hồ hiện tại hiệp hội luyện đan sư có thối hồn đan ngưng hồn đan lực ảnh mấy loại đan dược ước chừng có thể đây hiệp hội luyện đan sư phát triển gấp mấy lần ngay cả phong tuyết thế gia hiện tại cũng đang dựa vào luyện đan sư hiệp hội hy vọng có thể mua được đan dược của hiệp hội luyện đan sư ngoại trừ thần thánh thế gia còn có một hắc ám công hội thần bí kia vẫn giấu kín ở một nơi bí mật nào đó nhiếp ly không dám chủ quan giải quyết một vài sự tình của gia tộc sau đó liền dốc lòng tu luyện tuy rằng đạt tới bạch ngân cấp bậc dung hợp ảnh yêu linh nhưng nhiếp ly trong lòng như cũ có một loại cảm giác cường liệt gấp gáp ngoài trừ tu luyện nhiếp ly, cũng đang không ngừng tu luyện linh các loại chiến kỹ thuộc về ảnh yêu, như hư hóa chiến kỹ, thần hành chiến kỹ, đâm lén chiến kỹ, cắt yết hầu chiến kỹ, ảnh sát chiến kỹ, đem một đám chiến kỹ tu luyện đến trình độ thuần thục. Nếu lần này lại gặp được vân hoa chấp sự, chỉ sợ hắn cũng không dễ dàng như vậy chạy thoát. Thời điểm nhiếp ly tu luyện thời điểm, Dương Hân từ bên ngoài đi vào, mấy ngày này, mỗi khi nàng đến gặp nhiếp ly, nhớ tới sự tình ngày đó, má liền hơi hơi nóng lên, nhiếp ly sư phó của ngươi có hay không còn dạy cho người các phương pháp điều chế các loại khác tỷ như đan dược dùng để đối kháng mê huyễn yêu thú thanh thần đan dược đối kháng kịch độc yêu thú giải độc đan dược dương hân tại nhiếp ly bên cạnh ngồi một hồi rốt cuộc nhịn không được hỏi mấy ngày nay bộ dáng dương hân vẫn muốn nói lại thôi rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi nếu có phương pháp điều chế các loại đan dược mới chúng ta là có thể tiếp tục mở rộng phát triển các loại mới Dương Hân nói, các loại đan dược trước kia đối với toàn bộ quang huy chi thành, đều ý nghĩa phi thường trọng yếu. Nguyên bản nàng là nhận lời của cổ viêm, tới gặp gặp nhiếp ly sư phó, nhưng là nàng đợi vài ngày, nhiếp ly sư phó vẫn không lộ mặt, nàng cũng không dám yêu cầu gì, giống nhiếp ly, sư phó cái loại thần long thấy đầu không thấy đuôi chẳng dễ dàng gì có thể nhìn thấy. Đây là Dương Tỷ Tỷ tự mình hỏi hay là cổ viêm hội trưởng muốn biết? Nhiếp ly nhìn về phía Dương Hân hỏi, hắn quyết định trêu gẹo lại nữ nhân này, là cổ viêm hội trưởng muốn biết quên đi, cổ viêm hội trưởng thật là không thành ý, tưởng cầu phương pháp điều chế đan dược sao lại không tự mình đến. Nhiếp ly khép hờ đôi mắt, mỉm cười nói. Cổ viêm hội trưởng hiện tại vẫn đều đang không ngừng luyện chế đan dược, cho nên Dương Hân có chút xấu hổ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, toát ra một tia quyến rũ tươi cười. Tại bên tai nhiếp ly thì Thảo nói, Thảo đệ đệ, ngươi trong tay nhất định còn có phương pháp điều chế loại đan dược khác đúng hay không? Nói cho tỷ tỷ đi. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, tỉ tỷ đều đáp ứng ngươi, nghe được dương hân nói nhiếp ly không khỏi cười khổ yêu tinh này rõ ràng là cố ý dụ dỗ hắn nhìn trước mắt dương hân phong tình vạn chủng nếu hắn không đáp không chừng dương hân sẽ nghĩ ra chiêu trò gì nữa hắn nhanh chóng khoát tay nói nếu dương tỷ tỷ như vậy khẩn cầu ta ta liền đem vài loại mới nói cho dương tỷ tỷ đi nhiếp ly cầm ra ba loại điều chế mới bao gồm ninh thần đan linh nguyên giải độc đan cùng với đối kháng phong tuyết yêu thú tử hòa kháng hàn đan liên tử hòa kháng hàn đan cũng có dương hân ánh mắt không khỏi sáng lên trong thánh tổ sơn mạch nhiều nhất chính là phong tuyết yêu thú kháng hàn đan là đan dược phi thường hữu dụng chỉ tiếc kháng hàn đan đã thất truyền hơn một năm có tử hòa kháng hàn đan quang huy chi thành đối kháng phong tuyết yêu thú liền có cơ hội thắng chắc tạm thời chỉ có ba loại này ba loại đan dược này đều phi thường dễ dùng nhất là kháng hàn đan nói vậy dương hân tỉ tỉ cũng biết tác dụng của nó Nhiếp Ly nhìn về phía Dương Hân nói, hắn trong tay ít nhất có hơn 30 loại phương pháp điều chế kháng hàn đan, hắn cẩn thận thử nghiệm một chút, các loại nguyên liệu và phương pháp điều chế tử hỏa kháng hàn đều có thể tại Quang Huy Chi Thành tìm được, mặt khác vài loại kháng hàn đan hiệu quả tuy rằng càng cường, nhưng dược thảo Quang Huy Chi Thành căn bản không có sinh trưởng nên không thể điều chế. Cảm ơn Nhiếp Ly đệ đệ, ngươi là đại công thần của Quang Huy Chi Thành, nếu là thành chủ biết chuyện này, tuyệt đối sẽ cho ngươi ra phong tước vị. Dương Hân kích động nói. Ta không có hứng thú với tước vị vẫn, còn mong Dương Tỷ tỷ giúp ta bảo mật." Nhiếp Ly không lưu tâm khoát tay. Dương Hân không khỏi kinh ngạc nhìn nhìn Nhiếp Ly, thật không biết sư phó Nhiếp Ly làm sao có thể đào tạo ra cái loại yêu nghiệt này, mới 13 tuổi mà thôi, trầm ổn như vậy, ngay cả tước vị cũng hoàn toàn không đặt vào mắt. Dương Hân hoàn toàn bất đắc dĩ nói, "Nếu tiểu đệ đệ yêu cầu bảo mật, chúng ta tự nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài, đương nhiên tiền lời chúng ta hiệp hội luyện đan sư đều đúng giờ giao cho ngươi." Nhiếp Ly hơi hơi gật đầu, trong khoảng thời gian này hắn đã thu đến ước chừng vài chục ức yêu linh tệ, tất cả đều làm thành yêu tinh tạp, mỗi một chương yêu tinh tạp tương đương với một vạn yêu linh tệ, có thể tiết kiệm thật lớn không gian gửi, nhưng dù là như vậy, Nhiếp Ly nhẫn không gian đều không đủ chỗ chứa. Nếu có phương pháp điều chế đan dược mới đừng quên nói cho tỷ tỷ. Dương Hân cười tủm tỉm, đột nhiên toát ra một tia mị hoặc tươi cười nói, tiểu đệ đệ thật không cần tỷ tỷ làm cái gì sao? Mặc kệ tiểu đệ đệ có yêu cầu gì, tỷ tỷ đều có thể đáp ứng ngươi nga, Dương Hân cúi xuống, bán cầu khiêu gợi càng như ẩn như hiện, dáng người xinh đẹp còn có đùi thon dài đẹp, toàn thân đều tản ra một loại dụ hoặc khó có thể miêu tả. Gần đây tỷ tỷ nhưng là có nghe người nói, đem Tử Lam thảo cùng Hồ Mục thảo cùng nhau sắc uống nga. Ngươi xem xem tỷ tỷ có phải hay không lớn một chút. Dương Hân mị nhãn như tơ, không thể không nói, Dương Hân sát thật là một nữ nhân đủ để điên đảo chúng sinh, Nhiếp Ly tuy rằng ngẫu nhiên trêu chọc Dương Hân một chút, nhưng hắn nội tâm vẫn là bình tĩnh, tuy rằng không có tu vị kiếp trước cường đại, nhưng chung quy kiếp trước tâm cảnh tu vi vẫn còn bình ổn. Nhiếp Ly trừng mắt nhìn, gương mặt thiên chân vô tài nhìn Dương Hân hỏi, "Dương tỷ tỷ muốn làm cái gì? Ta vẫn còn là tiểu hài tử 13 tuổi, cái gì cũng không biết." nhìn nhiếp ly mặt nhỏ non nớt dương hân mặt một chút đỏ mặc dù tâm tư có đùa giỡn xấu hổ cười nói không có gì ta về hiệp hội luyện đan sư trước tuy rằng trong lòng có một loại rung động khó tả thế nhưng ngẫm lại tuổi nhiếp ly dương hân trong lòng có một loại thâm thâm tội ác ta đến cùng suy nghĩ cái gì nhiếp ly chỉ là một hài tử mà thôi nhìn bóng dáng dương hân hoảng hốt rời đi nhiếp ly không khỏi có vài phần buồn cười bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại tiếp tục tu luyện vài canh giờ sau nhiếp hải nhiếp ân hai người từ bên ngoài đi đến nhìn thấy nhiếp ly tại tu luyện bọn họ ở bên ngoài chờ đợi một chút cứ như là gia nhân đang đợi chủ nhân ngủ dậy thân phận có chút không hợp nhưng bọn hắn cũng không dám nói cái gì nay nhiếp ly là nhân vật trọng yếu của thiên ngân thế gia luận địa vị không hơn bọn hắn biết bao nhiêu nhiếp ly mở mắt đều không có đứng dậy nhìn về phía nhiếp hải nhiếp ân hai người hỏi gia chủ đại trưởng lão không biết nhị vị tới tìm ta có chuyện gì nhiếp ly a à nhiếp hải ha ha cười hoàn toàn không có dáng bộ kia uy nghiêm nói hôm nay tới tìm ngươi là hỏi ngươi một chút có hứng thú hay không tới các món đồ trong đấu giá hội nhiếp hải nhận được lời mời từ hồng nguyệt thế gia hồng nguyệt thế gia là hào môn thế gia có thể được hồng nguyệt thế gia mời nhiếp hải tự nhiên cảm giác phi thường vinh dự tuy rằng kinh tế thiên ngân thế gia có vài phần quẫn bách thế nhưng nếu hồng nguyệt thế gia mời hắn là khẳng định sẽ đi tham dự Nhiếp Hải sở dĩ đến gọi Nhiếp Ly là muốn cùng Nhiếp Ly tạo mối quan hệ tốt, có hiệp hội luyện đan sư phía hậu trường, địa vị Nhiếp Ly trong gia tộc đã khác xưa, vì ngại sẽ rất xấu hổ, hắn cố ý kéo theo Nhiếp Ân, Nhiếp Ân cùng Nhiếp Ly quan hệ coi như không tệ, cùng chính mình cũng có thể nói được vài lời. Chân phẩm trong đấu giá hội sao? Nhiếp Ly lông mi hơi nhướn, nói, tốt, ta cũng đi. Nghe được Nhiếp Ly nói, Nhiếp Hải thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn lo lắng Nhiếp Ly sẽ cự tuyệt. Một khi đã như vậy, liền chuẩn bị xe ngựa của ta cùng đi, nhếp hải mỉm cười nói xe ngựa đã chuẩn bị tốt nhếp ly đứng lên dù sao địa phương kia cũng không xa không cần thu xếp thứ gì đi theo nhếp hải nhếp ân cùng tiến lên xe ngựa xe ngựa chậm rãi khởi động có hiệp hội luyện đan sư hoàng kim yêu linh sư cùng võ giả hoàng kim theo ở phía sau đều là đến bảo hội nhếp ly nhếp hải trong lòng âm thầm cân nhắc nhếp ly cùng hiệp hội luyện đan sư đến cùng là loại quan hệ gì có thể khiến hiệp hội luyện đan sư coi trọng như thế Dương quản sự đã về hiệp hội luyện đan sư, trước khi đi nàng cố ý nhắc chúng ta, nhất định phải hào hào đối xử tốt với ngươi, xem ra Tiểu Ly cùng Dương quản sự quan hệ không bình thường a. À. Nhiếp Hải mỉm cười nói. Nhiếp Ly thản nhiên liếc nhìn Nhiếp Hải, không nói gì. Nhiếp Hải nhất thời xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, Nhiếp Ly hoàn toàn không cho hắn mặt mũi ra chủ a. À. Bên cạnh Nhiếp Ân cũng thật bất đắc dĩ, Nhiếp Ly là thành viên tương ứng trong chi nhánh tộc nhân của hắn, trước đây hắn có thể tùy ý dân dạy, thế nhưng hiện tại, ngay cả hắn cũng hoàn toàn không rõ tình huống, tính cách Nhiếp Ly bây giờ cùng trước đây hoàn toàn không quá giống nhau, có chút lạnh lùng, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Trong xe ngựa không khí xấu hổ tràn ngập, Tiểu Ly à, đợi lát nữa trên đấu giá hội có thích cái gì liền nói cho ta biết, ta mua tặng người, Nhiếp Hải nói, chân phẩm trên đấu giá hội đều không đơn giản, hắn đã chuẩn bị tốt, liền tính dùng nhiều tiền cũng muốn mua một hoặc hai kiện này nọ cho Nhiếp Ly, tiểu hài tử vẫn là tương đối dễ dàng lấy lòng. Không nhất thiết, thích thứ gì ta chính mình sẽ mua, ta có tiền có thể trả tiền. Nhiếp Ly lắc lắc đầu nói, luận có tiền toàn bộ thiên ngân thế gia đều không biết hắn có tiền và có rất nhiều. Nhiếp ân một bên cười cười nói, chân phẩm trên đấu giá hội bán đều không đơn giản, loại tốt cũng ít nhất cũng phải mấy ngàn yêu linh tệ, thậm chí vài vạn chục vạn yêu linh tệ, như vậy là chiếm tiện nghi của người quá ta cũng không hứng thú nhiếp ly thản nhiên nói nghe được nhiếp ly mà nói nhiếp hải cùng nhiếp ân nao nao nhìn nhau cười khổ xem ra bọn họ vẫn là không hiểu hết tình huống xem ra dương hân hẳn là cho nhiếp ly không thiếu tiền ngẫm lại cũng phải dương hân nếu phái hoàng kim cấp cường lại bảo hộ nhiếp ly khẳng định cũng sẽ cấp nhiếp ly một ít tiền tiêu vặt bọn họ cho rằng Nhiếp Ly chỉ là cùng Dương Hân có quan hệ tốt, được Dương Hân che chở. Bọn họ không biết là Dương Hân cùng Nhiếp Ly là bình đẳng hợp tác, Nhiếp Ly trong nhẫn không gian trang, không chỉ đơn giản là có tiền tiêu vặt như vậy. Chương 63 bạn đang nghe chuyện trên halazy com Hồng Nguyệt đấu giá sở. Tòa đấu giá sở này được xây dựng bởi bảy đại hào môn thế gia thuộc chi nhánh của Hồng Nguyệt thế gia. Hồng Nguyệt Thế Gia ngủ tại Quang Huy Chi Thành Bắc, phụ cận có 5 quý tộc Thế Gia, đều là nghe lệnh Hồng Nguyệt Thế Gia, bao gồm Thiên Ngân Thế Gia, phía trước bởi vì thiên ngân thế gia bị một trong tam đại đỉnh phong thế gia thần thánh, thế gia chèn ép, hồng nguyệt thế gia liền làm cắt đứt liên hệ với thiên ngân thế gia, nhưng nay nhìn thấy hiệp hội luyện đan sư cùng thiên ngân thế gia quan hệ chặt chẽ, hồng nguyệt thế gia lại liên tiếp hướng thiên ngân thế gia nối lại mối quan hệ. Bên trong đấu giá sở người đến người đi, nhấp hải, Nhếp ân cùng với Nhếp ly được an bài ở tầng 2 phòng khách quý. Đồng hành là vài cái quý tộc thế gia, gia chủ cùng với tùy tùng. Nhấp hải thấy được vài cái người quen, liền đi tới chào hỏi, Lệ Nguyên gia chủ, chỉ phong gia chủ, đã lâu không gặp. Nhếp hải chắp tay nói. Lệ Nguyên năm 60 tuổi, tuy rằng dâu tóc có chút trắng bệch nhưng tinh thần thường minh mẫn, là gia chủ ly uyên gia tộc. Bên cạnh chỉ phong hơi trẻ tuổi hơn một ít, dáng người thập phần cao lớn, là gia chủ thiên khôi gia tộc. Nhếp hải gia chủ, lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ. Lệ Nguyên, chỉ phong hai người cũng phân phân chắp tay, mỉm cười nói. Ha ha, nhị vị cảm ơn cảm ơn, Nhấp hải hàn huyên một câu, hắn cùng lệ nguyên, trì phong quan hệ cũng không tệ lắm, lúc bị thần thánh thế ra chèn ép, lệ nguyên, trì phong hai người cùng nhiếp hải vẫn giữ một chút giao hảo. Nhìn thấy nhiếp hải cùng lệ nguyên, trì phong chào hỏi, xa xa ngân hổ gia tộc Khương Minh gia chủ cùng thiết môn gia tộc, lôi chắc gia chủ đều toát ra một tia phẫn uất cùng thần sắc ghen tị. Nhiếp hải gia chủ rất là xuân phong đắc ý a. À. Lôi chắc gia chủ thản nhiên chào phúng nói, bên cạnh khương minh gia chủ cũng là cười lạnh nói không phải a à, phía trước bị thần thánh thế gia chèn ép còn hướng đến thần thánh thế gia cầu cha cầu mẹ chỉ chưa hướng về thánh thế gia nhân quỳ xuống văn xin hiện tại có hiệp hội luyện đan sư che chở đương nhiên có thể chung quanh nhảy nhót bất quá hiệp hội luyện đan sư có thể che chở thiên ngân thế gia bao lâu đến thời điểm thần thánh thế gia làm khó dễ không biết nhấp hải gia chủ có thể hay không giống hôm nay đắc ý như vậy nghe được lôi trác khương minh hai người mà nói nhiếp hải sắc mặt hơi đổi lôi trác khương minh hai thế gia cùng đối đầu với thiên ngân thế gia hai người giọng nói châm chọc khiêu khích khiến nhiếp hải rất là khó chịu hắn tự nhiên sẽ không yêu thế không lưu tâm cười cười nói thiên ngân thế gia xác thật đang được hiệp hội luyện đan sư che chở không có sai so với các gia tộc khác vẫn đang mong muốn có được mà không thể hạ Lôi Trác, Khương Minh sắc mặt hơi trầm xuống, nói thật, bọn họ xác thật thực sự ghen tị Thiên Ngân Thế gia, hiệp hội luyện đan sư nay cũng không phải là hiệp hội luyện đan sư khi xưa, nghe nói hiệp hội luyện đan sư từ Thiên Ngân Thế gia mua dược thảo, so giá thị trường cao hơn ba thành, hơn nữa hiệp hội luyện đan sư còn tặng Thiên Ngân Thế gia không thiếu cao cấp đan dược, đủ để bồi dưỡng ra rất nhiều hậu bối kiệt xuất, mà bọn họ Ngân Hổ gia tộc cùng Thiết Môn gia tộc, gieo trồng dược thảo lại hoàn toàn không có nguồn tiêu thụ, chỉ có thể nhịn đau bán đi giá thấp làm cho săn hiệp hội luyện đan sư còn tự cho là đúng thật nghĩ là hiệp hội luyện đan sư xem các ngươi là bảo bối a à. lôi trác khinh thường bĩu môi nghe được lôi trác mà nói lệ nguyên cùng trì phong cũng đều mở miệng lôi trác gia chủ nói lời ấy là sai rồi nếu thiên ngân thế ra là chó săn hiệp hội luyện đan sư sợ là hiệp hội luyện đan sư không có cấp cho thiên ngân thế ra như vậy những điều kiện đi tốt lệ nguyên thản nhiên mỉm cười nói hắn rõ ràng là đứng về phía nhiếp hải chỉ Phong cũng gật gật đầu nói, xác thật, rõ ràng là hiệp hội luyện đan sư cùng với thiên ngân, thế gia bình đẳng giao dịch cho nên mới có thể cấp thiên ngân thế gia như vậy, điều kiện hậu đãi, chúng ta hai gia tộc cũng được hưởng sái. Lệ nguyên ly uyên thế gia cùng Chỉ Phong thiên khôi, thế gia đem dược thảo bọn họ gieo trồng lấy cao hơn, giá thị trường một thành giá bán cho thiên ngân thế gia, thiên ngân thế gia lại bán trao tay cho hiệp hội luyện đan sư, đứng giữa cũng là buôn bán có lời, bọn họ cùng thiên ngân thế gia đã trở thành một thể cùng có lợi coi như là bọn họ tại thời gian nghèo túng được thiên ngân, thế ra đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lôi Trác, Khương Minh hừ lạnh một tiếng, bọn họ đều không rõ, hiệp hội luyện đan sư thế lực khổng lồ như vậy, đến cùng là chuyện gì phải cầu khẩn thiên ngân thế ra. Bọn họ đã phái không ít thủ hạ điều tra, nhưng đều không có được bất cứ manh mối. Trong phòng khách quý có nhàn nhạt địch ý, Nhiếp Ân, Nhiếp Ly hai người còn lại là ngồi ở một bên uống trà, dù sao gia chủ tranh đấu, không liên quan đến bọn họ, bọn họ cũng không thể nói cái gì, Ngân hổ gia tộc cùng thiết môn, gia tộc gia chủ đã từng chơi chiêu cả vú lấp miệng em, tại thời điểm thần thánh thế gia chèn ép chúng ta, để thấp giá phái người mua lãnh địa từ tay chúng ta. Nhiếp ân nhìn lôi chắc cùng Khương Minh, trong mắt lóe qua một tia lửa giận, nếu lúc trước biết là bọn họ mua, chúng ta nói cái gì cũng không bán. Tại thời điểm thần thánh thế gia chèn ép chúng ta, hai gia tộc này xuất lực nhiều nhất, cướp đi của chúng ta con đường sống cuối cùng, nghe được nhiếp ân mà nói nhiếp ly lông mi hơi nhướn nếu chỉ là phổ thông gia tộc tranh đấu hắn cũng sẽ không để ở trong lòng nhưng nếu hai gia tộc này là chó săn thần thánh thế gia nhiếp ly là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ đấu giá hội sắp bắt đầu các gia chủ đều đi tới trước khán đài xa xa nhìn lại phụ trách bán đấu giá là một giá sư thiếu nữ mỹ lệ mặc áo tơ trong suốt phối hợp với khuôn mặt tinh xảo tràn ngập dụ hoặc không thể không nói, người Hồng Nguyệt Thế gia thực thông minh, thiếu nữ gợi cảm như vậy, thực dễ dàng để người người đầu nóng lên, vung tiền như rác. Gần nhất Thiên Ngân Thế gia cùng Hiệp hội Luyện đan sư giao dịch các loại dược thảo, buôn bán có lời không thiếu tiền. Nhiếp Hải gia chủ lần đấu giá hội này chân chính chân phẩm, sợ là không tới phiên chúng ta. Lôi chắc nghiêng mắt liếc liếc nhìn Nhiếp Hải, ha ha cười nói, cũng là, tài lực chúng ta, như thế nào có thể so sánh được với Thiên Ngân Thế gia? Khương Minh mỉm cười nói, Nhiếp Hải vẻ mặt ủ rột, này lôi chắc cùng Khương Minh lời nói chào phúng, hắn như thế nào nghe không ra. Nhưng khẩu khí của hắn chỉ có thể trong bụng nuốt xuống, tuy rằng thời gian gần đây cùng Hiệp hội luyện đan sư hợp tác, thiên ngân thế gia sắc thật buôn bán có lời không thiếu tiền, thế nhưng trụ cột vẫn còn rất mỏng, chỉ là miễn cưỡng khôi phục nguyên khí mà thôi, như thế nào cùng ngân hổ và thiết môn hai gia tộc này so sánh. Lệ Nguyên cùng Chỉ Phong cũng nhíu mày, lôi chắc cùng Khương Minh hai người nhất định cứ phải ép sát, nhất quyết không tha để người ta phiền chán thật sự, đúng lúc này nhiếp ly đột nhiên mở miệng nói hai vị gia chủ quá khen thiên ngân thế gia cái khác không có tiền là rất nhiều hôm nay trận đấu giá hội này chân phẩm chân chính xác thật chỉ sợ là không tới phiên nhị vị gia chủ nghe được nhiếp ly nói lôi chắc sắc mặt trầm xuống nói tiểu quỷ ngươi là ai cũng đáng theo chúng ta nói chuyện ngươi có thể đại biểu thiên ngân thế gia sao có thể hay không đại biểu cho thiên ngân thế gia ngươi có thể hỏi nhiếp hải gia chủ nhiếp ly thản nhiên nói Nhiếp Ly tại Thiên Ngân Thế Gia địa vị, nay đã khác xưa, Nhiếp Hải gật gật đầu nói, hắn đương nhiên là có thể đại biểu cho Thiên Ngân Thế Gia ta. Một tiểu hài tử cũng dám ở trong này mạnh miệng, thật sự là không sợ cắt lưỡi. Lôi chắc hừ một tiếng, nếu Nhiếp Hải nói Nhiếp Ly có thể đại biểu Thiên Ngân Thế Gia điều này giống như là hắn gián tiếp nói, Thiên Ngân Thế Gia thật sự là càng ngày càng suy yếu, lại đi nuông chiều một hậu bối. Chương 64 bạn đang nghe truyện trên halazy.com Lôi Trác quay đầu, lười để ý tới Nhiếp Ly, cùng một tiểu hài tử tranh cãi, chỉ làm hắn thêm mất thân phận. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Nhiếp Hải cùng Nhiếp Ân nói, đợi lát nữa ta thích cái gì ta lấy cái đó, ta tự mình mình sẽ trả tiền. Nhiếp Hải cùng Nhiếp Ân nhìn nhau cười khổ, hai người bọn họ thật đúng là một điểm uy nghiêm đều không có, bọn họ có thể nhìn ra được, Nhiếp Ly đối với bọn họ hai không có quá nhiều tôn kính, trong tộc hài tử khác nhìn thấy hai người bọn họ, ngay cả nói chuyện đều không nói lưu loát, Nhiếp Ly ngược lại một bộ mặt lạnh nhạt. Trên thực tế kiếp trước nhiếp ly nhìn thấy đám người nhiếp hải, nhiếp ân, xác thật sẽ thực khẩn trương, thế nhưng kiếp này, nhiếp ly tâm cảnh đã hoàn toàn thay đổi, đã không có bất luận kẻ nào có thể cho hắn áp lực, dù cho là cha của Diệp Tử Vân, truyền kỳ yêu linh sư Diệp mặc tại đây, nhiếp ly cũng sẽ không có cảm giác sợ hãi. Nhiếp ly vừa nói xong, bên kia đấu giá hội cũng đã bắt đầu, các vị khách nhân tôn quý, lần này đấu giá hội, Hồng Nguyệt đấu giá chúng ta vì các ngươi chuẩn bị rất nhiều chân phẩm, có không ít đồ vật là từ các di tích tìm ra hiếm quý chi vật, hy vọng mọi người có thể thích. Thiếu nữ với thanh âm êm tái nhẹ nhàng nói, giống như đang nghe một điệu nhạc thần tiên. Món cực phẩm đầu tiên, là từ di tích thanh hà chấn đến, là một khối cổ ngọc vỡ tan, mặt trên ẩn chứa phi nồng đậm linh hồn lực khí tức, bắt đầu đấu giá là 300 yêu linh tệ. Thiếu nữ vừa dứt lời, liền có người dơ bảng. 350 yêu linh tệ, 400 yêu linh tệ, 500 yêu linh tệ, 2.000 yêu linh tệ, giá kéo lên đến hơn 2.000 yêu linh tệ, liền ngừng lại dù sao cũng là một khối cổ ngọc vỡ nát. Tuy rằng mặt trên có khí tức linh hồn lực, nhưng cũng không đăng giá lắm. Một năm tiền lời của quý tộc thế gia phổ thông cũng chỉ có thể đạt tới trăm vạn yêu linh tệ, một hộ nhân gia phổ thông một năm phí tổn cũng cỡ hai ba ngàn yêu linh tệ mà thôi. Cho nên 2.000 yêu linh tệ đối với bọn họ mà nói đã là rất nhiều. Nhiếp ly lướt lướt nhìn khối cổ ngọc kia, từ trên màu sắc lướt liền nhìn ra là một khối sơ cấp minh ngọc, phẩm chất cũng không tệ lắm. Nếu phát huy ra toàn bộ công dụng mà nói, hẳn là giá trị hai ba vạn yêu linh tệ. Trong phòng khách quý không có một âm thanh, Nhiếp ly giơ thẻ bài lên. Thiên Ngân Thế Gia, hai ngàn năm trăm yêu linh tệ, hai ngàn năm trăm yêu linh tệ một lần, hai ngàn năm trăm yêu linh tệ hai lần, hai ngàn năm trăm yêu linh tệ ba lần. Thành Giao, chúc mừng Thiên Ngân Thế Gia đã mua được khối cổ ngọc này. Lôi trang ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua nhiếp ly, than thở một câu, cư nhiên tốn 2.500 yêu linh tệ mua một khối ngọc vỡ, có thể có cái gì công dụng. Nhiếp hải cùng nhiếp ân cũng có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá dù sao nhiếp ly tự mình trả tiền, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Đấu giá tiếp theo là, một chiếc nhấn không gian thần bí, mọi người xem qua, thiếu nữ phụ trách bán đấu giá đem cái nhẫn kia chậm rãi nâng lên, này là một chiếc nhẫn không gian lóng lánh trong suốt, không có một tia tì vết, là một chữ vật giới chỉ, bên trong có hơn 200 mét vuông không gian, có thể nói đây là cực phẩm. Chiếc nhẫn này từ một vị hoàng kim võ giả từ di tích Ninh U Thành mang đến, di tích Ninh U Thành là nguy hiểm nhất cũng là di tích có bảo vật phong phú nhất, cái di tích kia xuất phẩm các bảo vật chất lượng đều là cực cao, có rất nhiều kiện đã được thành chủ đại nhân thu vào trong thành chủ phủ. Chiếc nhẫn này bắt đầu đấu giá, 5 vạn yêu linh tệ, thiếu nữ thanh âm đầy nhịp điệu, rốt cuộc cũng có thứ tốt. Bất quá giá thật đắt, khởi đầu đã là 5 vạn yêu linh tệ. Nhẫn không gian này có không gian chữ vật lớn như vậy, bán 5 vạn yêu linh tệ cũng không quá mắc. Một tháng tiền lời thiên ngân thế ra, cũng không đủ 10 vạn yêu linh tệ, còn muốn duy trì các phí tồn của gia tộc, giá 5 vạn yêu linh tệ, đủ để cho nhấp hải, nhấp ân hai người trùn bước. Phía dưới một ít phù thương, đã bắt đầu đọ giá. 5 vạn 1 ngàn yêu linh tệ, 5 vạn 3 ngàn yêu linh tệ, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 5 vạn 5 ngàn yêu linh tệ. Tranh đoạt rất là kịch liệt, lôi chắc nhìn thoáng qua đám người nhiếp hải, cười nói, nhiếp hải gia chủ không có hứng thú sao. Chúng ta liền đạo giá. 7 vạn yêu linh tệ. Lôi chắc thản nhiên lên tiếng nói, toàn bộ đại sảnh nháy mắt vì cái giá này mà yên tĩnh. Dám bỏ thêm một vạn năm yêu linh tệ, quả nhiên không hổ là tiền dư bạc đống ngân hổ thế ra. Có mấy phú thương cái thèm nhỏ dãi chiếc nhẫn không gian này, nhưng chỉ có thể ảm đạm buông tay, hồi lâu đều không có người tăng giá. Ngân hổ thế ra ra giá 7 vạn yêu linh tệ, còn có người nào ra giá cao hơn không? Thiếu nữ thanh âm thanh thúy hỏi. Nhiếp ly trong tay mặc dù có mấy mai nhẫn không gian, thế nhưng không gian đều quá nhỏ, đều bị chưa đẩy yêu tinh tạp, không đủ dùng, có một cực phẩm tương đối nhẫn không gian tự dung xuất hiện, nhiếp ly đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay, vừa đúng lúc cần đề dung. Hơn 200 mét nhẫn không gian, nếu là bỏ lỡ, về sau lại muốn tìm chiếc nhẫn không gian khác sẽ khó hơn. 10 vạn yêu linh tệ, nhiếp ly thản nhiên bỏ thêm một lần giá. Nghe được nhiếp ly nói, nhiếp hải cùng nhiếp ân cảm giác quả tim run lên, bọn họ nội tâm tích huyết, đây chính là 10 vạn yêu linh tệ a, à. 10 vạn yêu linh tệ so với toàn bộ một tháng thu nhập thiên ngân, thế ra còn muốn nhiều. Thế nhưng nhiếp ly lại bỏ ra chỉ để mua một chiếc nhẫn không gian. Thiên ngân thế ra ra giá 10 vạn yêu linh tệ, còn có người nào tăng giá không? Thiếu nữ cao giọng hỏi, 10 vạn yêu linh tệ, Lôi Trác hít một ngụm khí lạnh, nhất thời có chút nghẹn hỏa, cái giá này hắn đã là cao nhất rồi, là 10 vạn yêu linh tệ a. Hắn há miệng thở dốc, muốn nâng giá lên chút, lại lo lắng đây là cạm bẫy của Thiên Ngân Thế Gia, nên không dám tăng giá. 10 vạn yêu linh tệ một lần, 10 vạn yêu linh tệ lần thứ hai, 10 vạn yêu linh tệ ba lần, thành giao. Chủy tử trong tay thiếu nữ nặng nề mà rơi xuống. 10 vạn yêu linh tệ, cái giá này không thể nghi ngờ làm làm cho mọi người ngưỡng mộ không thôi, nhà giàu mới nổi. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua bên cạnh Nhiếp Ân, nói: "Đại trưởng lão, có thể hay không đi giúp ta lấy hai thứ kia, cái nhẫn không gian kia khả năng sẽ dùng ngay, đây là 11 tấm yêu tinh tạp, tiền dư thừa đại trưởng lão cứ giữ lấp." Nhiếp Ly tùy tay cầm ra 11 tấm yêu tinh tạp. Nhiếp Ân buồn bực nghĩ, Nhiếp Ly coi hắn như chân sai vặt, hiện tại hắn đang là đại trưởng lão của Thiên Ngân Thế gia mà. Nhưng nhìn nhìn 11 tấm yêu tinh tạp, Nhiếp Ân hít sâu một hơi, nghĩ lại coi như là nhẫn nhục chịu đựng, 11 tấm yêu tinh tạp chính là 11 vạn yêu linh tệ, khấu trừ hai thứ bán đấu giá còn dư 7.500 yêu linh tệ, chỉ là chạy một lần liền có thể được tiếp hơn 7.500 yêu linh tệ, nghĩ đến là hết mệt. Thiên ngân gia tộc nhiều người như vậy, một tháng tiền lời cũng chỉ có 10 vạn yêu linh tệ mà thôi, Nhiếp Ân chạy một lần liền có thể lấy hơn 7.000 năm yêu linh tệ, Nhiếp Hải hận rằng tại sao không thể để chính mình đi. Nghèo là một cái tội a, à nhiếp hải không khỏi cảm thán, chỉ có hắn biết, thiên ngân thế gia khủng hoảng tài chính nghiêm trọng thế nào, mỗi tháng bồi dưỡng thế hệ trẻ phí khấu trừ, thiên ngân thế gia trước mắt còn ở trạng thái mắc nợ. Nhiếp ly rất có tiền, thân là một thành viên thiên ngân thế gia, nhiếp ly hẳn là muốn vì làm một ít cống hiến cho gia tộc mới đúng, bất quá nhiếp hải lại không thể yêu cầu nhiếp ly, trung quy hiện tại thiên ngân thế gia cùng hiệp hội luyện đan sư đang giữ một mối quan hệ, mà điểm chính là nhiếp ly, Món vật phẩm tiếp theo là một ngọc dùng chứa đan dược, là dùng ôn ngọc sở chế thành, có thể bảo trì dược tính, được tìm thấy trong một con thuyền rắm ở đáy sông Phong Linh. Thiên ngân thế gia ra giá, giá 6 vạn yêu linh tệ, còn có ai tăng giá không? 6 vạn yêu linh tệ một lần, 6 vạn yêu linh tệ hai lần, 6 vạn yêu linh tệ ba lần, thành giao, Tiếp theo, là bộ hoàng kim cấp chiến giáp, minh văn này, đều đến từ thời đại phong tuyết. Cái sáo trang này phong ấn một chỉ xích viêm chi hồ yêu linh. Đây là một loại yêu thú tại thời đại phong tuyết, bởi vì bị săn diệt mà tuyệt giống loài. Cho nên bộ hoàng kim cấp này rất có khả năng đã là bộ độc nhất, chỉ có yêu linh sư hoàng kim cấp mới có thể mặc. Bắt đầu đấu giá 60 vạn yêu linh tệ. Nhìn thấy bộ hoàng kim cấp này, nhiếp ly ánh mắt hơi sáng lên, dơ bảng nói, 100 vạn. Tất cả mọi người mắt xoay tròn choáng váng, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh hồi lâu, Người này dứt khoát lấy tiền đè chết người A. À. Tiểu Ly à, ngươi là vì ta mua vào sao? Thật sự là ta rất cảm tạ. Nhếp hải khẩn trương trà trà tay, đây chính là bộ hoàng kim cấp trọn vẹn A. À. Bận bộ chiến khải này, thực lực hắn ít nhất có thể bay lên hơn ba thành. Nhếp Ly liếc xéo nhếp hải, nói, ai nói là vì ngươi. Nhưng toàn bộ thiên ngân thế gia cũng chỉ có ta là yêu linh sư hoàng kim cấp. Nhếp hải sừng sốt một chút nói, trừ hắn, ai có thể mặc được này bộ hoàng kim cấp chiến khải này ta mua lưu trữ về sau chính mình dùng. Nhiếp ly thản nhiên nói. Nhiếp hải há to miệng, nghe được nhiếp ly nói. Nhiếp hải tâm tình vui sướng nhất thời hóa thành vô cùng u oán, giống như là một thiêu phụ bị chồng bỏ. mươi 65 bạn đang nghe chuyện trên halazy com Nhiếp ly tấn dài đến hoàng kim cấp yêu linh sư còn không biết bao lâu nữa. Chẳng lẽ tiêu tốn trăm vạn yêu linh tệ mua một bộ hoàng kim cấp sáu trang chỉ là, để xem xem thôi sao? Vừa nghĩ đến chuyện này, nhiếp hải không khỏi có chút phát điên nhưng thân là gia chủ của thiên ngân thế gia gia tộc, hắn cũng không muốn vứt bỏ mặt mũi mà hướng nhiếp ly đòi. Chỉ là một trăm vạn yêu linh tệ mà thôi, đối với nhiếp ly mà nói, thật không đáng là gì, hiện nay với tài phú của nhiếp ly, tại toàn bộ quang huy chi thành đủ để có thể bài được vào hàng top 5. Hơn nữa cùng hiệp hội luyện đan sư hợp tác, có thể cho nhiếp ly mỗi ngày đạt tới trên ức thậm chí vài triệu yêu linh tệ, Nhiếp Ly bỏ ra 100 vạn yêu linh tệ mắt cũng không chớp lấy một cái, nếu Nhiếp Ly vui, muốn mua cả tòa đấu giá sở này đều không có vấn đề gì, đương nhiên Nhiếp Ly vẫn là tương đối đê điệu, mượn danh hào của Thiên Ngân Thế gia mua chút bảo vật, người khác cũng sẽ không hoài nghi cái gì, nhưng muốn mua toàn bộ đấu giá sở, liền có điểm đáng ngờ. Lúc này phía dưới, các phú thương nghị luận thay nhau bàn tán, Thiên Ngân Thế gia này như thế nào đột nhiên trở nên có nhiều tiền như vậy, Nghe nói Thiên Ngân Thế Gia hiện tại được Hiệp hội Luyện Đan sư giúp đỡ, Hiệp hội Luyện Đan sư từ bọn họ thu mua các loại dược thảo đều sẽ so với giá thị trường mà cao hơn 3 lần. Thật sự có chuyện như thế, khó trách Thiên Ngân Thế Gia nhiều tiền như vậy. Dựa vào tính lực kinh người, Nhiếp Hải trong lòng vô cùng buồn bực, thật sự Thiên Ngân Thế Gia đâu có nhiều tiền như vậy, đấu giá đều là dùng tiền của Nhiếp Ly, cùng bọn họ nửa mao tiền quan hệ đều không có tuy rằng hắn là gia chủ của thiên ngân thế gia nhưng thiên ngân thế gia các tộc nhân trừ mỗi tháng giao chút tiền góp cho gia tộc tuyệt đại bộ phận tài sản đều là của riêng hắn cũng không có biện pháp yêu cầu nhiếp ly đem tiền cống hiến cấp gia tộc huống chi hiện tại địa vị của nhiếp ly cũng không giống xưa hắn thậm chí cũng không dám đối với nhiếp ly nói một câu nặng lời Lôi Trác, Khương Minh hai người buồn bực muốn chết, lần này đấu giá hội liền thấy thiên ngân, thế ra càng không ngừng mua xuống từng thứ từng thứ một, bọn họ hoàn toàn không rõ sự tình gì, hơn nữa lần này đấu giá, bọn họ cũng không dám hướng lên trên tăng giá thêm nữa, vạn nhất chỉ còn cách đêm buồn bực, nắm tay mà nện xuống. Về phần bên cạnh hai người chỉ phong, lệ nguyên, còn lại rất nhiều ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn về phía nhiếp hải, trong lòng cảm thán, thiên ngân thế gia thật là gia tộc có tiền, bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, vài thứ kia là Nhiếp Ly vì chính mình mà mua về, chứ không phải mua vì Thiên Ngân Thế gia. Xem xem, ta cho Thiên Ngân Thế gia chúng ta biết bao nhiêu mặt mũi." Nhiếp Ly truyền âm cho Nhiếp Hải, mỉm cười nói. Nghe được Nhiếp Ly nói, Nhiếp Hải trợn trắng mắt, hắn tình nguyện không cần cái hư danh đó. Người còn muốn mua bao nhiêu thứ? Nhiếp Hải nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi cho tới bây giờ, Nhiếp Ly đã mua về hơn 10 kiện này nọ, đã tiêu ước chừng gần 200 vạn yêu linh tệ đương nhiên là nhìn chúng thứ gì đó đều sẽ mua. Nhiếp ly cười nhẹ nói. Nhiếp hải miệng trương đến đều có thể nhét một quả trứng gà, nhìn chúng gì đó đều sẽ mua, hắn dứt khoát rất giàu. Chẳng lẽ Dương Hân cho Nhiếp Ly nhiều tiền tiêu vặt như vậy ư? Hiệp hội luyện đan sư này thật đúng là tài đại khí thô a, à, tùy tiện cho chút tiền, chút tiền đó chính là người thường không thể tưởng tượng nổi. Đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy ai tăng giá, thiếu nữ phụ trách bán đấu giá hô mấy lần sau đó rốt cuộc cũng buông chùi nện xuống, bộ hoàng kim cấp 6 trang này cuối cùng cũng thuộc về sở hữu của Nhiếp Ly. Bán đấu giá lượt kế tiếp là do hiệp hội luyện đan sư ủy thác bán đấu giá, dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan. Thiếu nữ phụ trách bán đấu giá mỉm cười nói, duy nhất một lần này, chúng ta tổng cộng từ luyện đan sư hiệp hội phân phối đến 1000 mai dưỡng hồn, đan cùng 100 mai ngưng hồn đan, còn thỉnh ngàn vạn chưa vị quý trọng cơ hội này nghe được thiếu nữ kia réo rắt thanh âm êm tai không kể là vài các phú thương phía dưới kia ngay cả nhiếp hải trì phong lệ nguyên lôi trác khương minh năm vị gia chủ này đều nhất thời kích động kia là những mai dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan hai loại đan dược này truyền ra ngoài tại toàn bộ quang huy chi thành đều sẽ nổi lên một đợt tranh giành rất nhiều yêu linh sư sau khi ăn dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan, tu vi đột nhiên tăng mạnh, có một số còn trực tiếp đột phá đến bạch ngân, hoàng kim cấp, bản thân người có chút thiên phú, không thích hợp tu luyện linh hồn lực, sau khi ăn dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan sau, linh hồn lực cũng được cải biến mà tăng lên. Dưới tình huống như vậy, hai loại đan dược này cơ hồ là những loại đan khó cầu. Các gia tộc dùng hết tài lực của gia tộc, liền tính đập nồi bán sắt cũng muốn mua dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan, chỉ vì một mục đích bồi dưỡng những hậu bối của gia tộc. Nhưng hai loại đan dược này thật sự quá ít, số lượng hiệp hội luyện đan sư sản xuất ra căn bản không thể cung ứng đủ cho cả thị trường rộng lớn của Quang Huy Chi Thành, như vậy chỉ có vài đỉnh phong thế gia cùng hào môn thế gia có tiếng mới mua được hai loại đan dược này, Hồng Nguyệt đấu giá sở là cơ sở đấu giá đứng thứ ba Quang Huy Chi Thành, mới được phân đến 1000 mai dưỡng hồn đan cùng 100 mai ngưng hồn đan xứng ngạch, căn bản chính là nhiều người không đủ phân phối, hoàn toàn không đủ phân. Quang Mang trong mắt nhấp hải đột nhiên lóe lên, hắn là vì này hai loại đan dược mà đến. Nhiếp Ly, hai loại đan dược này, có thể mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Nhiếp Hải kích động nói, hai loại đan dược này đều là thứ giúp tăng lên tu vi rất tốt, nhất là ngưng hồn đan. Đối với đám người Nhiếp Hải, Nhiếp Ân cũng có hiệu quả rất mạnh, tu vi của bọn họ tăng lên, át địa vị gia tộc cũng tăng lên. Mua thứ này làm gì? Nhiếp Ly kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ luyện đan sư hiệp hội không có cho các người này hai loại đan dược này sao? Là người cung cấp các loại đan dược phối phương, nên đối với các loại đan dược này Nhiếp Ly là tuyệt đối không thiếu hiệp hội luyện đan sư làm sao lại cho chúng ta này hai loại đan dược được. Nhiếp hải quay đầu nhìn về phía nhiếp ly, nghi hoặc hỏi. Nhiếp ly sừng sốt một chút, lập tức minh bạch, cho tới nay mua bán mấy đan dược này đều là dương hân trưởng khống. Dương hân cho nhiếp ly rất nhiều đan dược, bao gồm vài chục vạn mai dưỡng hồn đan, mấy vạn mai ngưng hồn đan cùng vài ngàn mai thối hồn đan, còn có mấy ngàn mai xích viêm thối thể đan, cử chuyển vân vân và vân vân dương hân đem nhiều đan dược như vậy cho nhiếp ly cũng liền không có đem đan dược cấp cho thiên ngân thế gia có lẽ nàng đã nhầm tưởng nhiếp ly ắt phải là đại biểu của thiên ngân thế gia nga không có gì nhiếp ly lắc lắc đầu nói một khi đã như vậy liền phân cho gia tộc một ít đan dược kia đi trung quy hắn vẫn là một thành viên của thiên ngân thế gia Toàn bộ đấu giá hội trường không khí thập phần nhiệt liệt, trên đài thiếu nữ bán đấu giá thấy thế, mỉm cười nói, lần này bán đấu giá, dưỡng hồn đan đều bán 100 khỏa một lần, ngưng hồn đan đều bán 10 khỏa một lần. Hảo, đệ nhất dưỡng hồn đan, bắt đầu đấu giá 10 vạn yêu linh tệ, hiện tại bắt đầu bán đấu giá 15 vạn yêu linh tệ, 16 vạn, giá nhanh chóng kéo lên đến 20 vạn yêu linh tệ, Nhiếp Hải cũng là thần sắc kích động, mặt đỏ lên, hắn đã chuẩn bị cầm ra 60 vạn yêu linh tệ, mục tiêu là mua được một phần dưỡng hồn đan cùng một phần ngưng hồn đan, trước mắt thế này đã là tài lực cực hạn mà Thiên Ngân, thế ra có thể đáp ứng nổi, nhìn thấy lượt đấu giá lần thứ nhất ngưng hồn, đan đã được thét lên tới 20 vạn yêu linh tệ, Nhiếp Hải lùi bước, không hẳn muốn cùng các gia tộc liệu mạng mua dưỡng hồn đan ngay đợt đấu giá đầu tiên, dù sao vẫn còn 9 lần nữa, Trì Phong cùng Lệ Nguyên hai người đều kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Hải, thiên ngân thế gia vừa rồi tùy tiện liền bỏ ra hơn 200 vạn yêu linh tệ, mắt cũng không chớp lấy một cái, vì cái gì mà lần này không cùng những người khác tranh đoạt, lại là một vạn một vạn ra, giá mới đến 20 vạn yêu linh tệ thì liền buông tay thấy nhiếp hải không có y tranh đoạt, đám người chỉ phong, lệ nguyên mới dám gia nhập cùng những người khác tranh đoạt, có tài đại khí thô thiên ngân thế gia ở bên cạnh, bọn họ thực có áp lực tâm lý qua lớn, từ vừa rồi đến bây giờ, bọn họ chỉ có thể nhìn thiên ngân thế gia mua về liên tiếp các kiện đấu giá, ngay cả cơ hội hết giá cũng đều không có. Hiện tại rốt cuộc cũng có thể tham gia cạnh tranh. Nói cái gì thì nói hắn cũng muốn mua một vài thứ trở về, bằng không thật là phí công đến. Chương 66 bạn đang nghe chuyện trên halazy com hai người lôi chác, Khương Minh cũng gia nhập hỗn chiến, bốn gia tộc đem cái giá nâng đến 32 vạn yêu linh tệ mới ngừng lại. Nhếp ly, đây chính là dưỡng hồn đan đó, ngươi không muốn mua sao? nhiếp hải trà trà tay, nóng bỏng nhìn về phía nhếp ly hỏi, đan dược này nếu được nhếp ly, mua vào so với bị các gia tộc khác cướp đi vẫn tốt hơn. Không có hứng thú, ta đã mua nhiều thứ như vậy, dù sao cũng phải chừa cho người khác một chút này nọ, bằng không chỉ một người hét giá sẽ không thú vị. Nhếp ly thản nhiên nói. nhiếp hải cười khổ không ngừng, Dưỡng hồn đan là thứ tốt dùng để bồi dưỡng gia tộc hậu Bối, hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc, này loại đan dược này là từ hiệp hội luyện đan sư ra, mà Nhiếp Ly cùng Dương Hân có quan hệ tốt như vậy, Dương Hân không có lý nào lại không đưa cho Nhiếp Ly một ít đan dược, khó trách Nhiếp Ly đối với dưỡng hồn đan hoàn toàn không có hứng thú. "Nhiếp Ly à, Dương quản sự có hay không cho ngươi một ít đan dược?" Nhiếp Hải nhỏ giọng hỏi. "Có a, à, mấy loại đan dược này đều là xin từ Dương tỷ tỷ, không lẽ gia chủ muốn cướp của ta, nếu như vậy ta sẽ nói cho Dương tỷ tỷ biết." nhiếp ly chừng mắt nhìn nghiêm túc nói trong mắt lóe qua một tia trêu tức tươi cười ngẫu nhiên trêu ghẹo gia chủ một chút cũng là một sự thích thú mặc dù hắn đã quyết định cống hiến một bộ phận đan dược cho gia tộc không không ta chỉ hỏi chơi thôi Tầm nhiếp hải muốn khóc nếu mà nhiếp lý nói lại với dương quản sự như vậy mà nói hợp tác giữa thiên ngân thế gia cùng hiệp hội luyện đan sư sẽ bị hủy mất ý tứ của ta là nếu dương quản sự tặng cho ngươi đan dược ngươi nhất định phải bảo quản thật tốt ngàn vạn không nên bất cần để bị người khác cầm đi Nga, ta hiểu lầm gia chủ, cảm ơn gia chủ quan tâm. Nhiếp ly gật gật đầu nói. Nhiếp hải cười khổ quay đầu, hiện tại tiểu hài tử này thật sự là quá khó đối phó, muốn từ trong tay nhiếp ly chiếm một ít tiện nghi cũng không thể. Nhiếp hải trong lòng như là đang tích một bãi mật vàng. Nhóm đầu tiên tranh đoạt dưỡng hồn đan, lôi chác mua trả 32 vạn. Ngay sau đó là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư cùng nhóm thứ năm, mỗi một lần như vậy nhiếp hải cũng muốn tranh đoạt một ít, nhưng giá đan dược đều bị nâng đến trên 30 vạn yêu linh tệ, Nhấp Hải buồn bực không thôi, nếu hắn mua xuống một phần dưỡng hồn đan, liền không còn tiền đấu giá ngưng hồn đan, chỉ có thể nhìn các gia chủ khác tranh đoạt, trong lòng yên lặng lẽ khóc. Mấy tên bang chủ này cũng quá có tiền. Nhấp Hải căm giận bất bình nghĩ, chung quy tài phú thiên ngân thế gia quá mỏng, vừa mới cùng hiệp hội luyện đan sư hợp tác mà thôi, trước đây trước mắc nợ Liên Miên thẳng đến gần đây mới trả đủ, nào có thể so được với ngân hồ, thiết môn các thế gia này, nội tình mấy thế gia này vẫn là tương đương dày. Nhìn thấy đám người này tranh đoạt kịch liệt như vậy, nhiếp ly âm thầm líu lưỡi, dùng đan dược kiếm lời quả là kế sách vẹn toàn A. Bán đấu giá được tiền, khấu trừ đi phần tiền bán đấu giá thủ tục, có ba thành đều là của hắn. Nhiếp ly vui như mở cờ, cũng không có can thiệp, tuy rằng hắn có thể cùng chiêu nâng giá lên một chút, nhưng một ít như vậy, so với mỗi ngày ngày tăng lên trên ức thậm chí là vài trăm ức yêu linh tệ, đối với nhiếp ly mà nói, thật sự không là con số lớn. Nhìn một phần dưỡng hồn đan rơi xuống trong tay người khác, bên cạnh nhiếp hải trong lòng buồn bực, Năm phân dưỡng hồn đan bán xong, tuy rằng đấu giá sở có chút bình ổn đi, nhưng mỗi một phân giá thủy chung không dưới 30 vạn. Nhiếp Hải gia chủ, ta xem ngươi ra giá cũng không nhiệt tình, hay là đối dưỡng hồn đan không có gì hứng thú sao?" Trì Phong ở một bên nghi hoặc hỏi. "Ta Nhiếp Hải thật là khó nói a, à, hắn muốn nói xác thật là hắn không có tiền a, à, nhưng vấn đề là Trì Phong bọn họ sẽ tin tưởng sao? Cái người vung tiền như rác lúc trước, là Nhiếp Ly mà không phải hắn." Lệ Nguyên như có đăm chiêu nói, nhiếp hải gia chủ cùng hiệp hội luyện đan sư quan hệ chặt chẽ, nói vậy hẳn là có thể từ hiệp hội luyện đan sư mua được không thiếu đan dược, với giá thấp, nếu có đan dược giá thấp, nhiếp hải gia chủ không được quên chúng ta, chỉ cần giá thấp hơn 30 vạn yêu linh tệ, có bao nhiêu chúng ta đều mua bấy nhiêu. Ta kia được rồi. Nhiếp hải có chút miễn cưỡng đáp, hắn tính phủ nhận, chỉ sợ trì phong cùng Lệ Nguyên cũng đều sẽ không tin tưởng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía nhiếp ly nhìn thấy ánh mắt nhiếp hải buồn bực nhiếp ly chừng mắt nhìn bộ dáng vô tội hắn còn trêu xú lão đầu này một lúc ai biểu kiếp trước hắn vẫn là tên có bộ mặt đáng ghét nhất cuối cùng 10 phần dưỡng hồn đan toàn bộ bán đấu giá hoàn tất lôi trác mua đến 3 phần khương minh hai phần lệ nguyên cùng trì phong một phần còn lại đều bị mấy phú thương khác mua đi kế tiếp là ngưng hồn đan vừa nghe nói ba chữ ngưng hồn đan, toàn bộ đấu giá hội trường không khí càng thêm nhiệt liệt. Ngưng hồn đan đối với bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, có tác dụng không nhỏ, đặc biệt cần nhất là những người còn kẹt ở tấn giai. Một viên ngưng hồn đan có khả năng tạo nên ra một hoàng kim cấp yêu linh sư, thậm chí giúp hoàng kim cấp yêu linh sư trùng kích cấp bậc khắc kim. Chính vì thế ngưng hồn đan là một loại đan dược có mê hoặc các võ giả rất cao. 35 vạn yêu linh tệ là giá mở đầu. Đấu giá sư thiếu nữ cao giọng nói. 36 vạn yêu linh tệ. 39 vạn yêu linh tệ, 40 vạn Trần Phước thuận ra giá. Rất nhanh, giá tăng tới hơn 50 vạn, nhưng lại không ngừng nâng lên, tới gần 60 vạn, giá này đã làm Nhiếp Hải mắt choáng váng. Hắn nguyên tưởng rằng 60 vạn có thể mua một phần ngưng hồn đan, không nghĩ tới mà ngay cả một phần cũng đều không mua được. Sớm biết liền mua một phân dưỡng hồn đan về, chẳng lẽ một lần này tay không mà về sao? Nhiếp Hải buồn bực muốn chết, đám người này quá điên cuồng, mười mai đan dược lại đưa giá cao như vậy, còn có thiên lý sao? Hiệp hội luyện đan sư này cũng quá lời đi. Nhiếp Hải trong lòng căm giận bất bình, trước đây vẫn là bán rất nhiều lãnh địa mới trả được nợ bên ngoài, hiện tại có thể bỏ ra 60 vạn đã là cực hạn. 65 vạn. Đệ nhất phân ngưng hồn đan bán ra 65 vạn. Nhiếp Hải, Nhiếp Ân nhìn nhau cười khổ, buồn bực nhìn lôi chắc đem ngưng hồn đan nhét vào trong túi. Nhiếp Ly ơi là Nhiếp Ly, Bên cạnh trưởng lão nhiếp ân rốt cuộc nhịn không được, hắn hướng Nhiếp Ly nói, "Ngươi xem có thể hay không giúp chúng ta mua một phần ngưng hồn đan, tính vào tiền nợ cho chúng ta, về sau ta sẽ trả lại cho ngươi." Nhiếp Ly bỏ ra 200 vạn yêu linh tệ, mắt cũng không chớp lấy một cái, mượn 65 vạn yêu linh tệ, đây không là vấn đề lớn đối với hắn để nhiếp hải mở miệng nhiếp ly thật đúng là không quá nể tình tuy rằng nhiếp hải là thiên ngân thế gia gia chủ thế nhưng kiếp trước hắn và nhiếp ly tương đối bất hòa mà nhiếp ân thì không giống nhau tại thời điểm quang huy chi thành tan biến nhiếp ân đã che chở cho nhà nhiếp ly rất nhiều nhiếp ly vẫn là có vài phần kính trọng đối với nhiếp ân đại trưởng lão nếu ngài đã mở miệng điểm ấy sự tình đương nhiên không nói chơi bất quá ngưng hồn đan này thật đúng là không tất yếu phải mua Nhiếp Ly tay phải vừa động, từ trong nhẫn không gian cầm ra vài bình sứ to, đưa cho Nhiếp Ân nói, bên trong này có 5000 mai dưỡng hồn đan, 600 mai ngưng hồn đan còn có 100 mai thối hồn đan, ta đưa cho đại trưởng lão." Ôm vài cái bình sứ kia, Nhiếp Ân ánh mắt dại ra, thanh âm đều có chút run run, "5000, 5000 mai dưỡng hồn đan, 600 mai ngưng hồn đan còn có thối hồn đan?" Nhiếp Ân hoàn toàn ngây ngốc, Nhiếp Hải cũng choáng váng các thế gia tại đấu giá sở còn đều đang vì mấy mai dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan mà tranh nhau đến đầu rơi máu chảy, mà bên này nhiếp ly tùy tay lấy ra 5.000 mai dưỡng hồn đan, 600 mai ngưng hồn đan, thậm chí còn có loại đan dược trên thị trường hoàn toàn không mua được thối hồn đan. Lão thiên ơi, ta đang nằm mơ sao? Nhiếp ân còn bị vây ở trạng thái ngây ngốc. chương 67 bạn đang nghe chuyện trên halazy com từ tiếp nhận mấy bình đan dược từ trong tay Nhiếp Ly, Nhiếp Ân mở ra một bình sứ trong đó, liên sắc thật bên trong chứa đầy dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan cùng thối hồn đan. Mặc kệ dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan hay là thối hồn đan, mỗi một quả đều rất nhỏ, nhưng xác định đây là hàng thật giá thật. Thối hồn đan, còn ước chừng 100 mai, lão thiên của ta ơi. Bảo Huỳnh ơi, dược tính thối hồn đan so ngưng hồn đan còn cường đại gấp 10 lần, chỉ có các thế gia đình phong có thể hưởng thụ đến loại đan dược cấp bậc này, trên thị trường căn bản mua không được thối hồn đan trung tâm phong tuyết đấu giá của Quang Huy, Chi Thành đã từng bán đấu giá qua một vài viên thối hồn đan, trong đó một viên thối hồn đan liền bán đến 153 vạn một cái giá trên trời. 100 mai chính là hơn một ức yêu linh tệ A. À. Vừa nghĩ đến con số này, nhiếp ân phải hôn mê, cho dù có tiền nhiều như vậy, trừ phi có một chút phương pháp đặc thù, ngoài ra không thể mua được thối hồn đan trên thị trường. Mấy loại đan dược này bởi vì mới được điều chế thành, cho nên giá đặc biệt cao, nhưng thực ra hiệp hội luyện đan sư có rất nhiều chữ hàng, về sau giá sẽ hạ dần, nhiều đây đan dược không tính cái gì vì thiên ngân thế già mà cống hiến đó là nghĩa vụ của tộc nhân nhiếp ly hiên ngang lẫm liệt nói nghe được nhiếp ly nói nhiếp hải buồn bực vừa rồi hắn có hỏi thăm nhiếp ly nhiếp ly một điểm đều không nói còn nói nhiếp hải nếu là lấy đan dược của hắn hắn sẽ mách dương quản sự không hề có thái độ muốn vì gia tộc làm cống hiến khi nhiếp ân mở miệng nháy mắt liền cho nhiều đan dược như vậy nhiếp hải cảm giác chính mình là gia chủ thật sự là uất ức cư nhiên tùy tay cho năm ngàn mai dưỡng hồn đan sáu trăm mai ngưng hồn đan cùng một trăm mai thối hồn đan nhiếp hải cảm giác tâm căng run lên từng này đan dược đủ khiến thiên ngân thế gia dùng trong bao lâu vui toá đại trưởng lão nhanh lên cất vào đi đợi trở về có thể cho tộc nhân chi nhánh chúng ta sử dụng nhiếp ly nhắc nhở nhiếp ân nói cất lẹ không lão nhiếp hải cướp Nghe được nhiếp ly nói, nhiếp ân lúc này mới từ trong khiếp sợ phản ứng, nhanh chóng đem này mấy bình đan dược giấu vào bên trong không gian giới chỉ, có chút lo lắng hướng xa xa nhìn thoáng qua, thời điểm bọn họ nói chuyện đã thiết lập vách ngăn khống chế thanh âm, không cho bên ngoài nghe cho nên kia bốn vị gia chủ không có nghe, biết không bị người ngoài chú ý, nhiếp ân lúc này mới yên lòng. Vừa nghĩ đến trong nhẫn không gian có vài ức đan dược, nhiếp ân trong lòng liền có một loại cảm giác hạnh phúc cường liệt, đan dược nhiều như vậy, đủ để cho các tộc nhân chi nhánh thực lực tăng lên một tầng. Thiên Ngân thế gia tổng cộng có 8 chi nhánh, bình thường giữa các chi nhánh vẫn có một ít mâu thuẫn, cho nên Nhiếp Ân cũng không phải là người ngay thẳng gì. Nhiếp Ly, đại trưởng lão Nhiếp Ân, các ngươi thật là ích kỷ, ai cũng là tộc nhân của Thiên Ngân thế gia, như thế nào lại vì tộc nhân chi nhánh mà có hành vi ăn mảnh? Nhiếp Hải vội vàng nói, xem Nhiếp Ly cùng Nhiếp Ân chú ý, nhiều đan dược thế kia bọn họ cũng có ý định không muốn cùng chia sẻ với các chi nhánh khác a. À, nhiếp ly cùng nhiếp ân nhìn nhau nhiếp ly nhìn về phía nhiếp hải nghi hoặc nói này đan dược là của ta ta muốn cho ai liền cho chẳng lẽ cũng có sai sao chẳng lẽ chi nhánh chúng ta không phải là tộc nhân của thiên ngân thế ra sao đệ tử chi nhánh chúng ta thực lực tăng cường cũng tương đương toàn bộ thiên ngân thế ra thực lực tăng cường đâu thể nói như thế được nhiều đan dược như nên chia đều cho các tộc nhân như thế mới đạt hiệu quả to nhất tốt nhất nhiếp hải gấp giọng nói phân phát một ít cho mọi người trong các chi nhánh khác đi Nhiếp Ân tại Thiên Ngân nhất chúng gia tộc chỉ là địa vị trưởng lão trong một chi nhánh địa vị tương đối thấp một, gần đây nhờ có Nhiếp Ly mới trở thành chấp pháp trưởng lão trong gia tộc, Nhiếp Ân luôn luôn giúp đỡ mọi người, do địa vị tương đối thấp nên đôi khi không giúp đỡ nhiều cho chi tộc, thế nhưng hôm nay, có nhiều đan dược như vậy, Nhiếp Ân rốt cuộc có thể nâng cao khí thế của mình. Mấy mai đan dược này đủ để quyết định toàn bộ tiền đồ gia tộc. Nhiếp Hải gia chủ, mấy mai đan dược là Nhiếp Ly tặng cho người, Nhiếp Ly muốn cho ai ta cũng không có dùng quyền lực quyết định. Nhiếp Ân cung kính nói, đem bóng cao su đá cho Nhiếp Ly, dù sao hiện tại Nhiếp Ly có Dương Hân làm chỗ dựa, có thể không đá điều Nhiếp Hải. Các ngươi Nhiếp Hải cáo gắt, ông cháu hai người nhất định là thông đồng với nhau. Nhiếp Ly cũng không phải muốn cạn tào giáo mang với Nhiếp Hải, mặt khác chi nhánh tộc nhân đương nhiên vẫn phải chiếu cố một chút, nhiều đan dược như vậy, một chi tộc nhân cũng không dùng được nhiều như vậy, dù sao sau này hắn còn có thể lấy nhiều đan dược hơn nên cũng không để ý mấy, Đại trưởng lão, mấy ức đan dược này phân thành 5 phần nộp cho gia tộc 2 phần để phân phối đi." Nhiếp Ly nhìn về phía Nhiếp Ân nói, "Ân, được." Nhiếp Ân gật gật đầu nói, hắn cũng không phải không thức thời. "2 phần 5." Nhiếp Hải cố gắng tranh thủ nói, "Chỉ có 2 phần 5, nếu Nhiếp Hải gia chủ không cần liền thôi vậy." Nhiếp Ly lắc lắc đầu, đan dược nhiều như vậy, dù cầm ra 2 phần 5 cũng đã đủ, đủ cả toàn bộ gia tộc Thiên Ngân Thế gia dùng hết một lần. "Không bằng như vậy, chúng ta cầm ra một nửa nộp lên cho gia tộc đi." Nhiếp ân hòa giải nói, đại trưởng lão quả nhiên là người rộng lượng. Nhiếp hải chắp tay, chăm chú nói, một nửa đã rất tốt, trung quy số lượng đan dược này đã xa xa vượt quá sức tưởng tượng của hắn ý của nhiếp hải gia chủ ta không phải là người rộng lượng. Nhiếp ly lông mi hơi hơi thoáng nhớ nói, ta không phải ý này, tiểu ly hiểu lầm ta rồi để ta giải thích cho tiểu ly, tiểu ly có thể đem nhiều đan dược như vậy cống hiến cấp gia tộc, chứng minh tâm tiểu ly vẫn đặt vào gia tộc, Nhiếp Hải sợ đến vỡ mật nhanh chóng giải thích, vạn nhất Nhiếp Ly thu hồi đan dược, chắc hắn chết. Bất tri bất giác, Nhiếp Ly đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, thân phận gia chủ đối Nhiếp Ly hoàn toàn không có hiệu quả. Nhiếp Ly mà không vui Nhiếp Hải liền dỗ ngọt chịu tội, tuy rằng buồn bực nhưng cũng không dám nói cái gì. Bất quá ngẫm lại kia vài mai đan dược, Nhiếp Hải cái gì cũng tiêu tan, nhiều như vậy đan dược đủ để thiên ngân thế gia sinh ra ảnh hưởng, hắn liền nghĩ chịu thiệt một tí cũng đáng, nhiếp ly hừ hừ hai tiếng quay đầu đi nhiếp ân nhìn không khỏi có vài phần buồn cười trước kia nhiếp ly nhìn thấy tộc trưởng sợ tới đứng không nổi huống chi đây là nhiếp hải hiện tại này tình huống hoàn toàn điên đảo nhiếp hải lại bị nhiếp ly trước mặt dứt khoát dắt mũi dẫn đi không dám phản kháng nào còn có uy nghiêm một gia chủ mười phần ngưng hồn đan rốt cuộc bị các gia tộc phú thương chia cắt hoàn tất mua được đan dược mỗi người trên mặt đều mang theo thần tình hưng phấn Giờ này khắc này, mặc kệ là nhiếp hải hay là nhiếp ân, đều có một loại cảm giác áp đảo mọi người cái loại gì, chỉ là một trăm khỏa ngưng hồn đan, cư nhiên giành giật thành cái dạng này. Toàn bộ hồng nguyệt đấu giá sở cũng liền bán ra đến một ngàn khỏa dưỡng hồn đan, một trăm khỏa ngưng hồn đan, tất cả đều bán nếu là tương đương thành tiền, dứt khoát không thể tưởng tượng, càng đừng nói đến dược hiệu kinh người thối hồn đan, trong lòng kích động phấn chấn giống như ở trong mộng vậy nhiếp ân hai tay không tự giác che nhẫn không gian nhẫn không gian hắn là lần đầu tiên ẩn giấu như vậy một lượng tài phú trong lòng không khỏi lo sợ bất an e sợ gặp đạo tặc tuy rằng đặt ở trong nhẫn không gian là rất an toàn nhưng hắn vẫn thấy thấp thỏm bất an mà một bên nhiếp hải dứt khoát giống như là hộ vệ nhiếp ân vậy canh giữ ở bên cạnh nhiếp ân nếu có người nào dám đúng đến đan dược bọn họ bọn họ tuyệt đối sẽ đánh đổi tính mạng liều mạng với đối phương Chương 68 bạn đang nghe chuyện trên halazy com Nhiếp Ly tùy tay lấy ra mấy ức đan dược, tài phú sở hữu có thể so với một hào môn thế gia. Nhiếp Ly cung cấp nhiều loại phương pháp điều chế đan dược như vậy cho hiệp hội luyện đan, tại phương diện đan dược, hiệp hội luyện đan sư khẳng định sẽ tận khả năng thỏa mãn những đòi hỏi của Nhiếp Ly, cấp đan dược cho Nhiếp Ly tương đương với sản lượng 1 phần 5 của hiệp hội luyện đan sư. Có thể nói trừ hiệp hội luyện đan sư, trước mắt nhiều đan dược nhất, đứng đầu chính là Nhiếp Ly, trừ dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan cùng thối hồn đan, ta còn có xích viêm thối thể, đan cùng cửu chuyển đan nhiếp ly thanh âm cố ý tạm dừng một chút. Ngay cả trong truyền thuyết xích viêm thối thể đan cùng cửu chuyển đan đều có, nhiếp Hải cùng nhiếp Ân mắt chữ o mồm chữ a, hai loại quý trọng đan dược này, gia chủ đại nhân thể bắt ta cống hiến cấp gia tộc chứ. Nhiếp Ly ngụ ý chính là, nhiếp Hải nếu là muốn hắn đưa ra hai loại đan dược này, liền phải cấp cho hắn điều kiện gì đó. Đó là đương nhiên, tộc nhân tư hữu tài sản là người được gia tộc bảo hộ. Nhiếp Hải vội vàng nói, hắn trong lòng cũng có chút buồn rầu, hắn có thể cho Nhiếp Ly cái gì ưu việt đâu. Bên cạnh Nhiếp Ân đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng, gia chủ đại nhân, truyền thừa thiên ngân thế gia chúng ta đã từ rất lâu, trong bảo khố gia tộc vẫn là, có không ít thứ tốt truyền thừa xuống từ thời điểm thượng cổ, nếu Tiểu Ly đã được thánh linh học viện chọn vào lớp thiên tài, chúng ta có phải hay không cho Tiểu Ly, đi vào gia tộc bảo khố chọn lựa một thứ làm quà. Bảo khố thiên ngân thế gia gia tộc, Nhiếp Ly trong lòng hơi hơi động, kiếp trước hắn không có tiến vào bảo khố thiên ngân thế gia gia tộc, là truyền thừa gia tộc dài lâu, là hậu duệ 10 đại lĩnh chủ đứng đầu thời kỳ phong tuyết đế quốc, bên trong bảo khố thiên ngân thế gia gia tộc, hẳn vẫn là có một ít thứ tốt. Rất nhiều bảo vật truyền thừa từ lâu, đám người nhiếp hải không hẳn biết rõ tác dụng của chúng, nhưng nhiếp ly lại khác, kiếp trước nhiếp ly giám định các loại bảo vật, vô số kể, thứ tốt đều không tránh được ánh mắt nhiếp ly nhiếp ân trưởng lão, này khỏa xích viêm thối thể đan này ngày sau này dùng luyện hóa đi, đối cường hóa nhục thân võ giả đặc biệt hữu dụng. Nhiếp ly đưa cho nhiếp ân một viên xích viêm thối thể đan nói. Cảm ơn tiểu ly. Nhiếp ân kích động, xích viêm thối thể đan, nghe nói một viên xích viêm thối thể đan giá bị đến hơn 100 vạn yêu linh tệ. Nhiếp hải nhất thời đỏ mắt, xích viêm thối thể đan không đơn giản hữu hiệu đối võ giả, đối các yêu linh sư cũng có tác dụng không nhỏ. Tiểu Ly a, à, Thiên Ngân Thế gia chính là nhà của ngươi, Thiên Ngân Thế gia bảo khố chính là bảo khố của ngươi, bên trong có cái gì chỉ cần ngươi thích, có thể tùy tiện cầm lấy. Ta liền cấp cho ngươi Nhiếp Hải lập tức phụ họa nói, tuy nói trong bảo khố gia tộc vẫn có vài thứ, nhưng có thể sử dụng được cơ bản đều đã lấy ra sử dụng, còn lại đều là không thể sử dụng được hoặc bọn hắn không biết sử dụng, hắn ngược lại ước gì Nhiếp Ly hiếu kỳ món gì đó bên trong, lấy vài món, Nhiếp Ly cấp đan dược cho gia tộc, đã ngang với toàn bộ giá trị của Thiên Ngân Thế gia bảo khố. Gia chủ thật sự là khẳng khái hào phóng, cho tới nay ta đều hiểu lầm gia chủ, đây là một viên xích viêm thối thể đan, đưa cho gia chủ dùng, chờ ta đi gia tộc bảo khố chọn lựa xong, ta đưa 100 mai xích viêm thối thể, đan cùng 100 mai cửu chuyển đan cho gia tộc đi. Nhiếp lý thản nhiên nói, dù sao đan dược trong tay rất nhiều, đưa ra một ít không đáng kể chút nào. Nghe được nhiếp lý nói, nhiếp hải ánh mắt sáng lên như sao, hắn hận không thể trở về bảo khố thiên ngân thế gia gia tộc ngay lúc này, bán đấu giá còn đang tiến hành, đan dược bán đấu giá dai đã vào giai đoạn kết thúc. Lôi Trác, Khương Minh hai người liếc mắt nhìn Nhiếp Hải. Nhiếp Hải vừa rồi khẳng định là dư tiền, hoa 200 vạn yêu linh tệ mua một đống lớn bảo vật, nhưng đến thời điểm đấu giá đan dược, liền trả mua một viên. Lôi Trác cười lạnh một tiếng nói, Khương Minh cũng là phụ họa nói, chiến giáp hoàng kim cấp mặc dù có chỗ tốt để dùng, nhưng trung quy chỉ có thể khiến một người sử dụng, hơn nữa chỉ có đến thời điểm chiến đấu mới dùng đến, không bằng này mấy khỏa đan dược này chúng càng thêm thực dụng, phòng trừng nhiếp hải hối hận đến xanh cả ruột. Bọn họ không biết là, đám người nhiếp hải từ nhiếp ly lấy nhiều đan dược như vậy, nào hứng thú với vài viên đan dược trên đấu giá hội, Bọn họ đang nói, Nhiếp Ly lại bắt đầu điên cuồng đấu giá, lại liên tiếp lấy xuống giá trị năm 600 vạn yêu linh tệ gì đó, chỉ cần có một chút cảm thấy hứng thú, hết thảy đều mua xuống, dù sao tiền nhiều đến mức dùng không xong. Nhiều như vậy yêu tinh tạp đặt ở trong nhẫn không gian còn ngại chiếm chỗ, còn không bằng mua thành các món đồ này nọ. Nguyên Lai like Thiên Ngân Thế Gia là đối với đan dược không có hứng thú, mà không phải là không có tiền. Lôi chắc cùng Khương Minh nhất thời trên mặt nóng lên, sao? Thiên Ngân Thế Gia lúc nào trở nên có tiền như vậy? Bọn họ trong lòng buồn bực. Trải qua hơn nửa giờ bán đấu giá, Nhiếp Ly mua xuống mấy chục kiện đồ vật, nhưng không có quá nhiều thứ khiến Nhiếp Ly cảm giác hưng phấn, có điểm chán đến chết. Đúng lúc này, bán đấu giá sư thiếu nữ đột nhiên đề cao âm điệu, dùng thập phần dụ hoặc thanh âm nói, lần này đấu giá hội sắp kết thúc, thế nhưng, chúng ta sẽ có một kiện có một không hai kỳ chân sắp bắt đầu đấu giá. Bán đấu giá sư thiếu nữ vừa dứt lời, lục tục có hơn 20 người đi vào đấu giá hội trường, những người đó thân bận hoa phục do vài mỹ lệ thiếu nữ dẫn đường đi một đường, đi tới đấu giá hội trường tầng thứ ba. Toàn bộ hội trường đều có chút rối loạn lên. Người kia ta biết là trưởng lão phong minh thế gia, kia là trưởng lão rực long thế gia, kia là trưởng lão thần thánh thế gia, kia là lão bảo biên soạn bọn họ như thế nào tới nơi này, nghe nói lần này, Hồng Nguyệt Thế Gia từ bên trong hắc khư tìm ra một kiện chân bảo có một không hai, cho nên mới tổ chức lần đấu giá hội này hơn nữa, mời đại biểu tam đại đỉnh phong Thế Gia cùng mặt khác, lục đại hào môn Thế Gia tham gia bán đấu giá. Đến cùng là đấu giá vật gì, mấy siêu cấp thế lực này hẳn là không có gì hứng thú, chung quy tại đấu giá hội cái gì họ cũng có thể mua được, bọn họ lần này mục đích tới, chính là kiện kỳ chân có một không hai kia. Hóa ra là từ bên trong hắc khư tìm đến, ông trời ơi! Bọn họ có lá gan tiến vào hắc khư, hắc Khư, nhiếp ly nhớ lại cái kia địa phương kia kiếp trước hắn không có đi vào, cũng chỉ là nghe người ta nói qua, hắc Khư là một ác mộng địa phương, chỉ có cường giả hắc kim cấp trên đây mới dám tiến vào, chỗ đó tụ tập đại lượng yêu thú khủng bố. Nghe nói chỗ đó từng là nơi cư trụ của một truyền kỳ yêu linh, sư trong tiền kỳ hắc ám thời đại, truyền kỳ yêu linh sư kia dung hợp yêu linh, là tà linh, tại kia vị trí truyền kỳ yêu linh sư kia qua đời, liền bị mộng yểm yêu linh chiếm cứ, Mộng yểm yêu linh là thần bí quần trùng yêu linh đáng sợ, rất nhiều năng lực thần bí ngay cả nhiếp ly chỉ hiểu biết nông cạn, hơn nữa mộng yểm yêu linh là yêu linh bắt giữ khó khăn nhất. Không biết lần này, Hồng Nguyệt Thế Gia đến cùng từ bên trong hắc khư lấy đến thứ gì. Nhiếp ly trong lòng cũng có chút mong đợi, Hồng Nguyệt Thế Gia muốn đấu giá, đến tột cùng là thứ gì. Tam đại đỉnh phong Thế Gia cùng bảy đại hào môn Thế Gia các đại biểu ngồi xuống, toàn bộ không khí đấu giá hội trường đều ngưng trệ, tất cả mọi người chờ mong Hồng Nguyệt Thế Gia đến cùng sẽ lấy ra thứ gì. Chương 69 bạn đang nghe chuyện trên haleyzy com người tam đại đỉnh phong thế gia, cùng 7 đại hào môn thế gia đều đến, có vẻ còn có hiệp hội luyện đan sư, 10 đại thương hội, thứ đó khẳng định chúng ta không có phần. Bất quá không cần, kiến thức lần này chúng ta có thêm kiến thức mới cũng không phí. Bên trong đấu giá hội trường mọi người nghị luận phân phân. Thỉnh chư vị im lặng một chút. Bán đấu giá sư thiếu nữ mỉm cười nói, chúng ta ngay lập tức sẽ vì chư vị đưa lên kiện kỳ chân kia. Lúc này đấu giá hội trường nháy mắt yên tĩnh xuống, hai mỹ lệ thiếu nữ bưng một cái đĩa đi lên, trong đĩa có thứ gì, mặt trên dùng một khối vải che màu tím, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Đến cùng là thứ gì? Dứt khoát làm người ta tò mò. Lúc này bán đấu giá sư thiếu nữ lộ ra một tia mỉm cười quyến rũ, tay phải kéo đem mảnh vải màu tím xả xuống, trong phút chốc, hào quang bắn ra bốn phía, không biết dùng tài liệu gì chế tác mà thành, màu đen ngọc hồ xuất hiện ở trước mắt mọi người, mặt trên từng đạo bảo quang lóng lánh động nhân. Từng cỗ khí tức linh hồn nồng đậm tản ra, nhìn thấy vật màu đen ngọc hồ lóng lánh trong suốt, nhiếp ly không khỏi kích động đến mức khó có thể tự chủ, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy thứ này ở trong này, thứ này xác thật là kỳ chân gián thế, căn bản không phải có tiền là mua được. Vật ấy đến tột cùng có lai lịch gì, có công dụng gì ngay cả gia chủ chúng ta cũng không biết rõ ràng, thế nhưng có một điểm xác định, vật này mặt trên phát ra tinh thuần linh hồn lực, chứng minh vật ấy không phải vật phàm, đấy có khắc hai chữ ác mộng, nói vậy có khi cùng mộng yểm yêu linh có liên quan. Bán đấu giá sư Thiếu Nữ êm tai nói tới, mặt khác theo gia chủ chúng ta sở thuật, vật này đối với yêu linh mà nói, có thể cường hóa một lượng lớn khí tức yêu linh, cho nên có thể xác định vật này tất nhiên là một kiện kỳ chân dị bảo, chủ gia chúng ta hy vọng có người có thể phát huy tác dụng của nó. Cái vật phẩm này bắt đầu đấu giá là 800 vạn yêu linh tệ. Gia chủ Hồng Nguyệt Thế gia cũng không biết màu đen ngọc hồ này tác dụng gì, cho nên mới nói ra một cái giá thấp như vậy, nếu biết chân chính tác dụng của màu đen ngọc hồ này, chỉ sợ ngay cả bán cũng không chịu bán chỉ là nó bên cạnh tu luyện còn có một tác dụng là có thể cường hóa khí tức yêu linh, huống chi nó còn rất nhiều tác dụng chưa có khai phá ra. Các đại biểu các gia tộc cảm giác được trong không khí nồng đậm khí tức linh hồn lực, bọn họ đều không khỏi tâm động, đối với màu đen ngọc hồ này sinh ra hứng thú thật lớn. Này màu đen ngọc hồ đến cùng là thứ gì? Không biết, bất quá có thể khẳng định, thứ này tuyệt đối không đơn giản. Thật sự là hiếm lạ, thật muốn nghiên cứu một phen, nói không chừng có một chút diệu dụng kỳ lạ nhìn cái màu đen ngọc hồ kia nhiếp ly không khỏi toát ra thần sắc suy nghĩ xa xăm xô xa màu đen ngọc hồ này hẳn chính là trong truyền thuyết kỳ chân dị bảo mộng yểm yêu hồ mộng yểm yêu hồ truyền thừa thậm chí trước thời kỳ phong tuyết đế quốc tồn tại nghe nói là nó xuất hiện tại một bộ lạc phát hiện thời viễn cổ ngay cả nhiếp ly cũng chỉ là biết mộng yểm yêu hồ một tác dụng mà thôi mộng yểm yêu hồ trong đó có một hạng tác dụng chính là luyện chế yêu linh cơ bản quá trình là, đem 10 viên yêu linh bất kỳ đem bỏ vào bên trong mộng yểm yêu hồ, liền có tỷ lệ sinh ra một loại đặc dị yêu linh cường đại hơn, vận khí tốt, có thể yêu linh gì cũng có, vận khí không tốt sẽ thất bại toàn bộ yêu linh đều mất. Thất bại xác suất tương đối nhỏ, đồng dạng cơ hội luyện chế ra tuyệt thế yêu linh cũng tương đối nhỏ, tuyệt đại bộ phận, mộng yểm yêu hồ đều có thể luyện chế ra yêu linh tương đối cường đại dạng bình thường, chỉ là tác dụng này đủ để cho vô số người vì nó điên cuồng, chung quy tuyệt đại bộ phận yêu linh sư chỉ có thể dung hợp một con yêu linh, bọn họ đương nhiên hy vọng con yêu linh càng mạnh càng tốt, dùng yêu linh yếu ớt dung hợp ra cường đại yêu linh, chính là tác dụng của mộng yểm yêu hồ. Phòng trường hiện tại căn bản không có bao nhiêu người biết tác dụng của mộng yểm yêu hồ. Nghĩ đến mộng yểm yêu hồ uy lực cường đại, nhiếp ly cơ hồ quyết định, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền của, hắn phải mua được mộng yểm yêu hồ. Rất nhanh, các thế gia bắt đầu đấu giá. Một ngàn vạn yêu linh tệ. Một ngàn hai trăm vạn yêu linh tệ. Một ngàn năm trăm vạn yêu linh tệ. Rất nhanh, giá kéo lên đến hơn hai ngàn vạn yêu linh tệ. Cái giá này đã là khiến bên trong đấu giá hội trường mọi người cực kỳ rung động. Ba ngàn vạn yêu linh tệ. Thần thánh thế gia đột nhiên ra giá. Ba ngàn năm trăm vạn yêu linh tệ. Hiệp hội luyện đan sư ra giá. Nhiếp Ly hướng tầng 3 nhìn thoáng qua, ra giá, giá đấu giá dường như là Dương Hân, nghĩ nghĩ, Nhiếp Ly nói nhỏ với Nhiếp Ân, đại trưởng lão, Dương quản sự tại tầng 3, ngài đi gặp Dương quản sự, nói cho nàng màu đen ngọc hồ này ta muốn, nói Dương quản sự giúp ta mua về, tiền ta đến thời điểm sẽ trả lại cho hiệp hội luyện đan sư. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, không đợi Nhiếp Ân trả lời, Nhiếp Hải nói, vẫn là ta đi đi. Nhiếp Ân trong nhẫn không gian nhiều như vậy đan dược, hắn làm sao dám để Nhiếp Ân đi? đường đường gia chủ cũng chỉ có thể trở thành chân chạy vặt bất quá hắn cam tâm tình nguyện nhiếp hải đi tìm dương hân thần thánh thế gia cùng hiệp hội luyện đan sư không ngừng mà tranh đoạt hiệp hội luyện đan sư đem giá nâng đến hơn năm ngàn vạn yêu linh tệ thần thánh thế gia liền buông tay luận tài lực liền tính là tam đại đỉnh phong thế gia không thể cùng hiệp hội luyện đan sư đánh đồng năm ngàn vạn yêu linh tệ a à. hiệp hội luyện đan sư thật sự là tiền của dồi dào đó là đương nhiên, hiệp hội luyện đan sư gần đây bán vài loại đan dược như vậy, mỗi ngày tiến thu về, chỉ sợ chỉ tính con số là ức. Sau một lúc, Nhiếp Hải trở lại, đối Nhiếp Ly gật gật đầu nói, dương quản sự đáp ứng. Nhiếp Ly yêu cầu, Dương Hân là tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt, chung quy về sau Dương Hân vẫn là có rất nhiều điều yêu cầu cần đến Nhiếp Ly. Bỏ ra một chút tiền đối với hiệp hội luyện đan sư đến nói, là không đáng kể, hết thảy mọi thứ hiệp hội luyện đan sư đang có đều là Nhiếp Ly mang đến, cho nên sự cầu báo này không thể dùng tiền tài mà cân nhắc giá đến 5 ngàn vạn yêu linh tệ, tuyệt đại bộ phận thế gia cũng không dám cạnh tranh, hơn nữa rất nhiều thế gia đều phải từ hiệp hội luyện đan sư mua đan dược, cho nên vẫn là muốn cấp hiệp hội luyện đan sư một ít mặt mũi, tuy rằng đối với này màu đen ngọc hồ có chút thèm nhỏ dãi, nhưng cũng không có quá nhiều người đọ giá. Đúng lúc này, một người mặc áo choàng màu xám đột nhiên bắt đầu đọ giá. 5500 vạn yêu linh tệ. Hắn là ai, cư nhiên lại có gan đọ giá? Bên trong đấu giá hội trường tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía người bận áo choàng xám huyền bí kia. Bình thường thế gia đọ giá là không cần giao tiền ký quỹ, người thường đọ giá đều phải giao đủ tiền ký quỹ, mới có thể tham dự đấu giá, người thần bí ra giá 5.500 vạn, nói cách khác hắn tất nhiên giao nộp không chỉ 5.500 vạn tiền ký quỹ. Màu đen ngọc hồ giá này, tăng lên tới trình độ hoảng sợ kinh người. Nhiều như vậy yêu linh tệ, đã là tương đương với toàn bộ tài phú một quý tộc thế gia. Lúc này ngồi ở tầng 3 dương hân tú mi hơi nhíu, Vài ngày gần đây nàng nhận lời mời từ Hồng Nguyệt Thế gia đến đấu giá hội tại Quang Huy, chi thành phía Bắc, nàng liền tham gia, không nghĩ tới Nhiếp Ly cũng ở nơi này. Nàng nguyên bản là đối với ngọc hồ này sinh ra một ít hứng thú, tưởng dùng đến luyện đan, liền nghĩ đem nó mua xuống, cầm đi nghiên cứu một chút, không nghĩ tới Nhiếp Ly cũng có hứng thú đối với nó, nếu là Nhiếp Ly muốn, hiệp hội luyện đan sư sẽ vì Nhiếp Ly mua cho bằng được thế nhưng giá tăng đến 5.500 vạn yêu linh tệ sau, giá có điểm cao hơn cái giá nàng mong muốn, 5.500 vạn mua một vật không biết sử dụng như thế nào màu đen ngọc hồ, đến cùng có đáng giá hay không? Chương 70 bạn đang nghe chuyện trên halazy com 6.000 vạn yêu linh tệ Tuy rằng trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng Dương Hân vốn là tiếp tục tăng giá, bởi vì nhiếp hỏi truyền lời đến là, mặc kệ bao nhiêu giá, nhốt định phải đem bình ngọc này mua xuống, nhiếp ly đều sẽ trả tiền, 6 ngàn vạn yêu linh tệ, thật sự cái giá đáng này sao? Bình ngọc này đến cùng là thứ gì? Chẳng lẽ nhiếp ly biết tác dụng của bình ngọc này? Dương Hân nhìn thoáng qua thần bí nhân dưới lầu hội trường này, gã này không biết là lai lịch gì, dám cùng ta cũng tranh đoạt thứ này. 6 trăm vạn yêu linh tệ thần bí nhân kia trần chờ một chút, tiếp tục tăng giá. 7.000 vạn yêu linh tệ, Dương Hân tiếp tục tăng giá. Giá tiếp tục kéo lên, hai người nhiếp hải nhiếp an xem đã trợn tròn mắt bọn họ biết thứ này là nhiếp ly cần mua nhưng giá này không khỏi kinh người quá nhiếp ly so với bọn hắn tưởng tượng còn phải giàu có nhiều hơn a à? hiệp hội luyện đan sư đến cùng cho nhiếp ly bao nhiêu tiền luyện đan sư hiệp hội vì cái gì sẽ cấp cho nhiếp ly nhiều tiền như vậy bọn họ trong lòng tràn ngập nghi hoặc nhiếp ly trao mày nhìn trong hội trường thần bí nhân kia người này đến cùng là người nào như vậy còn tăng giá nhiếp ly nghĩ nghĩ có phải là người của hồng nguyệt đấu giá hội hẳn là không phải nếu chuyện như vậy truyền ra đi hồng nguyệt đấu giá hội liền bị hủy hiệp hội luyện đan sư cũng sẽ không bỏ qua bọn họ bọn họ hẳn là sẽ không ngu xuẩn làm ra sự tình như vậy hơn nữa giá cạnh tranh đến loại này ngay cả hiệp hội luyện đan sư cũng không nhốt định sẽ tiếp tục thứ này vạn nhát mình có trong tay bọn họ mất nhiều hơn được hay không là người của hắc ám công hội trừ các đại siêu cấp thế gia thương hội cũng chỉ có hắc ám công hội có tài lực cạnh tranh hắc ám công hội chung quanh bắt cóc các đệ tử thế gia sau đó từ các thế gia lừa gạt tiền tài còn có chặn đường cướp bóc không biết cướp bao nhiêu tiền vẫn là rất có thực lực nhiếp ly trầm mặc một lát nói gia chủ phiền toái người lại nói cho dương quản sự lời này mặc kệ trả giá như thế nào nhất định phải đem bình ngọc màu đen này mua xuống đấu giá hội sau khi chấm dứt lập tức phái người theo dõi thần bí nhân kia phái đi chi ít phải hoàng kim cấp tốt nhốt là có hắc kim cấp tuyệt đối không để hắn phát hiện nhấp hải lông mi hơi hơi thoáng nhướn gột đầu nói tốt hắn mơ hồ cũng hiểu được chuyện này không đơn giản một người không biết lai lịch cư nhiên có hùng hậu tài lực như thế cùng hiệp hội luyện đan sư đạo giá lúc này không chỉ một phương thế lực nhìn chằm chằm thần bí nhân phía dưới một ức yêu linh tệ khi hiệp hội luyện đan sư hô lên cái giá này các phương thế lực các cường giả đều ngây ngốc bọn họ trong lòng tràn ngập nghi hoặc chẳng lẽ hiệp hội luyện đan sư biết thứ này có hiệu dụng gì mới bỏ ra đến một cái giá như vậy hoặc hiệp hội luyện đan sư nhiều tiền lắm, không chỗ tiêu. Một ức yêu linh tệ A, à, cũng quá kinh người đi. Một ức một ngàn vạn yêu linh tệ. Phía dưới thần bí nhân kia trần chờ hồi lâu, cái kia bán đấu giá sư thiếu nữ cờ hồ muốn hạ búa, thì hắn rốt cuộc lại tống thêm một lần giá. Một ức hai ngàn vạn yêu linh tệ. Dương Hân rất nhanh lại thêm một lần giá. Thần bí nhân kia rốt cuộc hiểu rõ Dương Hân quyết tâm, không tiếp tục tăng giá, tiền ký quỹ hắn giao phó cũng đã không đủ, dưới đài tất cả mọi người kích động không thôi, sinh thời nhìn thấy kịch liệt đại chiến đấu giá như vậy, cũng thật sự là tăng kiến thức, màu đen bình ngọc này không biết đến tột cùng là thứ gì, cư nhiên mua đến một ức hai ngàn vạn yêu linh tệ, một cái giá trên trời, cái giá này chỉ sợ cũng chỉ có hiệp hội luyện đan sư có thể bỏ ra được. Đối với bình ngọc màu đen này, mọi người trong lòng sinh ra cương liệt hiếu kỳ, đấu giá hội rốt cuộc kết thúc. Mọi người chậm rãi tán đi, nhiếp ly đã mua xuống các món đồ này nọ, đều tiến đến trả tiền lĩnh vật phẩm, tại đấu giá hội một nơi bí một bên trong ghế lô nhiếp ly gặp dương hân dương hân bưng màu đen bình ngọc kia mỉm cười hỏi thăm nhiếp ly tiểu đệ đệ người biết thứ này đến cùng là dùng làm gì vì mua xuống màu đen bình ngọc này nàng ước chừng tiêu phí một ước hai ngàn vạn yêu linh tệ cái giá này đối với hiệp hội luyện đan sư mà nói cũng không phải số lượng nhỏ tuy rằng hiện tại hiệp hội luyện đan sư ngày thu vào nhiều kim tiền cũng chưa tới trình độ có thể tùy tiêu xài như vậy thứ này ta cũng không biết sử dụng làm cói gì nhiếp ly xòe tay mỉm cười nói tỷ tỷ mới không tin, người tiêu tiền nhiều như vậy, chỉ là vì mua một thứ không dùng được. Dương Hân hai tay ôm ngực, bộ ngực to bởi vì đè ép mà trở nên càng thêm mê người, như cười như không nhìn nhiếp ly, nếu người cái gì không chịu nói, Dương tỷ tỷ liền đem bình ngọc màu đen này giữ lại đi nghiên cứu, nguyên nhân vì không biết nó sử dụng mới muốn mua xuống A, khí tức nó thuần khiết như vậy, khổng định không phải vật phàm. Sư phó của ta nói không chừng biết cách sử dụng nói nhiếp ly lại đem chuyện này, giả dối chuyển qua cho sư phó, cười hì hì nói, dù sao tốn tiền như vậy, cũng là đáng. Nghe được nhiếp ly nói, Dương Hân nhốt thời trên mặt toát ra vài phần cung kính, nói, nếu là mua cho sư phó của ngươi thì thôi vậy. Sư phó nhiếp ly, rốt có khả năng là một vị luyện đan sư tông sư cấp, Dương Hân không dám lỗ mãng, trong nhẫn không gian này là có một ức hai ngàn vạn yêu linh tệ. Nhiếp ly cầm ra một cái nhẫn không gian nói. Dương Hân lại là lắc lắc đầu, đem nhẫn không gian này trả lại, cười quyến rũ nói, thứ này liền coi như là, hiệp hội luyện đan sư mua tặng cho sư phó lão nhân gia của ngươi bởi vì nhiếp ly sư phó cung cấp nhiều loại tài liệu điều chế đan dược, hiệp hội luyện đan sư buôn bán lời không biết bao nhiêu tiền, càng trọng yếu hơn là thực lực toàn bộ quang huy chi thành đều cùng tăng cường không ít, hiệp hội luyện đan sư đang lo không có biện pháp định bợ sư phó nhiếp ly, đây chính là một cơ hội để tặng lễ, bọn họ như thế nào lại bỏ qua, nhiếp ly sư phó vừa cao hứng, tùy tiện cung cấp thêm một hai lần điều chế đan dược, ý nghĩa sẽ phi thường trọng đại nhấp ly trầm mộc một lát thản nhiên tiếp nhận mộng yểm yêu hồ mỉm cười nói vậy thì cảm ơn dương tỷ tỷ, ta sẽ chuyển lời đến sư phó cảm ơn tiểu đệ đệ dương hân mỉm cười nói lập tức dường như nghĩ tới cái gì hỏi người kêu ta phái người theo dõi nhân kia đọ giá là phát hiện điều gì sao thực ra nếu nhấp ly không nói nàng cũng sẽ làm như vậy nếu như nàng biết người kia là hồng nguyệt gia tộc nhờ và hồng nguyệt gia tộc sẽ chết rất thảm ta hoài nghi khả năng là người của hắc ám công hội Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói, bất quá cái này cũng chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi. Mặc kệ là ai, cư nhiên a à cái giá kinh người như vậy để tranh đoạt Mộng Yểm Yêu Hồ, chẳng lẽ trừ chính mình ra, còn có người biết tác dụng Mộng Yểm Yêu Hồ? Người của Hắc Ám công hội. Dương Hân đôi mắt hơi hơi nheo lại, nếu như ta biết hắn là người của Hắc Ám công hội, vậy hắn cũng đừng nghĩ đi ra khỏi Quang Huy Chi thành. Ta đã phái một Hắc Kim yêu linh sư theo dõi hắn. Dương tỷ tỷ tốt nhất không nên đả thảo kinh xà, dù cho muốn bắt hay muốn biến hắn trở thành tù binh. Nhiếp Ly nói, nói không chừng tìm hiểu có thể tìm thêm được chứng cứ nói lên thần thánh, thế ra âm thầm cấu kết với Hắc Ám công hội. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 71 ta minh bạch. Dương Hân gật gật đầu, mỉm cười nói, ta đi về trước. Nhiếp Ly nói, cùng Dương Hân cáo biệt lặng yên từ tiểu môn rời đi giá mộng yểm yêu hồ kia đạt tới một ức hai ngàn vạn, một thứ như vậy tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người đỏ mắt. Thực lực nhiếp ly trước mắt, nếu là bị người khác theo dõi, nhất định không có năng lực giữ được bảo vật như vậy. May mà, không ai biết mộng yểm yêu hồ lại đang trong tay nhiếp ly. Tất cả mọi người cho rằng mộng yểm yêu hồ đang dược Dương Hân cất giữ. Người bình thường là không dám làm cho Dương Hân chú ý. Trung quy địa vị Dương Hân, tại quang huy chi thành hết sức là quan trọng. Nhiếp ly lặng yên rời đi, cùng nhiếp hải, nhiếp ân hai người cưỡi xe ngựa về tới thiên ngân thế gia về cuộc đấu giá mộng yểm yêu hồ và các sự việc khác, tuyệt đối không thể nói cho bất kỳ ai biết. Nhiếp Ly nhìn hai người Nhiếp Hải, Nhiếp Ân, trầm giọng nói, đó là hiển nhiên. Nhiếp Hải, Nhiếp Ân vội vàng gật đầu nói, bọn họ cũng minh bạch chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, nếu là bị người khác biết cái bình ngọc thần bí kia trong tay Nhiếp Ly, không chừng sẽ đưa tới một ít phiền toái ngay cả Thiên Ngân, thế gia đều không thể xử lý. Nay lợi ích của Nhiếp Ly chính là lợi ích của Thiên Ngân thế gia. Chúng ta hiện tại liền về gia tộc sao? Nhiếp Hải dò hỏi không nhiếp ly lắc lắc đầu nói ta muốn đi toàn linh thương hội mua yêu linh mua yêu linh người đã đến bạch ngân cấp nhiếp ân đột nhiên nhớ tới cái gì do hỏi nhiếp ly chầm mặc một lát gật gật đầu lúc này tựa hồ cũng không cần giấu giếm hai người nhiếp hải nhiếp ân được nhiếp ly xác nhận nhiếp hải nhiếp ân đều khiếp sợ nhìn nhiếp ly ngược lại hít một ngụm khí lạnh bọn họ đều nhớ rõ mấy tháng trước nhiếp ly chỉ vừa đạt tới thanh đồng một sao mà thôi nhanh như vậy đạt tới bạch ngân cấp 13 tuổi Bạch Ngân yêu linh sư, lão thiên ơi, nhất định là tuyệt thế thiên tài, toàn bộ lịch sử quang huy chi thành, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Yêu linh thứ nhất, nhất định phải chọn cho thật tốt. Người muốn lựa chọn yêu linh loại gì, chúng ta sẽ nói để người có thể tham khảo. Nhiếp Hải trịnh trọng nói, toàn linh thương hội bán yêu linh, xác thật tốt nhất ở phía Bắc Quang Huy Chi Thành, đi đó hẳn là có thể mua được đúng loại yêu linh mình cần, Bọn họ không biết, nhiếp ly đã dung hợp ảnh yêu linh, lần này hắn muốn đi, cũng không phải là mua một loại phổ thông yêu linh đơn giản, nhiếp hải có thể nói gì để hắn có thể tham khảo. Ta tự có chủ ý cho mình, nhiếp ly lắc lắc đầu nói. Nhiếp hải, nhiếp ân nhìn nhau, tất cả đều cười khổ không ngừng, bọn họ hoàn toàn quên, trước mắt này là thiếu niên 13 tuổi, căn bản không phải người thường, nhất định là một tên yêu nghiệt, bọn họ không thể thao túng bất cứ quyết định nào của nhiếp ly, Xe ngựa vùn vụt, chạy nhanh đi, nhiếp ly khiến nhiếp hải tự mình xác định phía sau không có người theo dõi, lúc này mới yên tâm, nhiếp ly vẫn có chút lo lắng sẽ có người đang theo dõi hắn, mặc kệ là thần thánh thế gia hay là hắc ám công hội, cả hai thế lực đều quá mức khổng lồ. Tạm thời hắc ám công hội và thần thánh thế gia hẳn sẽ không chú ý tới hắn. Mấy siêu cấp thế lực này có thể để ý một thiếu niên 13 tuổi sao? Phòng chừng đến khi hắc ám công hội và thần thánh thế gia bắt đầu chú ý tới hắn, nhiếp ly đã trưởng thành đến mức ngay cả bọn hắn đều không thể ứng phó toàn linh thương hội phòng khách quý sau khi đám người nhiếp ly từ hồng nguyệt đấu giá sở đi ra toàn linh thương hội đã biết đây là nhà giàu mới nổi lập tức đem đám người nhiếp ly nghênh đón đưa vào phòng khách quý tiếp đãi ba người nhiếp ly là một lão giả dâu tóc bạc trắng là thương hội đại trưởng quỹ của toàn linh thương hội tên gọi thiệu minh phong làm trưởng môn nhân của toàn linh thương hội, tin tức Thiệu Minh Phong rất là mau lẹ, thiên ngân thế gia tại Hồng Nguyệt đấu giá phòng ra tay hào phóng, tin tức này rất nhanh liền đã truyền đến lỗ tay hắn, cho nên thiên ngân thế gia đã bị liệt vào khách quý đặc biệt nhất. Ba vị thình uống trà, Thiệu Minh Phong cười tủm tỉm nói, cảm ơn Thiệu trưởng quầy. Nhấp hải mỉm cười nói, ta tới là muốn vì cháu trai của ta mua một yêu linh. Toàn mộc thương hội chúng ta toàn tâm toàn ý phục vụ mỗi một vị khách hàng, thiệu minh phong mỉm cười nói ánh mắt đánh giá một chút nhấp ly không biết nhấp hải ra chủ chuẩn bị mua loại loại yêu linh nào nơi này chúng ta có các loại yêu linh cái gì cần đều có thiệu minh phong cầm ra một tập mặt trên vẽ các loại yêu linh chừng mấy trăm chủng loại mặc kệ là chủng loại thuộc tính đều được phi ghi rất rõ ràng cũng ghi rõ ra một cái giá Toàn Linh Thương Hội là nơi giao dịch yêu linh lớn nhất Quang Huy Chi Thành Bắc, mỗi ngày đều sẽ từ các mạo hiểm giả mua vào đại lượng yêu linh, sau đó buôn bán qua tay, trong đó không thiếu một ít yêu linh quý trọng, đẳng cấp càng cao, càng hiếm thì giá càng cao, chỉ cần mấy trăm mấy ngàn yêu linh tệ, liền có thể mua được một loại yêu linh cần thiết, trải qua giám định giá sau, khả năng sẽ cao tới mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn yêu linh tệ. Không biết thiên ngân thế gia sẽ mua loại cấp bậc yêu linh nào, thiệu minh phong âm thầm nghĩ, phải xem nhiếp hải coi trọng nhiếp ly cỡ nào nhiếp hải nhìn thoáng qua nhiếp ly nhiếp ly không có xem bản tập về yêu linh nhìn thiệu minh phong hỏi thiệu trưởng quầy ta tại nơi này mua loại yêu linh nào ngài sẽ giữ bí mật hay không thiệu minh phong có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua nhiếp ly gật đầu nói đương nhiên chúng ta sẽ vì từng khách hàng mà bảo mật tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin hảo nhiếp ly hơi hơi gật đầu nói đem cái tập kia lại đây chỉ vào trong đó nói mộng yểm yêu linh nơi này có bao nhiêu Nghe Nhiếp Ly nói, Thiệu Minh Phong hơi hơi sừng sốt, nhìn thoáng qua Nhiếp Hải, Nhiếp Ly chỉ là một tiểu hài tử có thể tự mình quyết định sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhiếp Hải gật gật đầu, Thiệu Minh Phong nói, mộng yểm yêu linh là thưa thớt nhất cũng là yêu linh khó thuần phục nhất, đề nghị của tiểu thiếu gia về con yêu linh này, ngàn vạn không cần lựa chọn mộng yểm yêu linh, nơi này chúng ta có tồn kho khả năng chỉ tầm 50 con mộng yểm yêu linh. Ta muốn tất cả. Nhiếp Ly nói, hy vọng Thiệu trưởng quầy cho ta cái giá tốt nhất muốn muốn mua tất cả thiệu minh phong hấp một ngụm khí lạnh khiếp sợ nhìn nhiếp ly nhiếp ly biết đó là bao nhiêu tiền không nhiếp ly mua nhiều yêu linh như vậy sao một người nhiều nhất cũng chỉ có thể dung hợp một con yêu linh mà thôi không sai muốn mua tất cả nhiếp ly chăm chú gật gật đầu nhiếp hải nhiếp ân cực độ khiếp sợ chừng nhiếp ly hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại yên tâm ta sẽ trả tiền nhiếp ly lạnh nhạt nói Thiệu Minh Phong nhìn về phía nhiếp hải, nhiếp hải cười khổ gật gật đầu nói, thỉnh thiệu trường quấy đem mộng yểm yêu linh sở hữu lấy lại đây đi, chúng ta muốn mua tất cả. Được, thiệu Minh Phong lộ ra thần tình kích động, mộng yểm yêu linh một hai tháng mới có thể bán đi một con mà thôi, nhiếp ly muốn mua toàn bộ mộng yểm yêu linh tồn kho, tuyệt đối đây là một đại khách hàng. Vội vàng cung kính nói, thấy chư vị một lần tính mua nhiều như vậy yêu linh, ta cam đoan cái giá tuyệt đối hữu nghị chúng ta tin tưởng thiệu trường quẩy trung quy về sau chúng ta còn muốn tới nơi này mua nhiều loại yêu linh nữa nhiếp ly bình tĩnh nói từ miệng nhiếp ly nói ra trong nháy mắt thiệu minh phong đem nhiếp ly trở thành một đại nhân vật thật không biết tiểu hài tử này được giáo dục như thế nào nhất định là một người hiểu biết về yêu linh a à. chư vị chờ ta lập tức đi lấy mộng yểm yêu linh thiệu minh phong vội vàng rời đi tiểu ly ngươi mua nhiều mộng yểm yêu linh như vậy làm gì Nhiếp Ân nghi hoặc hỏi, Nhiếp Ly rất có tiền, ở trên đấu giá hội dục tiền còn chưa nói, hiện tại đến nơi đây điên cuồng mua yêu linh, cho là không có nơi tiêu tiền đi, chung quy một người chỉ có thể dung hợp một yêu linh mà thôi. Ta tự có cân nhắc. Nhiếp Ly cười nhẹ nói. Chương 72 bạn đang nghe chuyện trên halazy com Rất nhanh, Hiệu Minh Phong cầm một đống lớn yêu linh chi thạch trở lại. Yêu linh bị bắt lấy được sau đó sẽ bị phong ấn vào trong yêu linh chi thạch để cất giữ. Từng hàng yêu linh chi thạch xếp ra hàng ngang trên mặt bàn rậm rạp đồ sộ, này chỉ là mộng yểm yêu linh bạch ngân cấp, giá là 6 vạn yêu linh tệ, này là mộng yểm yêu linh hoàng kim cấp, giá là 30 vạn yêu linh tệ. Thiệu Minh Phong chỉ vào mấy viên yêu linh chi thạch, nhìn nhiếp ly giải thích. Yêu linh ngoài việc để yêu linh sư dung hợp ra, còn có thể phong ấn vào bên trong chiến giáp, để chiến giáp đạt được lực lượng cường đại. Yêu linh bạch ngân cấp, giá đã là tương đối cao, động một cái là mấy vạn thậm chí vài chục vạn yêu linh tệ, người thường căn bản không mua nổi. Bất quá đối với nhiếp ly mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Ân, giá coi như cũng rất hữu nghị, ta muốn mua tất cả. Nhiếp ly gật gật đầu. Thiệu Minh Phong quay đầu nhìn nhìn hai người nhiếp hải, nhiếp ân, nhiếp hải, nhiếp ân nhìn nhau cười khổ. Thiệu Minh Phong vẫn đều muốn trưng cầu ý kiến hai người, nhưng lại hoàn toàn không biết hai người bọn họ không làm chủ được. Nhiếp ly từ trong không gian giới chỉ đeo ở tay phải lấy ra một sấp yêu tinh tạp, đặt ở trên bàn nói, đây là tiền chi trả, thiệu trưởng quầy cứ đếm lại. Thấy nhiếp ly tự mình trả tiền, nhìn như ngọn núi nhỏ yêu tinh tạp, Thiệu Minh Phong thâm thâm rung động, thiên ngân thế gia này cũng quá sức tưởng tượng, cho một tiểu hài tự ẩn giấu trên người nhiều tiền như vậy. Bất quá Thiệu Minh Phong không có nhiều ý tưởng xấu, hắn là một thương gia đứng đắn. Nếu Nhiếp Ly có thể trả tiền, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhiếp Ly tay phải vừa động, đem 53 khối yêu linh chi thạch ném vào bên trong không gian giới chỉ. Còn mong thiên ngân thế gia về sau chiếu cố chúng ta nhiều nhiều một ít. Thiệu Minh Phong thu hồi núi yêu tinh tạp, tươi cười dáng về khiêm nhường. Từ lúc hắn mở ra thương hội mua bán yêu linh tới nay đây là lần đầu tiên bán ra, với số lượng lớn như thế. Thiệu trưởng quầy không phải khách khí, chúng ta hôm nay còn muốn mua tiếp, thiệu trưởng quầy sẽ không nhanh như vậy liền tiễn khách đi. Nhiếp ly thản nhiên nhìn lướt qua thiệu minh phong. Ây chế đâu dám đâu dám. Tiểu công tử còn muốn mua nữa ư? Thiệu Minh Phong hỏi, nhiếp ly thong dong chấn định, làm cho hắn nhàn nhạt áp lực, hắn trong lòng cười khổ không thôi, thật là một thiếu niên 13-14 tuổi sao, thật sự là rất yêu nghiệt đương nhiên mộng yểm yêu linh chỉ là một bộ phận mà thôi nhiếp ly bình tĩnh nói thiệu minh phong trong lòng khiếp sợ khó có thể hình dung nhiếp ly đến cùng muốn mua bao nhiêu yêu linh bất quá làm ăn mở tiệm hắn đương nhiên hy vọng bán đi yêu linh càng nhiều càng tốt ta còn cần kịch độc yêu linh phong tuyết yêu linh cùng cuồng chiến yêu linh thiệu trưởng quầy đem này mấy yêu linh này toàn bộ tồn kho đều mang lên đi lại là muốn toàn bộ tồn kho lão thiên ơi Bất quá rất nhanh, Thiệu Minh Phong liền vội vàng xun xoay đem mấy yêu linh, còn tồn kho tất cả đều đem ra tất cả. Mộng yểm yêu linh số lượng tương đối ít, các loại còn lại này vài loại yêu linh, số lượng liền nhiều hơn, có nhiều loại đạt mấy ngàn, ít nhất cũng có hơn một ngàn. Bất quá cái giá trả ra, sau mộng yểm yêu linh muốn cao hơn một ít. Tổng cộng 6.500 vạn yêu linh tệ. Thiệu Minh Phong thống kê một chút, chỉ là tính toán giá mấy loại yêu linh, liền biến hắn thành đầy đầu mồ hôi. 6.500 vạn yêu linh tệ, thiệu trưởng quầy kiểm tra một chút, Nhiếp Ly một lần cầm ra 6500 tấm yêu tinh tạp, tràn đầy một bàn. Thiệu Minh Phong rung động không thôi, từ khi mở thương hội tới nay đây là lần đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy, mấu chốt là ngần này tiền là từ trong nhẫn không gian một tiểu hài tử mà lấy ra, thật sự rất làm người ta rung động. Thiệu trưởng quầy, thời gian sau ta còn muốn mua một lần nữa. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Thiệu Minh Phong nói, tiểu thiếu gia chỉ cần có phân phó, ta thiệu minh phong tất nhiên toàn lực làm, đến thời điểm chỉ cần phái người gửi lời cho ta, ta đem tất cả yêu linh đều đưa đến thiên ngân thế gia. Thiệu minh phong cung kính nói, hắn đã không còn dám xem nhiếp ly như là một tiểu hải tử, đây chính là khách hàng lớn nhất của hắn, một lần giao dịch so với hắn vài năm giao dịch còn muốn cao hơn rất nhiều, hắn nhất định phải đem chiếu cố nhiếp ly tốt mới được, bằng không nếu một khách hàng như vậy chạy mất, khóc chết đi thôi. Tốt, gia chủ, đại trưởng lão, chúng ta trở về đi, nhiếp ly nhìn thoáng qua nhiếp hải nhiếp ân hai người nói tốt nhiếp hải cùng nhiếp ân gật gật đầu lúc đầu bọn họ là chuẩn bị mang nhiếp ly đến hồng nguyệt đấu giá sở để mua tặng nhiếp ly một vài món đồ cũng như cho nhiếp ly mở mang ánh mắt kết quả không nghĩ tới ngược lại là nhiếp ly mang theo bọn họ để họ được một lần trong đời thấy đến bây giờ trái tim bọn họ còn bùm bùm kêu loạn cũng không trách bọn họ Toàn bộ thiên ngân thế gia một năm thu nhập cũng mới trăm vạn yêu linh tệ mà thôi Má nhiếp ly một lần này đi ra ngoài Mua hồ tiêu hơn một ức Mua yêu linh lại tiêu hơn sáu ngàn vạn Không bị dọa vỡ tim Đã là rất tốt rồi sai Nhiếp ly mang theo nhiếp hải Nhiếp ân hai người hướng thiệu minh phong cáo từ Cùng nhau cưỡi xe ngựa trở về thiên ngân thế gia một lần này xuất hành mặc kệ là nhiếp ly vẫn là nhiếp hải nhiếp ân đều là thu hoạch rất dồi dào nhiếp hải nhiếp ân hai người vội vàng bận rộn triệu tập gia tộc thành viên bọn họ muốn phân phối các loại đan dược trên tay khiến tộc nhân có thể tăng lên thực lực nhiếp hải an bài cho cả nhà nhiếp ly chuyển vào một tòa trạch viện độc lập bên trong thiên ngân thế gia cùng chỗ ở gia chủ chỉ có một vài bước có thể nói là địa phương an toàn nhất tại thiên ngân thế gia đối với an bài này của nhiếp hải hắn rất là vừa lòng Nhiếp Ly ở nhà thả rất nhiều đan dược, yêu tinh tạp linh tinh, khiến gia nhân tùy thời lấy dùng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, chính mình thì ở trong phòng dốc lòng tu luyện. Đến thời điểm trạng vạng, hiệp hội luyện đan sư bên kia truyền đến tin tức, có một đám thích khách ý đồ uy hiếp Dương Hân, muốn cướp đoạt mộng yểm yêu hồ, bất quá bị hộ vệ Dương Hân kích sát. Nhiếp Ly lông mi hơi nhướn, bên trong Quang Huy Chi thành dám làm chuyện như vậy, lá gan cũng quá lớn, chẳng lẽ người muốn cướp đoạt mộng yểm yêu hồ cũng biết tác dụng mộng yểm yêu hồ, bằng không sẽ không mạo hiểm làm sự tình như vậy dám làm chuyện như vậy chỉ sợ ngoài hắc ám công hội ra thì không còn ai nữa mặc kệ là thần thánh thế gia hay là hắc ám công hội đều phải khẩn cấp giải quyết uy hiếp tuy rằng nhiếp ly thực lực tăng lên đã rất nhanh nhưng còn chỉ là bạch ngân cấp vẫn chưa đủ ảnh yêu linh yêu linh hình thái thích khách tại phương diện ám sát sát thật phi thường cường đại dưới tình huống bình thường ảnh yêu linh vẫn là không cần tùy ý thi triển kỹ thuật tốt vẫn có ưu thế bởi vì các loại năng lực của ảnh yêu linh khi không xuất hiện ra ngoài nhiều, thì có thể thu đến rất nhiều hiệu quả, thế nhưng nếu quang minh chính đại thi triển, để nhiều người biết và nghiên cứu, năng lực ảnh yêu linh liền sẽ bị ức chế. Cho nên nhiếp ly còn muốn dung hợp nhiều yêu linh, bởi vì thiên đạo thần quyết có thể dung hợp 7 con yêu linh, mỗi lần dung hợp một yêu linh, thực lực nhiếp ly cùng tốc độ tu luyện đều sẽ trên diện rộng tăng lên. Đương nhiên, nhiếp ly đối yêu linh là phi thường hiểu biết, trùng sinh trở về, nhiếp ly sẽ không dung hợp phổ thông rác rưởi yêu linh, sau khi có anh yêu linh, Nhiếp Ly cũng đã chuẩn bị đi một ít di tích tìm yêu linh mới đặc thù, nhưng sau khi có mộng yểm yêu hồ, Nhiếp Ly liền có ý tưởng mới, dùng mộng yểm yêu hồ luyện chế yêu linh. Chương 73 bạn đang nghe chuyện trên halazy.com. Nhiếp Ly lấy mộng yểm yêu hồ ra, mặt trên của miếng ngọc tối đen lóe ra sáng bóng, lộ ra từng đạo khí tức thần bí. Thứ này là một kiện thượng cổ chi bảo, không nghĩ tới lại xuất hiện ở trong đấu giá hội, vậy nên Nhiếp Ly mới thu về, nếu bỏ lỡ dịp may này khẳng định Nhiếp Ly sẽ hối hận chết mất nhiếp ly tay phải vuốt về mộng yểm yêu hồ, đem một dạo linh hồn lực xuyên vào bên trong. Đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía, cũng với nhiếp ly hình thành một tia liên hệ, tác dụng của mộng yểm yêu hồ, nhiếp ly cũng chỉ vỏn vẹn biết một tí da lông mà thôi, còn phải nghiên cứu nhiều hơn nữa. Một trong các tác dụng của mộng yểm yêu hồ mà nhiếp ly biết là nếu đem 10 cái yêu linh cũng thuộc tính bỏ vào trong, mộng yểm yêu hồ sẽ tiến hành luyện chế, xác suất có thể luyện chế ra một cái yêu linh cường đại, Tuy nhiên cũng có khả năng thất bại nhiếp ly mua nhiều yêu linh như vậy, là vì muốn luyện chế ra yêu linh cường đại. Yêu linh thích khách hệ đã có, hiện tại cần nhất là có thể đối mặt với yêu linh chiến hình sư. Nhiếp ly suy nghĩ một chút, hắn ước chừng mua hơn 2.000 cuồng chiến yêu linh, hơn 2.000 cuồng chiến yêu linh này, không biết có hay không luyện chế ra một cái cuồng chiến yêu linh cường đại. Mỗi một yêu linh, căn cứ vào sự cường độ linh hồn khác nhau mà chia làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, hắc kim, truyền kỳ, đây là tiêu chuẩn của quang huy chi thành, người thường cũng không biết khi các yêu linh lớn lên sẽ thay đổi năng lực, theo đó, một ít yêu linh cấp thấp, nếu thuộc tính cường đại đem bồi dưỡng về sau có thể tới truyền kỳ, yêu linh cũng không phải không có khả năng. Đồng thời, một vài yêu linh đặc thù khi trưởng thành, so với yêu linh phổ thông cường đại hơn nhiều lần, tỉ như ảnh yêu linh của Nhếp Ly, Nhiếp Ly đem yêu linh thuộc tính chia làm 5 đẳng cấp, bao gồm thấp kém, phổ thông, hoàn hảo, ưu tú, siêu việt, thần cấp. Ảnh yêu yêu linh không thể nghi ngờ là yêu linh loại thần cấp thuộc tính, ảnh yêu linh thực lực tăng lên là không có giới hạn. Người bình thường căn bản không biết phân biệt thuộc tính các yêu linh như thế nào, duy chỉ có Nhiếp Ly biết, giống như con người kiểm tra linh hồn vậy, thuộc tính yêu linh cũng có thể dùng linh hồn thủy tinh để kiểm tra, chỉ là phương pháp phân biệt có chút khác nhau mà thôi khi dung hợp yêu linh thứ hai, ảnh hưởng sẽ phi thường sâu xa, nhiếp ly đương nhiên phải cẩn thận lựa chọn mới được, dù không thể là yêu linh thuộc tính thần cấp, nhưng ít nhất cũng siêu việt hơn bình thường, bằng không ngô mộng yểm yêu hổ giá cao đến vậy để làm gì. Nhiếp ly lấy ra 10 khối yêu linh chi thạch, dùng linh hồn thủy tinh thí nghiệm đẳng cấp của 10 con yêu linh này, một chút linh hồn vân đoàn tán loạn, yêu linh cấp thấp kém, linh hồn vân đoàn tán loạn, yêu linh cấp thấp kém. Linh hồn vân đoàn không trọn vẹn, yêu linh cấp phổ thông, Nhiếp Ly rất nhanh hoàn thành thí nghiệm với 10 con yêu linh này, 7 cấp thấp kém, 3 cấp phổ thông, Nhiếp Ly không khỏi có chút thất vọng. Quả nhiên từ phổ thông yêu linh chọn lựa một yêu linh có thuộc tính tương cao vẫn là tương đối khó khăn. Nhiếp Ly có chút buồn bực thầm nghĩ, nếu muốn ra một tính yêu thuộc linh thần cấp giống như ánh yêu linh, độ khó quá lớn, bằng không lúc trước Nhiếp Ly đã không mạo hiểm mà tiến vào di tích cổ lan thành. Bất quá những yêu linh rác rưởi mà Nhiếp Ly nói đến, nếu bị người thường có được, nhất định sẽ tôn sùng là trí bảo, Nhiếp Ly đem 10 con yêu linh bỏ vào bên trong Mộng Yểm Yêu Hồ, dùng linh hồn thúc dục Mộng Yểm Yêu Hồ. Chỉ thấy trong nháy mắt, Mộng Yểm Yêu Hồ không ngừng lóng lánh, phát ra đạo dị thải lóa mắt, bên trong chảy xuôi từng đạo vầng sáng, Nhiếp Ly có thể nhìn thấy 10 đạo quang ảnh không ngừng xoay tròn, chậm rãi dung hợp cùng nhau, cuối cùng hình thành một đoàn linh hồn nồng đậm. Đại khái 10 phút sau, quang mang của Mộng Yểm Yêu Hồ chậm rãi bình ổn, một con yêu linh giống tinh linh đang không ngừng du động bên trong Mộng Yểm Yêu Hồ, Nhiếp ly đem con yêu linh kia bắt lấy, lệnh cho nó bám lên trên một khối yêu linh chi thạch phổ thông, sau đó xem xét thuộc tính yêu linh của nó. Có vẻ là linh hồn vân đoàn hoàn chỉnh, đã là cấp bậc hoàn hảo. Mộng yểm yêu hồ quả nhiên không giống bình thường. Bất qua hoàn hảo cấp bậc yêu linh, còn xa xa mới đủ nhiếp ly lắc lắc đầu, lấy ánh mắt của hắn tuyệt đối không để ý tới yêu linh cấp bậc hoàn hảo. Nhiếp Ly đem yêu linh cấp bậc hoàn hảo này đặt ở một bên, sau đó lại cầm 10 khối yêu linh chi thạch, bắt đầu kiểm tra 10 yêu linh cuồng chiến, là một yêu linh bỏ tót, là cấp bậc hoàn hảo. Nhiếp Ly lần lượt dung hợp, luyện chế thành công, luyện chế thành công, luyện chế thất bại. Xác suất luyện chế thất bại cơ hồ rất nhỏ, mấy chục lần mới có xuất hiện một lần thất bại, bất quá luyện chế hơn 60 lần, tốt nhất vẫn chỉ có một yêu linh cuồng chiến cấp bậc ưu tú, còn lại đều là yêu linh cuồng chiến cấp bậc hoàn hảo. Không được a. À. Nhiếp ly lắc lắc đầu, tăng lên mấy phần phẩm cấp yêu linh, độ khó tương đối lớn, bất quá còn nhiều yêu linh như vậy, nhiếp ly sẽ không buông tha luyện chế, hơn 2.000 viên yêu linh, không cần luyện chế là yêu linh cuồng chiến cấp bậc ưu tú, tổng cộng chọn ra hơn 60 cái, cấp bậc hoàn hảo tổng cộng có hơn 200 cái, những yêu linh bản thân thuộc tính bình thường tương đối cao. Qua hai ngày thời gian, nhiếp ly không ngừng luyện chế, một lần lại một lần, đem từng thấp kém, phổ thông yêu linh dung hơn thành tốt, lại dùng hoàn hảo yêu linh dung hợn thành cấp bậc ưu tú, cuối cũng còn lại hơn 90 viên cấp bậc ưu tú, sau đó dùng mấy yêu linh cuồng chiến cấp bậc ưu tú dung hợp thành cấp bậc siêu Việt. Càng lên cao, xác suất dung hợp thất bại lại càng lớn, cuối cùng thành công chỉ có dung hợp được 5 đầu yêu linh cấp bậc siêu Việt nhìn năm đầu yêu linh cấp bậc siêu việt, nhiếp ly không cam lòng, mười siêu việt yêu linh cấp bậc mới có cơ hội một lần dung hợp yêu linh thần cấp thuộc tính, hơn nữa xác suất thất bại phi thường lớn. Tại thời điểm dung hợp yêu linh cấp bậc siêu việt, thành công chỉ có một nửa, nếu dung hợp thần cấp yêu linh, xác suất thành công không quá một phần năm hiệp hội luyện đan sư, cứ cách một đoạn thời gian lại mang tiền lời đến, mười ức yêu linh tệ, sau đó, nhiếp ly đi gặp nhiếp hải, nhiếp ân, nhờ nhiếp hải, nhiếp ân giúp hắn thu mua số lượng lớn yêu linh quần chiến, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, mỗi lần thu mua như vậy, liền cho bọn họ một ít thù lao. Nhiếp ly cho thù lao tương đối nhiều, bọn họ đương nhiên tận tâm tận lực, rất nhanh, nhiếp hải, nhiếp ân liền chạy đến các thương hội giúp nhiếp ly thu mua yêu linh quần chiến. Mất vài ức yêu linh tệ, nhiếp ly mua được chừng mấy vạn đầu cuồng yêu linh chiến, sau đó lại điên cuồng sử dụng mộng yểm yêu hồ, theo số lần dung hợp ngày càng nhiều, Nhiếp Ly phát hiện Mộng Yểm yêu hồ cũng sinh ra một ít biến hóa rõ ràng, nguyên bản hỗn độn yêu hồ trở nên trong suốt lên, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh yêu linh dung hợp bên trong Mộng Yểm yêu, hồ Nhiếp Ly trong lòng dùng mình, hắn cảm giác được Mộng Yểm yêu hồ có trong thời điểm yêu linh dung hợp, mà hấp thu một phần lực lượng thời gian trôi qua Mộng Yểm yêu, hồ cũng sẽ trở nên cường đại hơn. Chương 74 bạn đang nghe truyện trên halazy com Ước chừng đã trôi qua 5 ngày, Nhiếp Ly vẫn đều dốc hết sức dung hợp yêu linh, Rốt cuộc dung hợp ra hơn 60 yêu linh tuyệt cấp. Hơn 60 cuồng chiến yêu linh tuyệt cấp, tổng cộng có thể dung hợp được 6 lần cuồng chiến yêu linh thần cấp, không biết liệu có thể thành công được lấy một lần không đây. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ và rồi tiếp tục luyện chế. Để vào 10 tuyệt cấp yêu linh trưởng thành, Nhiếp Ly thúc dục mộng yểm yêu hồ, bắt đầu dung hợp quang mang lóe lên vô cùng huyễn lệ và trói mắt, nhiếp ly nhìn bên trong thấy yêu hồ lóe ra bảy đạo quang mang, với bảy màu sắc khác nhau, mỗi một loại yêu linh, màu sắc đều có chút không quá giống nhau, hỗn hợp quang mang dần dần tụ lại một điểm. Không biết lần dung hợp đầu tiên thành công sẽ sinh ra cuồng chiến yêu linh gì đây? Nhiếp ly chờ mong nghĩ, đồng thời mắt nhìn chằm chằm vào mộng yểm yêu hồ. Thời gian trôi qua, đột nhiên, bên trong mộng yểm yêu hồ đoàn yêu linh kia đột nhiên oành một tiếng, rồi từ từ tiêu tán đi, Thất bại nhiếp Ly há miệng thở dốc, đau đớn không thôi, chỉ với một lần thất bại, như vậy đã tương đương với mấy ngàn vạn yêu linh tệ nháy mắt hóa thành hư vô, người bình thường như vậy thật là muốn khuynh ra bại sản a. À, tuy rằng nhiếp Ly rất có tiền, thế nhưng cơ hội thành công cũng không nhiều. Cơ hội chỉ có 6 lần, lần đầu tiên liền thất bại, thật sự là rất buồn bực a. À, nhiếp Ly hít sâu một hơi, tiếp tục để vào 10 tuyệt cấp yêu linh trưởng thành, lại thúc dục mộng yểm yêu hồ tiến hành dung hợp. Qua 10 phút sau, mộng yểm yêu hồ bên trong ngoảnh một tiếng, lại tiêu tán lại thất bại nhiếp ly tức muốn hộc máu, trong chớp mắt này lại là mấy ngàn vạn yêu linh tệ không cánh mà bay. Chẳng lẽ dung hợp yêu linh thần cấp thật sự khó như vậy sao? Nhiếp Ly mặc dù có chút buồn bực, nhưng quyết không từ bỏ, tổn thất một chút tiền cũng không có là gì, dù sao hiện tại thứ mà hắn có nhiều nhất chính là tiền. Nhiếp Ly lại lấy 10 tuyệt cấp yêu linh tiến hành dung hợp lần thứ 3 mười con yêu linh tại đáy mộng yểm yêu hồ không ngừng biến hóa ảo diệu rồi từ từ chậm rãi mà dung hợp từng đạo huyễn lệ trói mắt sáng rọi không ngừng lóe ra hết đợt này đến đợt khác linh hồn lực kịch liệt giao động từ bên trong mộng yểm yêu hồ từng đạo từng đạo khuếch tán ra bên ngoài cảm giác được này dòng khi tức linh hồn lực màu bạc này nhiếp ly toàn thân các lỗ chân lông đều đồng loạt mở ra linh hồn hải không ngừng hút những linh hồn lực phân tán từ mộng yểm yêu hồ vào toàn thân càng lúc càng ấm áp Mười tuyệt cấp yêu linh không ngừng dung hợp, biến hóa ảo diệu, cuối cùng hình thành ra một yêu linh mới. Thành công. Nhìn thấy con yêu linh lẳng lặng nằm bên trong Mộng Yểm yêu hồ, Nhiếp Ly hưng phấn không thôi, đem con yêu linh này dung nhập vào một khối yêu linh chi thạch bên đã bày sẵn trên bàn, cẩn thận xem xét một chút. Yêu linh thuộc tính thần cấp. Dùng linh hồn thủy tinh để xem xét thiên phú của con yêu linh này ra sao, Nhiếp Ly không khỏi mừng như điên, sau hai lần liên tục thất bại, rốt cuộc cũng dung hợp ra một con thần cấp yêu linh. Con yêu linh này là một con minh hổ yêu thú, thuộc hệ cuồng chiến, lực lượng vô cùng mạnh. Cơ bản nó sở hữu những đặc tính không khác biệt minh hổ bình thường là bao, chỉ khác minh hổ bình thường là toàn thân nó đều phủ một tia ám sắc kim trúc sáng bóng, đỉnh đầu mọc một đôi sừng vô cùng sắc nhọn, đồng thời trên lưng cũng mọc rất nhiều gai. Đây thực sự là một con minh hổ sao? Nhiếp Ly không khỏi âm thầm kinh hãi, bởi con yêu linh này được dung hợp từ các con yêu linh có thuộc tính khác nhau mà tạo thành, cho nên nó đặc tính của nó cũng khác với các yêu linh thông thường, so với các yêu linh thông thường thì cường đại hơn rất nhiều. Bình thường Minh hổ cuồng chiến yêu linh đã là tương đối cường đại, không biết phiên biến hóa này còn có năng lực đặc thù gì đây. Nghĩ vậy, Nhiếp Ly liền đem Minh hổ yêu linh này trước thu vào trong tinh thạch, sau đó tiếp tục dung hợp yêu linh, kế tiếp còn có 3 lần dung hợp hợp nữa trong ba lần dung hợp kế tiếp, vận khí của nhiếp ly phải nói là vô cùng tốt, ba lần dung hợp thì thành công những hai lần, trong đó một con toàn thân phủ đầy lân giáp, lưng sinh hai cánh xích huyết ma báo, còn có một con, cư nhiên là một con hổ nhà gấu trúc. Nhìn thấy con yêu linh thứ ba cư nhiên là một con hổ nhà gấu trúc, nhiếp ly mắt choáng váng, con hổ nhà gấu trúc này béo phị, trên người da lông đen trắng giao nhau, có dáng điệu thơ ngây khả ái, thoạt nhìn không thấy có bất cứ tính công kích gì, nó thật sự thuộc về yêu linh hệ cuồng trên sao thật sự là có rất nhiều điểm không rõ nên nhiếp ly liền thử nghiệm thuộc tính của con yêu linh này một chút xác thật là thần cấp không có sai hổ nhà gấu trúc phi thường là đê đẳng yêu thú cơ hồ không có bất cứ tính công kích gì cuối cùng hình thành số lương vô cùng ít ỏi không có mấy không biết là ai cư nhiên săn bắt một con hổ nhà gấu trúc yêu linh hơn nữa làm người ta ngạc nhiên là mộng yếm yêu hồ tại thời điểm dung hợp yêu linh thường thường là yêu linh cường đại thâu tóm vài tiểu yêu linh kia cuối cùng mới hình thành một con yêu linh mạnh mẽ nhất như minh hổ xích huyết ma báo đều là những yêu linh vô cùng cường đại con hổ nha gấu trúc này là như thế nào thâu tóm nhiều thuộc tính yêu linh khác đến vậy sau đó còn sống nữa thật sự là hiếm lạ Nhiếp Ly không khỏi cảm thán, hắn cẩn thận đánh giá một chút con hổ nha gấu trúc này, mặc kệ là minh hổ hãy là xích huyết ma báo, yêu linh sau khi thôn vệ nhiều thuộc tính, ắt sau này này bản thể đều phát sinh một ít biến hóa đặc thù, giả dụ như minh hổ mọc sừng cùng gai lưng, xích huyết ma báo xuất hiện vài cùng hai cánh, nhưng con hổ nha gấu trúc này hầu như không thay đổi gì, cùng hổ nha gấu trúc bình thường giống nhau như đúc, Chờ mặc một lát, nhiếp linh nghĩ đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, mộng yểm yêu hồ tại thời điểm luyện chế yêu linh, dung hợp yêu linh càng về sau càng tiến hóa, mặc kệ là minh hồ hay là xích huyết ma báo đều cũng đều là như thế, nhưng con hổ nha gấu trúc này lại hoàn toàn không có bất cứ thay đổi gì, kia chẳng phải là nói, con hổ nha gấu trúc này rất có khả năng đã là hình thái cường đại nhất. Tuyệt đại bộ phận đặc tính của yêu linh, nhiếp ly đều biết rất rõ ràng nhưng đối với loại hổ nha gấu trúc này lại là có điểm không rõ ràng bởi vì loại hổ nha gấu trúc này là yêu thú quá yếu cơ hồ sẽ không ai lựa chọn yêu linh dung hợp là một con hổ nha gấu trúc có lẽ hổ nha gấu trúc cũng không phải đơn giản như vậy nhiếp ly trầm mặc một lát nghĩ cẩn thận cảm thụ con hổ nha gấu trúc yêu linh này hắn cảm giác được hổ nha gấu trúc này trên người có hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng hai loại lực lượng này hoàn toàn bất đồng nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau hình thành thế cân bằng vô cùng kỳ diệu âm dương cân bằng, trong giới tự nhiên đây đúng là hình thái hoàn mỹ nhất. Trong mắt hổ nhà gấu trúc, quang mang thâm thúy, tựa hồ còn lưu lại một tia ý thức. Cùng yêu linh bình thường là hoàn toàn khác biệt, thường yêu linh sau khi chết chết, liền không còn ý thức. Thật sự là kỳ quái. Bất quá ta quyết định, ta muốn dùng hợp ngươi làm yêu linh thứ hai. Nhiếp ly mỉm cười, đem xích huyết ma báo, minh hổ hai con yêu linh thu lại. Quân chiến yêu linh chỉ cần dung hợp một con là đủ, dung hợp nhiều quá thành ra lãng phí, đỗ trạch cùng lục phiêu hai tên tiểu tử kia cũng thích hợp để dung hợp cuồng chiến yêu linh hai con thần cấn yêu linh này liền đưa cho bọn họ đi nhiếp ly thầm nghĩ về phần đám người diệp tử vân cùng tiêu ngưng nhi nhiếp ly đã chuẩn bị cho bọn họ một loại yêu linh khác như diệp tử vân thích hợp với yêu linh hệ phong tuyết tiêu ngưng nhi thích hợp với yêu linh hệ phong lôi yêu linh hệ phong tuyết cùng phong lôi so với cuồng chiến hệ yêu linh thì có chút khó kiếm hơn bất quá nhiếp ly hiện tại tiền bạc không thiếu Tiền đơn giản cũng chỉ là giấy, à lộn tiền đơn giản cũng chỉ là kim loại, ta đây vứt đi còn không hết nhưng tính về độ đẹp trai thì có phần thua xa anh hoàng. Ngồi xếp bằng một chỗ, Nhiếp Ly bắt đầu dung hợp con hổ nha gấu trúc yêu linh này, đem con yêu linh này chậm rãi dung hợp vào bên trong linh hồn hải. Chương 75 bạn đang nghe chuyện trên halazy.com. Con hổ nha gấu trúc này tiến vào linh hồn hải của Nhiếp Ly, chiếm cứ một khu vực cùng ảnh yêu linh, duy trì khoảng cách nhất định. Anh yêu linh tự hồ đối hổ nha gấu trúc yêu linh có chút kiêng kỵ, không dám nhúc nhích, mà hổ nha gấu trúc tự hồ cũng cảm giác được khí tức của anh yêu linh, không dám tới gần. Song phương để phòng lẫn nhau. Hổ nha gấu trúc cùng linh hồn hải nhiếp ly từ từ chậm rãi dung hợp, giữa hai người giới hạn dần dần được thu hẹp, trong đầu nhiếp ly thỉnh thoảng lại lóe qua một thân ảnh béo phị, thân ảnh này dáng điệu thơ ngây khả cúc, tay đu cành trúc trúc không ngừng cắn xé, nương theo một cây đại thụ chậm rãi bò hướng lên trên, cuối cùng phù phù một chút rơi xuống dưới, đây là hình ảnh hổ nha gấu trúc khi còn sống, truyền vào trong đầu Nhiếp Ly, Nhiếp Ly không khỏi cười nhẹ, tiểu gia hỏa này rất là khả ái. Đại khái 2 giờ sau, Nhiếp Ly cùng hổ nha gấu trúc dung hợp hoàn thành, sau khi dung hợp hổ nha gấu trúc yêu linh, hai con yêu linh cùng nhau chống đỡ linh hồn hải của Nhiếp Ly, khiến linh hồn hải Nhiếp Ly điên cuồng khoét trương, mở rộng gấp 2 lần hơn, linh hồn lực cũng sụp sôi mãnh liệt lên bên trong linh hồn hài của nhiếp ly linh hồn lực hóa thành hai đạo hai đạo linh hồn lực càng không ngừng lưu động hỗ trợ lẫn nhau một cỗ bàng bạc lực lượng mãnh liệt phóng ra oanh nhiếp ly cảm giác được linh hồn lực của hắn đột nhiên tăng cường dùng linh hồn thủy tinh kiểm nghiệm một chút nhiếp ly phát hiện linh hồn lực của mình đã đã tăng lên đến hai ngàn đạt tới cảnh giới bạch ngân hai sao dung hợp một con hổ nhà gấu trúc khiến thực lực nhiếp ly trực tiếp tăng lên một tầng hết thảy đều tại bên trong nhiếp ly, hắn chú ý cũng không phải tu vi tăng lên, mà là thiên phú năng lực của con hổ nha gấu trúc này. Cảm thụ được một ít đặc tính hổ nha gấu trúc, nhiếp ly ánh mắt sáng lên, thả người nhảy vút lên thẳng đến phía sau núi. Phía sau núi bên trong một mảnh sơn lâm, nơi này yên tĩnh không người, bình thường không có người nào đến, nhiếp ly chuẩn bị thi triển một chút chiến kỹ thuộc về hổ nha gấu trúc ở trong này. Giống, Nhiếp Ly gầm lên một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng, cùng hồ nha gấu trúc yêu linh dung hợp, cơ nhục bạo khởi, trên người phủ đầy đen trắng lông tóc, tứ chi trở nên vô cùng trắng kiện, trên năm ngón tay cũng mọc ra lợi chảo bén nhọn. Lôi đình trọng kích, cả người đều tràn ngập lực lượng không thể phát tiết, Nhiếp Ly một trường hướng một cây đại thụ đánh tới. Oanh! Một cây đại thụ mà một người mới có thể hai tay ôm được, theo tiếng là tiếng đứt gãy, ầm ầm ngã xuống, oanh một tiếng bụi đất đầy trời. Sức mạnh thật khủng khiếp, Nhiếp ly lông mi nhíu nhíu, thực lực hổ nha gấu trúc này, có điểm vượt qua sức tưởng tượng chính mình, lại thêm nhiếp ly có sự lý giải trong chiến đấu, đừng nói bạch ngân cấp, dù là hoàng kim cấp, nhiếp ly cũng dám đánh một. Trừ trưởng kích, không biết còn có cái chiến kỹ gì khác. Nhiếp Ly cuồng bạo gầm lên một tiếng, thúc giục lực lượng trên người hổ nha gấu trúc, oanh một tiếng, chung quanh hổ nha gấu trúc hình thành một khí tràng cường đại, đại khái phương viên tầm 5 mét, Nhiếp Ly có thể khống chế sức nặng trong vòng 5 mét. Trọng lực khí tràng, thật tốt chiến kỹ quý hiếm, Nhiếp Ly trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới hổ nha gấu trúc có thể thi triển một chiến kỹ đặc thù như vậy, trọng lực khí chàng là chiến kỹ trong chiến đấu khó có thể phòng bị, chọn yêu linh hổ nha gấu trúc này thật sự là một món hời lớn. Nhiếp Ly tiếp tục nghiên cứu chiến kỹ của hổ nha gấu trúc, bởi Nhiếp Ly đối với loại yêu linh như hổ nha, gấu trúc hoàn toàn không biết chút xíu gì, rất nhiều chiến kỹ cần khai phá, bất quá dung hợp hổ nha gấu trúc một lúc sau, trong đầu Nhiếp Ly sẽ chảy xuôi qua một tia ký ức của hổ nha gấu trúc cho nên tìm hiểu thêm chiến kỹ mới của hồ nhà gấu trúc độ khó nhỏ đi rất nhiều. Còn có cái chiến kỹ thứ ba, nhiếp ly như dã thú rít gào một tiếng, trương miệng phun ra một luồng hai màu một đen một trắng thành hai hình tròn quang cầu. Bị nhiếp ly phụt ra, hai viên cầu ở trên không trung vạch qua đạo đạo đường cong gấp khúc, đồng thời rơi trên một bãi đất trống. Oanh! Này hai hình tròn quang cầu nổ tung, một cỗ uy lực khủng bố hoành tảo, phương viên 10 mét toàn bộ bị phá nát, trên mặt đất lưu lại hai hố sâu, bên trong bùn đất kia đất cứng nham thạch đều bị nghiền nát, Lúc này ngay cả Nhiếp Ly cũng có chút há hốc mồm, quá tốt lực lượng quả thật cường hãn. Nguyên khí bạo. Nhiếp Ly tự hồ nghe nói qua một chiến kỹ như vậy, đem nguyên khí trong cơ thể phụt lên oanh kích trên người địch nhân tạo thành bạo tạc, bất quá phổ thông nguyên khí bạo đều là một tia, mái Nhiếp Ly thi triển nguyên khí bạo đồng thời phụt ra hai tia, tạm thời gọi nó quang ám nguyên khí đi. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, một đen một trắng hai quang cầu, thật kinh người. Nhiếp Ly cảm thụ một chút, quang ám nguyên khí không thể thi triển quá nhiều lần thi triển năm lần khí lực toàn thân đều sẽ bị hao hết. Trọng lực khí chẳng phối hợp quang ám nguyên khí bạo, tuyệt đối là chiêu số phi thường cường đại. Nhấp Ly cảm giác được, con hổ nha gấu trúc này còn có rất nhiều chiến kỹ vẫn chưa được khai phá, tin tưởng tương lai đi theo nhấp Ly thực lực hổ nha gấu trúc không ngừng mà tăng lên, còn có thể thi triển ra càng nhiều chiến kỹ mạnh hơn tuy rằng kiến thức rất nhiều loại yêu linh nhưng dùng hợp hổ nhà gấu trúc nhiếp ly rất là hưng phấn mặc kệ là anh yêu linh hay là hổ nhà gấu trúc đều là thần cấp trưởng thành tính bất cứ loại nào cũng đủ để khiến thế nhân này điên cuồng lên nhiếp ly đem hổ nhà gấu trúc một lần nữa thu hồi trong linh hồn hải hổ nhà gấu trúc trước mắt chỉ là một yêu linh thanh đồng cấp nhiếp ly không ngừng mà thúc giục linh hồn lực nuôi nấng một bên nuốt thối hồn đang tiến hành bổ sung lúc này trong linh hồn hải nhiếp ly hổ nhà gấu trúc càng không ngừng trương miệng cuồng nuốt mãnh liệt như vậy tu luyện giả đều dùng đại lượng linh hồn lực nuôi nấng yêu linh, tuy rằng thực lực yêu linh là một bộ phận tạo thành yêu linh sư, nhưng trung quy yêu linh là có thể đổi mới, nuôi nấng cho yêu linh tăng lên tu vị vẫn không bằng tăng lên thực lực bản thân, thực lực bản thân cường đại sau đó yêu linh sẽ càng cường đại hơn. Bất quá ý tưởng nhiếp ly không giống bình thường, mặc kệ là hổ nha gấu trúc hay là anh yêu linh, hắn đều là chuẩn bị bồi dưỡng tốt cho cả hai. Không ngừng thôn phệ linh hồn lực, cấp bậc hổ nha gấu trúc không ngừng kéo lên, oanh một tiếng, cuối cùng đột phá đạt tới bạch ngân cấp bậc đến bạch ngân cấp bậc tốc độ thôn phệ linh hồn lực của hồ nhà gấu trúc cũng chậm xuống cơ hồ ổn định thực lực yêu linh tăng lên cùng yêu linh sư là có quan hệ rất lớn yêu linh cùng yêu linh sư thực lực phải tương đương khi yêu linh trưởng thành gần bằng yêu linh sư thì sẽ chậm lại chỉ có số ít yêu linh có thể trưởng thành vượt qua chủ nhân hổ nha gấu trúc thuộc về yêu linh thần cấp trưởng thành tính tương lai thực lực vượt qua nhiếp ly là rất bình thường bất quá cũng cần nhiếp ly chậm rãi bồi dưỡng một không thể mà trở thành mạnh nhất trong khoảng thời gian ngắn như vậy nuôi nấng đến bạch ngân cấp đã là không dễ dàng gì tăng lên tới bạch ngân cấp nhiếp ly quát khẽ một tiếng lại lần nữa triệu hồi ra hổ hồ nha gấu trúc để hổ nha gấu trúc bám vào trên thân thể tu vi nhiếp ly đột nhiên bạo tăng so với trước đó còn cường đại hơn tuy rằng còn mới là bạch ngân cấp nhưng yêu linh sư hoàng kim cấp hẳn không là đối thủ của ta Nhiếp Ly mỉm cười, thực lực yêu linh thần cấp trưởng thành tính, nay căn bản người thường không có thể tưởng tượng được. Chương 76 bạn đang nghe chuyện trên haleyzy com Thời điểm Nhiếp Ly đang tập trung tu luyện, chuẩn bị tiếp tục đào sâu nghiên cứu chiến kỹ hổ nhà gấu trúc, xa xa bên trong tùng lâm, hai thân ảnh bay vút đến. Ân, Nhiếp Ly khẽ nhíu mày, hướng xa xa nhìn. Vù vù. Hai thân ảnh rơi xuống, là hai người Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật. Là ai, dám can đảm tại bên trong lãnh địa thiên ngân thế gia ta làm cán, Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật ánh mắt dừng ở trên người thân ảnh Nhiếp Ly sau khi biến hóa, Nhiếp Ly thúc dục yêu linh hổ nha gấu trúc dung hợp, thân hình biến lớn rất nhiều, diện mạo cũng có biến hóa, làn da trần bao trùm lông đen lông trắng, hai người bọn họ không có nhận ra Nhiếp Ly cũng rất bình thường. Là bọn họ. Nhiếp Ly đứng ở tại chỗ, khẽ nhíu mày, tuy rằng nhiếp hiểu phong nhiếp hiểu nhật cùng mình có một chút bất hòa nhưng trung quy đều là sự tình bên trong gia tộc kiếp trước hai người bọn họ cùng yêu linh chiến đấu cuối cùng cũng anh dũng chết trận cho nên nhiếp ly không chuẩn bị đem bọn họ tiếp tục đối đầu hơn nữa nhiếp hiểu phong nhiếp hiểu nhật ở trong gia tộc thân phận và địa vị đã hoàn toàn kém nhiếp ly nhiếp ly hoàn toàn không còn đem hai người nhiếp hiểu phong nhiếp hiểu nhật để ở trong lòng nhiếp ly thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại biến trở về nguyên bộ dáng là ta nhiếp ly thản nhiên nói là ngươi?" Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật hai người kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly, trong lòng rung động khó có thể hình dung, cái hình thái vừa rồi là trạng thái sau khi Nhiếp Ly dung hợp yêu linh. Bọn họ nhìn lướt qua bên cạnh đại thụ ngã xuống, còn có trên bãi đất trống một cái hố sâu, trong mắt toát ra thần sắc. Bọn họ ấn tượng, Nhiếp Ly vẫn chỉ là một yêu linh sư tu vị chưa đạt tới thanh đồng một sao, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, Nhiếp Ly đã trở thành một yêu linh sư bạch ngân cấp, nhìn Nhiếp Ly, bọn họ trong mắt không khỏi lóe qua một tia kính sợ đoạn thời gian này nhiếp vĩ đã mất đi chức vị đại trưởng lão mà địa vị bọn họ ở trong gia tộc cũng xuống dốc rất nhiều trong lòng buồn bực đừng nói đến tuy rằng bọn họ đối với trước mắt phi thường bất mãn lại cũng không nghĩ tới trả thù nhiếp ly bên trong gia tộc các chi nhánh tuy rằng có một chút mâu thuẫn lẫn nhau nhưng từ khi thiên ngân thế gia sáng lập tuyệt đối không cho phép tàng sát trong tộc nếu có chuyện đó xảy ra trừng phạt là rất nghiêm trọng bọn họ chỉ là có chút ảo não cùng ai oán mà thôi hơn nữa địa vị nhiếp ly hiện nay tại thiên ngân thế gia bọn họ khó có thể chạm đến trước đây bọn họ cảm giác nhiếp hải gia chủ là bị che mắt mới che chở nhiếp ly như vậy nhưng theo lời gia chủ nhiếp hải tuyên bố đan dược gia tộc vừa nhận gần đây nhất đều là nhiếp ly đưa cho bọn họ trong lòng đã hoàn toàn chịu phục mặc kệ là ai đối ra với tộc cống hiến lớn như vậy đều đáng tôn kính lại thêm hiện tại bọn họ phát hiện tu vi nhiếp ly đã là bạch ngân cấp đối nhiếp ly càng ngưỡng mộ bị hai người nhiếp hiểu phong, nhiếp hiểu nhật quấy dày, nhiếp ly cũng không có tâm tình tiếp tục tu luyện, sửa sang lại quần áo một chút, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy nhiếp ly rời đi, hai người nhiếp hiểu phong, nhiếp hiểu nhật cũng biết, nhiếp ly đối với bọn họ hoàn toàn không có hảo cảm, địa vị nhiếp ly, ở trong gia tộc đã thay đổi không mượn cơ hội đối phó bọn họ đã là quá tốt. Nhìn bóng dáng nhiếp ly, nhiếp hiểu nhật vội vàng đi ra một bước, nôn nóng nói, nhiếp ly, xin đợi một lát. Chuyện gì? nhiếp ly quay đầu lại nhìn về phía hai người nhiếp hiểu phong nhiếp hiểu nhật nhiếp hiểu nhật mặt đỏ lên hồi lâu sau nho nhỏ nói nhiếp ly xin lỗi trước kia trong gia tộc đủ loại sự tình là chúng ta không đúng chúng ta xin lỗi người mong người bỏ qua cho nhiếp hiểu phong cũng là cúi đầu nói mặc kệ hiện nay ngươi như trả thù chúng ta như thế nào chúng ta đều nhận nhiếp hiểu nhật nhiếp hiểu phong hai người kiếp trước mặc dù có điểm bá đạo nhưng làm người vẫn có chỗ rất quang minh tại thời điểm thiên ngân gia tộc gặp nguy nan cũng hết lòng bảo vệ cho nên nhiếp ly cho tới nay không có làm gì cho bọn họ khó xử bất quá nghe được hai người nhiếp hiểu phong nhiếp hiểu nhật hướng chính mình nhận lỗi nhiếp ly vẫn là ngoài ý muốn hắn mỉm cười vẫy tay nói ta tha thứ các ngươi Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật sừng sốt một chút, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Ly cư nhiên dễ dàng như vậy liền tha thứ, trong đầu hoàn toàn không kịp nghĩ đến. Nhiếp Ly cười nhẹ nói, ta cũng không phải là người độ lượng. Ta nghe nói gia chủ bởi vì cố kỵ ta đối với các ngươi, không có đem đan dược phân cho các ngươi. Nhiếp Ly từ trong nhẫn không gian cầm ra một ít đan dược, tay phải vừa động, đem đan dược ném cho hai người Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật nói, đây là của các ngươi, nói xong sau, nhiếp ly liền trực tiếp xoay người chậm rãi rời đi. Hai người nhiếp hiểu phong, nhiếp hiểu nhật nhìn nhìn đan dược trong tay, lại nhìn nhìn nhiếp ly bóng dáng, mũi hơi hơi cay trước kia chúng ta luôn tìm nhiếp ly gây phiền toái, lại không nghĩ rằng nhiếp ly rộng lòng như vậy, trước kia chúng ta thật sự là không đúng a. À. Nhiếp hiểu phong tự trách nói, nhìn bóng dáng nhiếp ly, trong lòng tràn ngập áy náy. Đúng vậy, so cùng với nhiếp ly, chúng ta thật là thẹn trong lòng, Nhiếp Hiểu Nhật cũng cúi đầu nói, ca ca, Nhiếp Ly đại nhân đại lượng, không ta so đo cùng chúng ta, còn đưa chúng ta đan dược, thế nhưng chúng ta trong lòng vẫn là có út ấy náy a. À. Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật hai người tuổi đều còn rất trẻ, trong lòng có điểm ngạo khí, nhưng bản tính đều không xấu, lần này hạ quyết tâm cùng Nhiếp Ly giải thích, không nghĩ tới Nhiếp Ly đối với bọn họ khoan dung như vậy, bọn họ đối Nhiếp Ly tràn ngập áy náy, nếu là về sau Nhiếp Ly kêu bọn họ làm chuyện gì, bọn họ tuyệt đối nghĩa bất dung từ, Gần đêm, nhiếp ly bên trong biệt viện của mình tu luyện, trên mộng yếm yêu hồ thỉnh thoảng lại truyền ra từng trận linh hồn lực tinh thuần dao động, nhiếp ly không ngừng mà hút vào, đem linh hồn lực này hóa thành linh hồn lực của bản thân. Nhiếp ly cảm giác được, linh hồn lực của mình lại tăng lên. Thời điểm nhiếp ly đang dốc lòng tu luyện, cửa biệt viện đại môn oành 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 bị người khác gõ vang. Mời vào, nhiếp ly không có đứng lên, cao giọng nói, sau một lát cửa biệt viện mở ra vài người vội vàng đi đến đầu lĩnh là nhiếp hải phía sau là trưởng lão nhiếp ân cùng với cha mẹ nhiếp ly và thúc thúc nhiếp khai nhiếp ly có vẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua mọi người nghi hoặc hỏi phát sinh chuyện gì như thế nào nhiều người cùng đến như vậy gia chủ đến nhiếp ly thậm chí còn chưa đứng lên nghênh đón ngược lại lại đi hỏi thăm nhiếp minh và nhiếp khai hai người không khỏi có chút khẩn trương lo lắng nhìn lướt qua nhiếp hải phát hiện nhiếp hải không có một tia khí sắc nào gọi là phẫn nộ bọn họ trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm bọn họ âm thầm nghĩ sau này nhất định phải hào hào giáo dục nhiếp ly một chút tuy rằng địa vị nhiếp ly lúc này tại thiên ngân thế gia rất cao nhưng cũng không thể vì thế mà tự cao phải luôn khiêm tốn nếu vẫn là tiểu hài từ trước kia, nhiếp ly khẳng định sẽ tất cung tất kính đối với nhiếp hải, thế nhưng hiện nay thậm chí là truyền kỳ yêu linh sư đứng ở hắn trước mặt hắn hắn, cũng sẽ không có bao nhiêu tôn kính. Kiếp này, hắn muốn trở thành một thánh hoàng, cùng thánh đế nhất quyết phân biệt cao thấp, giúp quang huy chi thành đi ra khỏi khốn cảnh, hiện tại bất quá hắn chỉ mới bước ra bước đầu tiên mà thôi. Kiến thức nhiếp ly, đủ để có thể đứng trên nhìn xuống bất luận kẻ nào tại quang huy chi thành. Chương 77 bạn đang nghe chuyện trên halazy com các trưởng lão nhìn nhau, nhiếp ly cũng quá lớn mật, hoàn toàn không đem gia chủ để vào mắt, nhưng nhiếp hải, nhiếp ân hai người không có cảm giác gì, bọn họ cũng không buồn nhảy ra chỉ trích nhiếp ly. hơn nữa gia chủ vừa rồi còn phân phó về sau tại thiên ngân thế gia địa vị nhiếp ly cung cấp với hắn. đối với mệnh lệnh lệnh này các vị trưởng lão rất là khó hiểu, nhưng nếu gia chủ phân phó như vậy, bọn họ chỉ có thể chấp hành. Ta vừa được tin tức, thần thánh thế gia mời một bộ phận thế gia tại Quang Huy, chi thành cùng tham gia thiên tài chiến thế hệ trẻ, cho người đến nhiếp gia chúng ta phát thiếp, chúng ta có nên tham gia hay không? Nhiếp hải nhìn về phía nhiếp ly hỏi, thiên tài chiến thế hệ trẻ, cách vài năm đều sẽ, do bên trong tam đại đỉnh phong thế gia một ít thế gia cử hành, ít nhất sẽ mời một phần ba thế gia trên đây tham gia. Nếu chỉ là phổ thông thiên tài chiến, ngược lại cũng không có gì, nhiếp hải liền lo lắng thần thánh thế gia không có ý tốt, muốn xuống tay đối với thiên ngân thế gia, đương nhiên phải tham gia làm sao không tham gia đưa phong thư đến hiệp hội luyện đan sư mời bọn họ cùng đến xem cuộc chiến nhiếp ly bình tĩnh nói thần thánh thế gia hướng thiên ngân thế gia phát thiệp mời như thế nào có thể không tham gia nghe nhiếp ly nói các vị trưởng lão có vẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua nhiếp ly hiệp hội luyện đan sư là cái gì muốn gọi liền có thể gọi là đến trong lúc các trưởng lão đều có những phản ứng bất đồng thì nhiếp hải cùng nhiếp ân ngược lại cảm giác điều đó là đương nhiên phiền toái người viết một phong thư cho dương quản sự Nhếp hải mỉm cười nói, hắn đợi chính là những lời này của nhếp ly, nếu hiệp hội luyện đan sư nếu cũng phái người đi, thì thần thánh thế gia khẳng định sẽ có một ít kiêng kỵ. Lần này thiên tài chiến, có thể phái ba danh ngạch, nhếp ly, người muốn tham gia sao? Nhếp ân nhìn về phía nhếp ly hỏi, hắn biết nhếp ly thực lực đạt tới bạch ngân cấp, hơn nữa đã dùng hợp yêu linh. Ta đương nhiên muốn tham gia. Nhếp ly bình tĩnh gật gật đầu nói, hắn vừa dùng hợp hổ nhà gấu trúc, vừa lúc thông qua thực chiến để kiểm nghiệm một chút uy lực hổ nhà gấu trúc thêm nữa lúc trước cùng thẩm phi có ước định, nhiếp ly như thế nào có thể không tham gia. Hai người nhiếp hải, nhiếp ân thời điểm nói chuyện với nhiếp ly, đều dùng ngữ khí trưng cầu, điều này khiến trừ vị trưởng lão đều có chút không quen, bất quá nghĩ đến nhiếp ly vì tộc cống hiến nhiều như vậy đan dược, bọn họ liền bình thường trở lại. Trong lòng cũng hiểu một việc, đó chính là địa vị nhiếp ly ở trong gia tộc, không còn như trước kia. Trừ nhiếp ly ra còn có nhiếp hiểu phong cùng một cái tên khác là nhiếp vũ, đều là tu vi bạch ngân hay sao, hơn 20 tuổi yêu linh sư Bạch Ngân hai sao, đều có thể gọi là thiên tài dù sao cũng là tộc nhân của gia tộc, Nhiếp Ly cũng không có keo kiệt, nhờ Nhiếp Hải đưa cho bọn hắn hai viên yêu linh cấp trưởng thành tính, là yêu linh Bạch Ngân. Còn nửa tháng nữa là đến thời gian tỷ thí cử hành, Nhiếp Ly, người chuẩn bị cho thật tốt đi. Chúng ta nghe nói thần thánh thế gia dự thi, ít nhất là cấp bậc Bạch Ngân năm sao. Nhiếp Hải nghĩ đến đây, trong lòng hơi trầm xuống nói, bọn họ sợ tại thời điểm thiên tài chiến thần thánh thế gia hạ độc thủ. Nga, nhiếp ly thản nhiên lên tiếng ngược lại là rất nhẹ nhàng tự tại thần thánh thế gia hạ độc thủ nhiếp ly không lo lắng gì cả âm mưu quỷ kế gì có thể tránh được hắn ánh mắt kế tiếp nhiếp hải nhiếp ân nhiếp minh đám người cùng nhiếp ly cùng nhau bàn luận một chút làm sao phát triển thiên ngân thế gia bao gồm tiêu phí một ít tiền tài thuê đại lượng bình dân cao thủ thiên ngân thế gia lớn mạnh đối nhiếp ly đến cùng cũng là không có gì ảnh hưởng không có vấn đề gì, ta có thể đưa cho gia tộc một ức yêu linh tệ để làm chuyện này, thế nhưng thời điểm nhận người trăm ngàn lần nên cẩn thận, không nên lơ là đem thần thánh thế gia cùng hắc ám công hội gian tế, mà nhân vào là được. Nhiếp ly suy nghĩ một chút nói, cống hiến một ức yêu linh tệ. Nhiếp minh, nhiếp khai còn có các trưởng lão thiếu chút nữa đem trong mắt chừng lối ra mất, những một ức yêu linh tệ, nhiếp ly nói rất là thoải mái. Một ức yêu linh tệ có thể làm bao nhiêu việc a? À, sợ là thuê 100 cao thủ hoàng kim cấp đều không có vấn đề gì, Nhiếp Hải, Nhiếp Ân hai người lần này ngược lại là bình tĩnh hơn mọi người nhiều, bọn họ rõ ràng biết, tài phú Nhiếp Ly nhiều kinh người, một ức yêu linh tệ cũng không đáng để kể. Có một ức yêu linh tệ, thế lực thiên ngân thế gia, có thể mở rộng ra mấy lần. Các trưởng lão lúc này mới hiểu, Nhiếp Hải vì cái gì mà đem Nhiếp Ly đặt ở vị trí ngang hàng với hắn, bọn họ trước kia đối Nhiếp Ly từng tia bất mãn giờ đã đều tan thành mây khói. Người vì thiên ngân thế gia bỏ ra nhiều như thế thì phải được tôn kính một tộc nhân địa vị thấp hèn, nếu có thể cống hiến cho gia tộc một ức yêu linh tệ, bọn họ cũng sẽ đem đối phương nâng lên tới trời. Trải qua mấy canh giờ thảo luận, đám người nhiếp hải bắt đầu thực hành kế hoạch, phái người đi yêu linh sư công hội cùng võ giả công hội chiêu mộ cao thủ, khác với hiệp hội luyện đan sư yêu linh sư công hội võ giả công hội cũng không phải là đại thế lực gì chỉ phụ trách đăng ký sở hữu yêu linh sư cùng võ giả bình thường như vậy yêu linh sư võ giả bình thường đều sẽ được các thế gia chiêu mộ như vậy bọn họ là có thể có được càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng một phần thu nhập ổn định nuôi sống gia đình người thân mà đối với các thế gia chiêu mộ yêu linh sư cùng võ giả bình dân có thể tăng cường thế lực bọn họ từng thế gia đều sẽ duy trì nhất định lực lượng thủ hộ gia tộc, má nhiếp gia trước kia tài chính không đủ, thậm chí đã đem thủ hộ quân gia tộc đều cho tan rã, rốt cuộc hiện tại có thể một lần nữa chiêu mộ. Trừ cống hiến một ức yêu linh tệ, nhiếp ly còn cầm ra một ít công pháp cường đại cống hiến cho gia tộc, các tộc nhân đều có thể tu luyện, dùng đến tăng lên thực lực gia tộc. Lúc này, thần thánh thế gia, thần thánh thế gia chấp sự trưởng lão thẩm minh đang xử lý các loại vụ sự của gia tộc đúng lúc này ba người trẻ tuổi đi đến đầu lĩnh là thẩm phi thẩm phi phía sau hai người đại khái bộ dáng hơn 20 tuổi mặt lạnh lùng chấp sự trưởng lão thẩm phi hơi hơi chắp tay tham kiến chấp sự trưởng lão thẩm phi hai thanh phía sau niên đối với chấp sự trưởng lão thẩm minh khóm lưng không người hai người bọn họ đều là thần thánh thế gia đệ tử chi nhánh phụ thuộc thân phận địa vị không bằng thẩm phi tuy rằng tu vi so thẩm phi cao hơn nhưng so với thẩm phi thì chênh lệch rất nhiều ân Thẩm Minh gật đầu, trong lòng cảm thán một tiếng, Thẩm Phi Thiên Phú kinh người, hiện tại đã đạt tới yêu linh sư Bạch Ngân ba sao, nhưng cùng hai đệ tử chi nhánh là Thẩm Ninh, Thẩm Khiếu, còn kém hơn nhiều lắm, niên kỷ tương đối trẻ chỉ có 20 tuổi Thẩm Ninh đã đạt tới cảnh giới yêu linh, sư Bạch Ngân năm sao, niên kỷ 23 tuổi Thẩm Khiếu đã là yêu linh sư Hoàng Kim cấp. Thiếu gia Thiên Phú không bằng thiếu niên chi nhánh, mấy đời phía trước là hoàn toàn chưa từng xảy ra. Thẩm Phi thiếu gia, ngươi xác định muốn tham gia thiên tài chiến sao? thẩm minh cung kính dò hỏi người xác định nhiếp ly của thiên ngân thế gia sẽ tham gia tỷ thí thẩm phi nhìn thẩm minh lông mi hơi hơi thoáng nhớn hỏi bởi vì sự tình của tiêu ngưng nhi hắn đối với nhiếp ly trong lòng tràn ngập phẫn hận khi hắn nghe nói thiên ngân thế gia cũng tham gia thiên tài chiến lần này tuy rằng thực lực còn không đủ nhưng hắn vẫn là chủ động yêu cầu tham gia thiên tài chiến chúng ta đã thu hồi thiên ngân thế gia thiếp ghi danh xác định thiên ngân thế gia sẽ tham chiến nhiếp ly hẳn là cũng sẽ tham gia thẩm minh hơi hơi gật đầu nói một khi đã như vậy, ta nhất định phải tham chiến, ta nhất định phải đem cái tên tiểu tử kia đạp ở dưới chân, sau đó hung hăng làm nhục hắn." Ánh mắt Thẩm Phi băng hàn nói, nghĩ đến Tiêu Ngưng Nhi, nội tâm Thẩm Phi đối với Nhiếp Ly tràn ngập oán niệm. Chương 78 bạn đang nghe chuyện trên halazy.com. Thẩm Minh gật đầu, chuyện Nhiếp Ly vạch trần xích diễm viêm bạo của thần thánh thế gia là sao chép, khiến danh dự của thần thánh thế gia bị tổn thất rất lớn, lần này nhất định phải giáo huấn hắn một phen." trận chiến thiên tài này thần thánh thế gia khởi đầu không minh thế gia cùng phong tuyết thế gia sẽ không tham gia có hai người thẩm ninh thẩm khiếu cơ hồ là nắm chắc thêm thẩm phi cũng không sao trận chiến thiên tài này liên quan đến mặt mũi của thần thánh thế gia chúng ta vì thế ta sẽ mở một bàn đánh cược các gia chủ gia tộc sẽ đều tiến hành đánh cược thẩm minh trầm giọng nói chuyện này quan hệ trọng đại tuyệt không thể để tin tức bị bại lộ bằng không gia chủ xuất quan các ngươi tự biết hậu quả thẩm minh đảo ánh mắt qua thẩm ninh và thẩm khiếu Thẩm Phi dù như thế nào đều không thể có chuyện gì, nếu là Thẩm Ninh, Thẩm Khiếu xảy ra vấn đề cũng không hệ trọng bằng Thẩm Phi, nếu Thẩm Phi có chuyện nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hai người Thẩm Ninh, Thẩm Khiếu trong lòng có chút ưu tư, vội vàng không người đáp, vâng chấp sự trưởng lão, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Ánh mắt cao ngạo cầu Thẩm Phi đảo qua hai người Thẩm Ninh, Thẩm Khiếu, tuy rằng Thẩm Ninh, Thẩm Khiếu có chút bất mãn với hắn, nhưng với xuất thân là chi phụ của thần thánh thế gia, đối với Thẩm Phi chỉ có giận mà không dám nói. Rõ ràng tu vi bọn họ so với Thẩm Phi mạnh hơn nhiều, nhưng lại không được đối đãi công bằng, trong lòng bọn họ khó mà bình ổn được. Đoạn thời gian gần đây, được hiệp hội luyện đan đại sư che chở, thiên ngân thế gia hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt, đợi khi gia chủ xuất quan, sớm hay muộn cũng sẽ hào hào chiếu cố bọn họ một phen. Thẩm Minh nghĩ, gia chủ Thẩm Hồng của thần thánh thế gia tu vi đã là Hắc Kim yêu, linh sư đỉnh phong, không biết lần này có thể hay không tấn giai lên truyền kỳ một khi thẩm hồng tấn giai lên truyền kỳ, tại quang huy chi thành, địa vị của thần thánh thế gia sẽ hoàn toàn khác đi, thậm chí có thể đưa ra một ít quyết sách tại quang huy chi thành, ngay cả thành chủ cũng không thể không quan tâm đến thần thánh thế gia. Đến thời điểm đó, thiên ngân thế gia há có thể còn ung dung tự tại. Nghe nói thiên ngân thế gia gần đây liên tục chiêu mộ các cao thủ bình dân, tiêu phi ước chừng mấy ngàn vạn yêu linh tệ, cũng không biết là tiền từ nơi nào tới, xem ra hiệp hội luyện đan sư kia cũng không thoát khỏi liên quan hiệp hội luyện đan sư định quyết tâm bồi dưỡng thiên ngân thế gia sao? Thẩm Minh âm thầm nghĩ, hiệp hội luyện đan sư nhiều lần đối đầu với thần thánh thế gia, che chở cho thiên ngân thế gia, nhưng lại ngầm điều tra thần thánh thế gia, chẳng lẽ hiệp hội luyện đan sư phát hiện ra cái gì sao? Chuyện thần thánh thế gia hoạt động ngầm với hắc ám, công hội tuyệt không thể để lộ ra ngoài. Thẩm Minh làm việc phi thường cẩn thận, không có chuyện bị hiệp hội luyện đan sư phát hiện ra dấu vết, việc này phải đợi gia chủ xuất quan sẽ hồi báo lại sau. Mặc kệ thiên ngân thế gia có được hiệp hội luyện đan sư che chở hay không, lần này bọn họ tất yếu phải giáo huấn thiên ngân, thế gia bằng không uy tín của thần thánh thế gia để ở đâu. Lãnh địa thiên ngân thế gia. Nhiếp ly vẫn tiếp tục bế quan khổ tu, một bên vẫn tiếp tục dung hợp, thu ngôi yêu linh, cấp cho Diệp Vân Tử một thần cấp yêu linh phong tuyết, cấp cho Tiêu Ngưng Nhi một thần cấp yêu linh phong lôi, mặt khác còn còn ba yêu linh thần cấp phân biết thần hành hệ, thánh hỏa hệ, thánh liệu hệ yêu linh, đây là vì chuẩn bị cho ba người vệ nam, Chu Trường Tuấn, Trương Minh, Tuy rằng mua nhiều yêu linh, mua mộng yểm yêu hồ, cống hiến cho gia tộc tiêu phí tốn rất nhiều yêu linh tệ, nhưng tiền của Nhiếp Ly vẫn không ngừng gia tăng, đạt tới con số kinh khủng 20 ức yêu linh tệ, theo thời gian trôi qua, số tiền này còn gia tăng hơn nữa. Nhiếp Ly vẫn là tiền tiêu không thể hết a. À. Bảo khố gia tộc Thiên Ngân thế gia đoạn thời gian gần đây nhiếp ly vẫn dùng hợp yêu linh tu vi tăng cường không có cơ hội đến bảo khố thiên ngân thế gia cho tới bây giờ được nhiếp hải dẫn tới tiến vào mật đạo phí sau phủ gia chủ xuyên qua tầng tầng phòng ngư sâm nghiêm đi tới bảo khố thiên ngân thế gia gia tộc thiên ngân thế gia gia tộc bảo khố nhiếp hải thoáng có chút xấu hổ chỉ về phòng đá phía trước nói nơi này chính là thiên ngân thế gia gia tộc bảo khố nghe nhiếp hải nói ánh mắt nhiếp ly đảo qua toàn bộ thạch thất bên trong trên vách tường phủ đầy hơn một ngàn móc nổi thế nhưng chỉ treo ít ỏi 200 kiện đồ vật. Nhiếp ly ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua nhiếp hải, không chút lưu tình nào đà kích nói, gia chủ, người xác định nơi này chính là thiên ngân thế gia gia tộc bảo khố. Đương nhiên, nhiếp hải má hơi hơi nóng lên, gật gật đầu nói, thiên ngân thế gia bảo khố mà chỉ có vài thứ A. À, nhiếp ly đánh giá nhiếp hải một chút nói, gia chủ, bảo khố bên trong gì đó, có hay không bị người chuyển đi? Nào có, Nhiếp Hải nhất thời đỏ mặt lên nói mỗi kiện đồ vật bên trong bảo khố đều được đăng ký, trong danh sách muốn từ bên trong lấy ra một thứ, liền phải trải qua trưởng lão hội của gia tộc đồng ý. Mấy năm nay thiên ngân gia tộc chúng ta chứng trọi đá, vì để gia tộc phát triển, chúng ta không thể không cầm đi bán một ít kiện bảo vật lấy tiền, mới có thể khiến thiên ngân thế gia duy trì tới hiện tại. Ta chỉ bất quá tùy tiện nói vậy thôi, gia chủ đại nhân kích động như vậy làm gì? Nhiếp ly nhún nhún vai, trực tiếp hướng phía trước đi tới, Nhìn bóng dáng Nhiếp Ly, Nhiếp Hải ngần người, tiểu gia hỏa này rốt cục như thế nào? So với các đại nhân vật cũng không khác biệt lắm, dám đem hắn đùa giỡn, Nhiếp Hải trong lòng dấy lên một cảm giác vô lực. Chúng ta đi bán bảo vật đều là thứ trên thị trường có thể mua được, bên trong gia tộc bảo khố có vài thứ chúng ta hoàn toàn không biết công dụng là gì, cũng không dám bán loạn a." À. Nhiếp Hải nói, bọn họ dĩ nhiên vẫn còn một chút ánh mắt. Phòng chừng là mấy bảo vật không biết sử dụng bán không được giá ha?" Nhiếp Ly thản nhiên lức lức nhìn Nhiếp Hải. Ngươi ta nói tiểu ly à có hay không chừa cho ta chút mặt mũi a à. hiện tại chỉ có hai chúng ta thì không sao bất quá tại thời điểm có ngoại nhân ta vẫn là một gia chủ mà nhiếp hải buồn bực trong lòng hắn thân là một gia chủ bị nhiếp ly trẹn miệng bất quá hắn không thể hướng nhiếp ly mà nổi giận thiên ngân thế ra muốn cuộn khởi phải trông cậy vào nhiếp ly này đó là đương nhiên tại thời điểm có ngoại nhân ta sẽ lưu lại cho ngươi chút mặt mũi nhiếp ly gật gật đầu nói nghe được nhiếp ly nói nhiếp hải không ngừng cười khổ nhiếp ly ngụ ý tại thời điểm không có ngoại nhân liền không lưu lại cho hắn chút mặt mũi nào a à. nhiếp ly nhìn đủ các loại bảo vệ treo trên tường trong lòng nghiêm nghị tuy rằng thiên ngân thế gia đã xuống dốc nhưng cũng là đại gia tộc truyền thừa từ thời phong tuyết đế quốc vẫn còn một ít bảo vật quý giá tuyệt đại bộ phận những bảo vật biết cách sử dụng đều đã bị nhiếp hải bán đi nhưng thực ra những thứ còn lại này mới chân chính là đồ tốt Nơi này hơn 100 kiện bảo vật, ta đều không biết chúng nó sử dụng ra sao, cũng như uy lực như thế nào. Nhiếp Hải nhìn mấy bảo vật rực rỡ muôn màu, cười khổ nói, Nhiếp Hải chưa từng nghĩ chúng là bảo vật bình thường, mấy bảo vật này đại bộ phận đều là từ thời đại trước thần thánh đế quốc. Có chín thành nhiếp ly có thể gọi tên cũng như biết cách sử dụng chúng, mà còn một thành còn lại, ngay cả nhiếp ly cũng không biết chúng nó dùng làm cái gì. Chương 79 bạn đang nghe chuyện trên halazy.com. Nhiếp ly ánh mắt rơi vào một kiện bảo vật bảo vật này là một đôi quyền thứ, bề ngoài có chút cũ nát, quang mang ảm đạm, phủ đầy cho bụi, đỉnh quyền thứ đều phủ đầy những vết dì sắt. Quyền thứ, không nghĩ tới ở trong này lại phát hiện một kiện hồn binh, thật sự là may mắn a, à, cảm tạ các tiền bối tổ tiên thiên ngân thế gia. Nhiếp Ly không khỏi âm thầm nghĩ nói, từ trên móc nối đem đôi quyền thứ lấy xuống. Người muốn thứ này? Nhiếp Hải kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly trong tay cầm đôi quyền thứ rách dưới, sừng sốt một chút, hỏi, đúng vậy. Nhiếp Ly gật gật đầu, Đôi quyền thứ này hắn sớm đã xem qua, nhưng vì vẻ ngoài rất rách nát, nhìn thế nào cũng không thấy được uy lực của nó nhưng cũng đành phải lưu trữ lại, bảo khố gia tộc càng ngày càng ít, giữ nó lại cũng không phiền gì. Nhiếp Hải không biết, vì sao bên trong bảo khố gia tộc vẫn có vài kiện bảo vật đáng giá, vì cái gì Nhiếp Ly lại chọn cái quyền thứ rách nát này? nhiếp ly đem đôi quyền thứ này nhét vào không gian giới chỉ tiếp tục xem xét bảo khố gia tộc mặc dù có vài món đồ cũng không tệ lắm nhưng nhiếp ly không lấy làm của riêng bởi vì đối với hắn thực lực tăng lên do ngoại vật không quan trọng bằng thực lực bản thân có thể lấy được đôi quyền thứ thì chuyến đi này không tệ ánh mắt hắn cuối cùng rơi vào hai thứ cuối cùng trong đó có một kiện là một tấm bản vẽ trên bề mặt có các loại minh văn tạo thành một kết cấu nào đó Thấy Nhiếp Ly nhìn chằm chằm vào tấm bản vẽ, Nhiếp Hải giải thích nói, "Ta không hiểu bản vẽ này vẽ gì, thiên ngân thế ra chúng ta chưa từng có người nào có thể hiểu được nó." "Con kết cấu này hình như là một con chim." Nhiếp Ly nhìn chằm chằm bản vẽ suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhớ ra đây là kiệt tác của nhóm hắc ám luyện khí sư, gọi là Linh Khôi. "Đây là một con chim loại Linh Khôi, từ tiền kỳ thời đại thần thánh đế quốc, trên đại lục phát triển một ít hắc ám yêu linh sư, bọn họ là một đám người thần bí, thường xuyên làm một vài chuyện tà ác, giống như Linh Khôi này." bọn họ chế tạo linh khôi mạnh mẽ đem linh hồn người vừa mới chết đi phong ấn vào linh khôi sau đó dùng minh văn khống chế linh khôi khiến linh khôi nghe bọn họ thúc giục sau này thần thánh đế quốc thành lập đã đại quy mô tiêu diệt nhóm người hắc ám yêu linh sư bản vẽ linh khôi phần lớn cũng bị tiêu hủy tuy rằng thứ này từng hương thịnh trong một đoạn thời gian nhưng sau thời kỳ thần thánh đế quốc mấy thứ này phi thường thưa thớt lại trải qua thời đại hắc ám yêu thú tàn sát bừa bãi bản vẽ linh khôi càng ngày càng ít cơ hồ đã trở thành truyền thuyết không nghĩ tới ở trong này lại tìm được một tấm bản vẽ linh khôi, nếu trong thời đại thần thánh đế quốc thì chắc chắn sẽ bị xét nhà. Thứ này ta cũng muốn, Nhiếp Ly đem tấm bản vẽ này bỏ vào không gian giới chỉ, tuy rằng hắn cũng không muốn đem linh hồn người khác phong ấn vào linh khôi, loại chuyện này rất tà ác, nhưng hắn lại muốn nghiên cứu linh khôi chi thuật. Nhiếp Ly cầm bản vẽ, Nhiếp Hải không có một điểm dị nghị. Trung quy Nhiếp Ly cấp cho Thiên Ngân thế gia nhiều đan dược và yêu linh tệ như vậy, bọn họ đã chiếm rất nhiều tiện nghi, hắn còn ước gì Nhiếp Ly lấy nhiều món hơn. Nhiếp Ly nghĩ đem bản vẽ này về nghiên cứu chút cũng không có chuyện gì, tiếp tục nhìn về kiện đồ vật tiếp theo, đó là một viên châu tử hình tròn, viên châu tử này toàn thân tối đen, lóng lánh trong suốt, lóe ra bóng sáng đen, xem một chút làm người ta có cảm giác hãm sâu. Viên châu này tuyệt đối không đơn giản, nhưng Nhiếp Ly cũng không biết lai lịch của nó. Cái này ta cũng lấy, Nhiếp Ly nói. Vật khác đều có thể, viên châu này Nhiếp Hải có điểm trần chớ. Như thế nào? Có vấn đề sao? Nhiếp Ly khẽ nhíu mày nhìn về phía Nhiếp Hải hỏi bởi vì viên châu này không có đáng giá bao nhiêu, nhưng viên châu này là do gia chủ đời thứ nhất lưu lại, đối với tử tôn hậu duệ là vật kỷ niệm trọng yếu, cho nên nhất định phải bảo tồn. Nhiếp Hải nói, ta cũng là hậu duệ thiên ngân thế gia, cho nên ta lấy cũng không có vấn đề gì quá lớn. Ta sẽ thích đáng bảo quản viên châu này, đây là hai ức yêu linh tệ, Nhiếp Hải gia chủ cầm đi cấp cho bảo khố gia tộc thêm vài thứ, miễn cho bảo khố gia tộc keo kiệt. Nhiếp Ly tay phải vừa động, cầm ra một nhẫn không gian, đưa cho Nhiếp Hải nói, nhiếp ly đưa ra chiêu này nhiếp hải không có sức chống cự a à, nhiếp hải cân nhắc một chút nhìn nhẫn không gian trong tay nhiếp ly lại nhìn viên châu tử không biết tác dụng kia gật đầu cười khổ nói được rồi thủ đoạn này của nhiếp ly thật sự đáng sợ hảo Nhếp ly mỉm cười một lần nữa thắng lợi trở về viên châu tử màu đen kia hắn cũng không biết là thứ gì nhưng chắc chắn không phải là vật phàm còn có bản vẽ linh khôi chi thuật cũng là vật quý hiếm mặt khác kiện hồn binh kia dù có tiền cũng không mua được kiện hồn binh này phối hợp yêu linh phù hợp sẽ đặc biệt hữu dụng ảnh yêu yêu linh bởi vì bản thân đã có lợi trảo cho nên không cần quyền thứ nhưng hồ nha hùng miêu thì rất phù hợp với kiện quyền thứ này nhiếp hải gia chủ ta đi về trước nhiếp ly nhìn về phía nhiếp hải nói thảo nhiếp hải đi theo tiễn nhiếp ly một đoạn hiện tại nhiếp ly là tộc nhân trọng yếu tùy tiện cầm ra một khoản tiền là có thể khiến thực lực gia tộc bạo tăng nhớ nhiếp ly toàn bộ thiên ngân thế gia đều không giống như trước nữa phòng chừng bất cứ gia tộc nào có một hậu bối như Nhiếp Ly, gia chủ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Trở lại biệt viện, Nhiếp Ly cầm đôi hồn binh quyền thứ ra, đôi quyền thứ này thoạt nhìn giống như một đống phế liệu, Nhiếp Ly quát khẽ một tiếng, thúc dục linh hồn hải, từng luồng linh hồn lực từ trong linh hồn hải mãnh liệt bạo ra, hướng đôi quyền thứ kia dũng mãnh lao tới, Nhiếp Ly không ngừng dùng linh hồn lực dung luyện đôi hồn binh quyền thứ này, hồn binh quyền thứ trên bề mặt loang lổ vết dỉ sắt chậm rãi mất đi, dần dần phát ra ánh sáng bóng, cùng linh hồn nhiếp ly sinh ra từng tia cộng minh, chỉ thấy đôi hồn binh quyền thứ không ngừng chấn động, chậm rãi bay lên không trung, sau đó oành một tiếng, nứt tạc ra. Đôi hồn binh quyền thứ kia hóa thành một đạo quang ảnh, sư một tiếng, tiến vào trong linh hồn hải nhiếp ly. Quy lực hồn binh, cùng với linh hồn lực mỗi người có liên hệ phi thường chặt chẽ, so với cấp độ linh hồn lực cao hơn một bậc, nói cách khác linh hồn lực nhiếp ly đang ở bạch ngân cấp, khi đeo đôi hồn binh này ngay cả cường giả hoàng kim, cấp không cẩn thận cũng sẽ bị đầm bị thương. Nếu thực lực nhiếp ly tấn dai, hồn binh cũng sẽ tấn dai hồn binh là kiệt tác của các yêu linh sư trong hậu kỳ phong tuyết thời đại chỉ có bọn họ mới có thể tạo ra hồn binh nhưng chỉ có số ít yêu linh sư mới nắm phương pháp giữ tạo ra hồn binh chỉ có số ít vài yêu linh sư thế gia nắm giữ mỗi người đều chỉ có thể có được một kiện hồn binh người chết hồn binh cũng diệt cho nên hồn binh từ thời đại đó càng ngày càng hiếm không thể tin được vư vật này lại bị xem như binh khí phổ thông thật sự là tàn phá vư vật a à, may mắn nó bị ta phát hiện nếu không thì không biết nó sẽ bị phủ bụi bao lâu nữa nhiếp ly mỉm cười nghĩ nói Chương 80 bạn đang nghe chuyện trên halazy com Thánh Lan Học Viện Một trưởng giả dấu tóc bạc trắng đang đứng trước Tiêu Ngưng Nhi, trưởng giả này chính là Phó Viện trưởng Thánh Lan Học Viện Diệp Thắng. Tiêu Ngưng Nhi, người muốn đi vào thiên huyễn thánh cảnh sao? Diệp Thắng khẽ nhíu mày nói, người cũng biết tiến vào thiên huyễn thánh cảnh nhất định sẽ có nguy hiểm. Trước kia Thánh Lan Học Viện chúng ta có vài đệ tử tiến vào thiên huyễn thánh cảnh, về sau phương diện linh hồn đều xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Viện trưởng, ta có tư cách tiến nhập thiên huyễn thánh cảnh không? tiêu ngưng nhi ngẩng đầu nhìn diệp thắng hỏi trong mắt lóe qua một tia kiên định đương nhiên thiên phú của ngươi xác thật đã đủ rồi tại sao không tấn giai bạch ngân rồi hãy tiến vào thiên huyễn thánh cảnh như vậy tốt hơn diệp thắng gật gật đầu hắn đã rất nhiều năm không có nhìn thấy đệ tử ưu tú như vậy ta muốn tiến vào thiên huyễn thánh cảnh tiêu ngưng nhi nặng nề gật gật đầu trong mắt có một loại kiên quyết trước nay chưa từng có phụ thân ngươi đâu hắn đồng ý cho ngươi sao đúng vậy tiêu ngưng nhi gật đầu thực tế nàng gạt gia tộc tới đây được một khi đã như vậy ta đây sẽ giúp ngươi diệp thắng gật đầu cùng vài vị đạo sư bên cạnh mang tiêu ngưng nhi hướng tòa kiến trúc to lớn đằng sau thánh lan học viện vài vị các đạo sư thánh lan học viện hai mặt nhìn nhau bọn họ trong lòng rất bội phục dũng khí tiêu ngưng nhi có dũng khí xâm nhập thiên huyễn thánh cảnh nhưng thiên huyễn thánh cảnh là một địa phương vô cùng thần bí chỉ có thiên tài ưu tú nhất thánh lan học viện mới có thể tiến vào thiên tài tiến vào trong đó sau khi ra ngoài để lại rất nhiều di chứng cho phương diện linh hồn lực chỉ có vài người thông qua thiên huyễn thánh cảnh đương nhiên chỉ cần thông qua thiên huyễn thánh cảnh cuối cùng đều đạt được truyền thừa vô cùng cường đại trở thành một siêu cấp cường giả, ít nhất là Hắc Kim yêu linh sư, còn có một diệp mặc, thậm chí trở thành truyền kỳ yêu linh sư. Thiên Huyễn Thánh cảnh là một truyền thuyết, một khi thông qua khảo hạch Thiên Huyễn Thánh cảnh, người kia liền sẽ trở thành thiên tài mà toàn bộ Quang Huy Chi thành phải chú ý, thiên tài như vậy thành chủ phủ cần phải bảo hộ, thành chủ phủ sẽ bảo đảm an toàn cho thiên tài này, không có bất kỳ kẻ nào quấy rầy tu luyện, đồng thời cũng có rất nhiều quyền hạn quang huy chi thành sở dĩ có thể dưới sự uy hiếp của yêu thú đứng thẳng không ngã cũng nhờ vào sự xuất hiện của nhiều thiên tài quang huy chi thành chính mấy thiên tài này quận khởi bảo đảm an toàn quang huy chi thành cho nên quang huy chi thành đối xử với thiên tài phi thường chú đáo cùng đầy đủ đám người diệp thắng cùng tiêu ngưng nhi hướng tới đống kiến trúc to lớn nàng cúi đầu trong mắt lóe qua một thần sắc suy ngẫm không biết nhiếp lý hiện tại thế nào ta muốn không ngừng đuổi theo ngươi cùng ngươi sóng vai chiến đấu cuối cùng có một ngày ngươi sẽ chú ý tới ta Tiêu Ngưng Nhi thì thào nghĩ, trên mặt đỏ ửng, nàng nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau Nhiếp Ly, bất tri bất giác, thân ảnh Nhiếp Ly đã rốt cuộc đã in sâu trong lòng nàng. Tiêu Ngưng Nhi cố gắng như vậy, nguyên nhân là vì muốn được Nhiếp Ly chú ý, Tiêu Ngưng Nhi ngẩng đầu, đi nhanh về phía trước. Mấy ngày sau, Bắc Võ Đấu Trường Quang Huy chi thành bắc võ đấu trường là một phương viên mấy ngàn mét chung quanh còn có các khán đài đủ để chứa mấy vạn người xem nơi này thường xuyên cử hành thi đấu luận võ bởi quang huy chi thành coi trọng võ cho nên người đến đây xem thi đấu vẫn rất nhiều và cả những trận đánh cược diễn ra như cơm bữa lúc này các gia tộc đã đến tại đấu trường thiên ngân thế gia nhân ngồi ở trong một góc phương bắc cách vị trí thần thánh thế gia không xa lúc trước sẽ không ai để ý tới một thế gia đang xuống dốc thế nhưng hiện tại không có một gia tộc nào làm ngơ thiên ngân thế gia làm người khác ghen tị là, luyện đan sư hiệp hội Dương Hân quản sự cũng đến, còn mang theo cả ba vị trưởng lão, những người này đều ngồi bên cạnh Thiên Ngân Thế Gia, cùng nhân hữu Thiên Ngân Thế Gia nói chuyện phiếm, làm bọn hắn trong lòng tràn đầy lòng đố kỵ. Dương Hân cùng trưởng lão luyện đan sư hiệp hội đều là những nhân vật bọn họ phải liều mạng định bợ, nhưng đám người đó cũng sẽ không để ý tới bọn họ, cũng không lấy xem trọng bọn họ, nhưng lại đối với người Thiên Ngân Thế Gia thì lại vô cùng khách khí, nhiếp ly tiểu đệ chuyện đệ nhờ giúp thiếu chút nữa hại chết dương tỷ tỷ đệ chuẩn bị bồi thường tỷ như thế nào a à? dương hân quyến rũ nhìn qua nhiếp ly nói trên thực tế tình huống không có nghiêm trọng như vậy ngày đó người muốn ám sát nàng liền bị hộ vệ bên cạnh nàng thu phục không gặp được nguy hiểm gì thế nhưng trước mặt nhiếp ly nàng cố ý nói rất nghiêm trọng nhiếp ly đương nhiên biết dương hân nghĩ gì nhưng vẫn mỉm cười nói chuyện này ta thiếu dương tỷ một cái nhân tình biết là tốt Dương Hân nhoẻn miệng cười, ưỡn vòng eo ôn nhu kia ra, thiên tài chiến sao còn không bắt đầu, ngồi không thật nhàm chán, nhiếp ly đệ đệ cũng muốn lên sao? Tỷ tỷ ta cũng phải đánh cược mới được. Xa xa nhóm đệ tử trẻ tuổi của vài gia tộc nhìn thấy Dương Hân, thân hình lồi lõm khiêu khích, quyến rũ, cả đám đều mở to hai mắt, nhìn thấy Dương Hân bộ ngực đầy đặn đường cong quyến rũ, đều nuốt một ngụm nước miếng, có vài người thậm chí còn hiện ra vẻ mặt dâm tà tuy rằng dương hân mỹ lệ vô song nhưng xét thân phận dương hân không có một tên nào dám đến gần đối phương tuy là nữ nhân nhưng chỉ cần một câu nói đã có thể thao túng vận mệnh một gia tộc ai dám lỗ mãng đối với những ánh mắt nóng cháy đó dương hân tựa hồ đã quen nhìn như không thấy ánh mắt thỉnh thoảng dừng trên người nhiếp ly lúc nhiếp ly cùng dương hân nói chuyện phiếm bên thần thánh thế gia có mấy người đi tới đầu lĩnh là chấp sự thẩm minh thần thánh thế gia dương quản sự đã lâu không gặp không nghĩ dương quản sự cũng hứng thú với thiên tài chiến giữa các thế gia a thẩm minh mỉm cười nói trong mắt có vài phần kiêng kỵ không nghĩ tới thiên ngân thế gia có năng lực như vậy đem quản sự cùng ba vị trưởng lão luyện đan sư hiệp hội gọi tới thần thánh thế gia tuy rằng là một trong tam đại thế gia nhưng đối mặt với siêu cấp thế lực như luyện đan sư hiệp hội cũng rất kiêng kỵ ngoài ra thần thánh thế gia hàng năm đều phải từ luyện đan sư hiệp hội mua đàn dược nếu như đối đầu với luyện đan sư hiệp hội thì thần thánh thế gia sẽ gặp rất nhiều khó khăn ta đối với thiên tài chiến không có hứng thú ta chỉ tới xem nhiếp ly đệ đệ nói không chừng cũng sẽ đánh cược vài ván nghe nói năm nay thần thánh thế gia chủ quản dương hân mỉm cười nói nhiếp ly đệ đệ thẩm minh ánh mắt quét qua nhiếp ly hắn trong lòng âm thầm phỏng đoán nhiếp ly cùng dương hân có quan hệ gì với nhau không sai năm nay là do thần thánh thế gia chúng ta chủ quản dương hân quản sự cũng có hứng thú chơi một chút a à. thẩm minh biểu tình hơi hơi cứng đờ ai chẳng biết hiện tại luyện đan sư hiệp hội giàu nứt đất ta cũng chỉ là tùy tiện chơi đùa chỉ đặt cược cho nhiếp ly đệ đệ thôi cũng sẽ không làm phiền đến thẩm chấp sự a à. dương hân cười nhẹ nói Nhiếp Ly ánh mắt nhìn Thẩm Minh, nhìn sang Thẩm Phi bên cạnh, chỉ thấy Thẩm Phi ánh mắt oán độc, đang nhìn hướng hắn. Mối hận đoạt thê, Thẩm Phi đem Nhiếp Ly hận muốn chết. Nếu không phải Nhiếp Ly có Dương Hân làm chỗ dựa, hắn liền đem Nhiếp Ly đánh tơi bời một trận. Ha ha, Thẩm đại thiếu, đã lâu không gặp. Nhiếp Ly hoàn toàn không để ý ánh mắt Thẩm Phi, cười nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.